Dạ, chuyện người bạn gái chị? Lùng lùng, u u mà tóc mới ngố mà chị. Điểm mạnh của em thì chắc là vui vẻ, hài hước, đôi khi cũng hơi khùng khùng tí xíu. Khùng là khùng sao? Cặp đầu tiên chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ để cặp thứ hai xem sao nha. Kéo màn. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Phạm Văn Lên ạ. Phạm Văn Lên? Dạ. Chứ không phải xuống ha? Dạ không. Làm nghề gì? Dạ, em hiện giờ em đang là kỹ sư điện ạ. À, em nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi chị. Em đến từ Hậu Giang á chị. Hậu Giang. Dạ, hồi sáng 4 giờ là em lên rồi đó chị. Cực khổ quá. Khổ quá ha. Rồi, mời bạn nữ. Em có quà tặng chị. Chị hả? Dạ. Cảm ơn em. Trời ơi, thích quá. Dạ, em chào chị, em chào khán giả và em chào anh Quyền Linh, anh bên kia ạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Quy, em năm nay 26 tuổi. Em làm kỹ thuật trong công ty thời trang. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên ạ. Phú Yên với Hậu Giang. Chà, chà sao nó cách trở quá nhờ. Trắc trở à. Nên chuyển công tác xuống Hậu Giang được không? Nếu ở dưới đó có công việc phù hợp. Có nghĩa là nếu mà có công việc ổn định với Hậu Giang thì mình cũng sẽ đi. Dạ. Ha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc ạ. Rồi, mình giới thiệu về mình một chút xíu đi. Dạ, là điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nấu ăn thì cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Điểm mạnh của em thì chắc là vui vẻ, hài hước, đôi khi cũng hơi khùng khùng tí xíu. Khùng là khùng sao? Nhiều khi đi bật điên lên á thì cũng quậy phá rồi này nọ. Quậy phá là làm gì? Có thể là gào rú lên hoặc là đập phá gì đó. Lúc đó có ai xung quanh không? Hy vọng là không. Nói chứ bạn nam ơi, nghe bạn nữ ở cách xa nhau quá thì bạn cảm thấy như thế nào? À, không sao đâu chị, người ta nói là thương nhau mấy nước cũng chèo mà chị. Bạn có bao nhiêu mối tình từ xưa tới giờ rồi? Dạ cũng ít nè. Ít là nhiêu? Dạ có hai thôi chị. Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình đó? Dạ là do là cái bạn hai bạn đó có chồng bỏ em. Ta bỏ lần lượt hết người này đến người khác vậy? Dạ do em đi học em cũng mới ra trường đi làm á, rồi bạn đó nghe lời gia đình á rồi lấy chồng. Bạn nữ có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình ạ. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây chắc cũng 3 năm 4 năm gì. Lý do? Do là bạn đó cũng còn trẻ á, rồi em muốn một người gọi là chững chạc. Hình như bạn trai bên kia 25 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhỏ hơn em 1 tuổi đó, em có vấn đề gì không? Nhiều người rất là nhỏ tuổi nhưng mà người ta vẫn có bản lĩnh của những cái người đàn ông lớn tuổi. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Em cũng không đặt gì nhiều nhưng mà đừng có gia trưởng. Mẫu người của em mơ ước là Lee Min Ho á chị. Cũng ước ít quá ha. Ở đây có hô không em? Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Không thích mà đập vô là em thấy dội liền á. Là móng tay móng chân mà nó dính dơ á chị. Xe bằng tay ra, xe bằng tay ra coi. Gì nữa? Cũng phệ. Nhiều đó. Nhiều quá đủ rồi ha. Dạ. Lee Min Ho phải không? Qua coi coi. Hô hô. Ông này có hô thôi. Dạ, em chào chị ạ. Lim. Ngon lành. Dạ. Cũng không phệ. Đẹp trai. Cũng cao à? Cao nhiêu? Dạ, 1m7 chị. Được. Em thích chuẩn người bạn gái như thế nào? Dạ, chuẩn người bạn gái chị. Lùng lùng, u u mà tóc mới ngố hả chị? Ê, u u là sao cái vụ? U u là hơi tròn tròn xíu á vậy. Thôi nó múp mụm mỉm, ai nó u u dùng cái tự u u. Tưởng đâu người giống như cái bánh u. Bao lâu đám cưới được? Miễn là bạn nữ đồng ý thì cũng có thể. Đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Cũng có chuẩn bị tinh thần thì nó cũng đầy đủ rồi. Với lại cũng chuẩn bị một phần nào đó, mẹ ở nhà cũng chuẩn bị tiếp. À, coi như là mình chuẩn bị ít rồi mẹ phụ dạ. Một phần nữa phải không? À đúng rồi chị. Bây giờ hỏi thiệt, bây giờ nếu hẹn hò một người ở dưới đó, người trên này hẹn hò sao? Mình sắp xếp công việc thì bạn đó cũng làm ở đây rồi, em cũng chuẩn bị về để làm lại chị. Mình ở đây thì mình có thời gian nhiều hơn. Thì giai đoạn đầu tiên này nè, giờ dạ. Mà mới bấm nút xong nè, là cái đoạn này mới quan trọng. Mới mà tình yêu mới chớm nở thì hẹn hò sao? Dắt đi uống cà phê chị. Cũng nhưng mà đi lên đi về nó cũng khó lắm. À, không sao đâu chị, sức trai đi được chị. Nhớ nha. Dạ. Mà phải ăn nhiều vô chứ đi nữa là ốm nữa đó. Sáng em lên 4 giờ mà đâu có sao đâu vậy. Ờ, cũng được. Không có đến nỗi nào, chị chỉ ngại là đi xa đó không biết có đi nổi hay không thôi. Khỏe mạnh mà. Rồi, để mình qua mình xem coi bạn gái. Chào bạn. Ui mà bây giờ thí dụ về Hậu Giang bạn có về được không? Ở đó có điều kiện để em phát triển thì em sẽ về. Anh mình đang dễ thương lắm, thật dạ. Trai miền Tây thật thà lắm. Hậu Giang của vùng đất rất là mặn mòi.
Hay mình đi có ai đi theo người thân đi theo ủng hộ mình không? Dạ em có mấy đứa bạn thân hả chị? Mấy người bạn thân luôn. À, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào các em. Em là thắm bạn của Huy. Em thấy anh này dễ thương. Huy cũng đang định tìm người ở miền Tây á. Cảm ơn Huy bạn. À gì à? Sao vậy? Tại sao tìm người miền Tây? Ý là dự định thôi. Huy thích người miền Tây. Vậy hả? Nãy giờ thích người miền Tây hả? Sao nãy giờ không chịu nói? Sao nghe giới thiệu miền Tây không mừng vậy vậy? Còn bạn? Có đi với ai không? Dạ có, em đi với bạn thân của em học chung cấp 3. Bạn Linh. Rồi chào bạn. Dạ em chào anh chị ạ. Bạn thân hả? Từ cấp 3 luôn hả? Dạ. Ở trong nhóm có ai để ý bạn của em không? Dạ không ạ. Có thì không nói đi. Dạ không, bạn ấy chỉ quen bạn ở ngoài thôi ạ. Không quen trong công ty luôn hả? Công ty thì em không biết, bởi vì em học 4 năm trên này. Còn bạn thì học ở dưới Cần Thơ nên em không chắc ạ. Không có chắc. Tính tình bạn em được không? Trong cái thời gian chơi với nhau thì theo em là rất là được ạ. Còn lúc không chơi thì không được đúng không? Không, em nghĩ đối với người ngoài nhìn vô thì cũng rất là có thiện cảm ạ. Bạn bên đó làm sao? Dạ, theo em thì bạn bên này nhìn rất là dễ thương và có vẻ là rất là hiền lành. Em nghĩ là hai bạn có vẻ hợp với nhau ấy ạ. Ừ, đúng rồi. Có vẻ là hợp với nhau, chúng ta gặp mặt sẽ biết hợp hay không. Rồi, kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. 2 phút bắt đầu. À, chào em. Mình còn cá bè tặng bạn. Dạ, cảm ơn. Anh có một cái khăn tròn ha, tặng em. Ồ. Quá chu đáo luôn. Ủa, này thấy tặng rồi mà. Ồ quên. Tặng lại bè. Ủa, mình tặng khăn có ý nghĩa gì không vậy bạn? Có chị, cái ý nghĩa thứ nhất đó là cái khăn nó thay mình mà mình lúc mình xa á chị, thì giữ ấm cho bạn gái của mình, giống như là cái tình cảm mình lúc nào cũng ở bên cạnh bạn gái mình hết. Hiện tại là công việc của bạn là ở dưới quê hả? Không, cái đó là do công ty điều mình đi mình làm thôi, làm xong rồi mình về, mình lại Sài Gòn chứ không có. Vậy là hiện đang ở Sài Gòn. Đúng rồi. Bạn ở quận mấy? Ở quận 7, ở đường Quỳnh Tân Phát á. Ồ, mình đi làm ở đó đó. Nhìn mình, bạn thấy sao? Thấy nhiều sợ quá. Thấy sao? Cười hoài vậy? Giống Lee Minh Hồ không? Không, giống lắm. Cũng có chút Hàn Quốc chứ bộ. Quan niệm về tình yêu của bạn như thế nào? Mình thì khi yêu á, nói chung là đừng có làm lố quá, thể hiện vừa thôi. Chứ mình không thích kiểu mà làm lố quá, yêu đương rồi tùm lum hết rồi khi mà cưới về thì bỏ bê, thì mình không thích. Không có thì yên tâm đi, mình không có bỏ bê đâu. Bạn có biết giặt đồ không? Mình ghét nhất là giặt đồ. Nhưng mà đồ của mình thì không sao, đồ người khác mình ghét. Tại vì mình mặc khi nào mà hết đồ, còn bộ cuối cùng mình mới giặt. Có nghĩa là một tuần đồ ở trong phòng là gom mặc hết rồi dục đóng đó. Mà lỡ mà trời mưa một cái nữa là lựa bộ nào mà còn sạch sạch mặc lại vậy... Mưa là khỏi bận. Vậy gom đồ trong nhà vậy nó dơ, nó bay mùi sao, bốc tại, mùi tại sao. Tại giả con mình, mùi của mình không sao đâu. Sao chịu nói trời. Coi như là tuần mới giặt một lần, tắm cũng tuần mới tắm một lần. Dạ không, em tắm kỹ lắm. Em tắm tới hơn nửa tiếng lần. Hơn nửa tiếng là tắm cho mấy ngày á? Một ngày tắm 3 lần. Làm gì ngày tắm 3 lần, lần nửa tiếng. Dạ tại em thích chơi bốn chuyện lắm chị. Rảnh là em hay đi chơi bốn chuyện. Chơi xong rồi về dơ á chị, mình phải tắm. Ủa công việc của bạn có bận rộn lắm không? Cũng bận rộn nhưng mà vẫn có thể dành thời gian cho bạn nhìn mình, bạn thấy sao? Cũng chưa có cảm nhận gì nhiều. Chơi miền Tây mà, ai nói thích chơi miền Tây mà. Thích nhưng mà trong cái tưởng tượng của mình nó khác. Tưởng tượng sao? Tưởng tượng trai miền Tây là sao? Tưởng tượng mấy anh miền Tây hiền lành, thật thà, chất phác. Còn bạn thì cũng có bể là miệng mồm. Thì từ từ sẽ biết thôi, từ từ thì khi có thời gian hẹn hò thì bạn sẽ biết cái chân thật như thế nào chứ. Ví dụ một ít thời gian vậy thì cũng không thể nào để thể hiện hết được. Hát một đoạn nào đó gây ấn tượng đi bạn trai. Dạ. Em xin hát cái bài Nếu Được Làm Người Tình đó. Ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng với môi hôn. Xin gió xa xin đừng đùa lan xa tuyết trắng,
trên đôi má em hồng. Thế nào ngọt không bạn gái? Cũng được. Có thêm được điểm nào sau khi hát không? Rồi, thôi bây giờ mình quyết định nha. Đến thời khắc quan trọng. Quyết định xem từ nãy giờ mình trao đổi mình có cảm nhận gì hay chưa? Trong người mình đã có cảm xúc gì hay chưa? Và quyết định có cho nhau một cơ hội để hẹn hò với nhau hay không? Suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm? Do là em muốn kiếm một tìm một người gọi là em tiến tới hôn nhân mà em thích một người chững chạc hơn, chứng người chạc. Đàn ông hơn. Đây không phải đàn ông hả? Đây cũng chững chạc mà. Dạ, nhưng mà chưa đủ. Bạn trai cảm nhận như thế nào? Dạ thì em cũng cảm thấy hơi buồn tại vì khi mà mình lên đây thì mình đã cho chính bản thân mình cơ hội. Mình kỳ vọng rất dạ, nhiều. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà bạn nữ nói bằng cái cảm nhận đó thì mình cũng không có thể nào mình nói được. Tôn trọng quyết định dạ. bạn ấy. Không sao. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúng tôi gửi tặng bạn mỗi người một cái loa nghe nhạc Samat i5. Hy vọng rằng nghe nhạc chúng ta sẽ có thời gian lãng mạn nhiều hơn để tìm ra một đối tượng nào đó cho mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Speak Couple nhé. Mời nhà trai. Mời anh trai. Dạ em chào anh Trần Vương. Chào em. Mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có mặt trên sân khấu. Chỉ cách nhau một cái bờ rào tình yêu thôi. Mời em trai. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em là Phạm Minh Tâm. Em năm nay 32 tuổi. Em đang làm việc trong lĩnh vực khách sạn. Làm khách sạn, làm dịch vụ hay là làm kỹ thuật hay là quản lý? Là quản lý. Quản lý lĩnh vực khách sạn ha. Dạ đúng rồi. Mời nhà gái. Chào tất cả mọi người. Em tên là Liễu Ngọc. Em 26 tuổi và đến từ Vĩnh Long. Thì hiện tại thì em đang là team leader của bộ phận hỗ trợ đối tác của một công ty về thương mại dịch vụ. Thì hiện tại em đang ở quận 11. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của bản thân em thì rất là hòa đồng với mọi người, có trách nhiệm trong công việc cũng như là hiểu chuyện. Còn chị thấy em rất là tự tin. Dạ cảm ơn chị. Còn về nhược điểm của bản thân thì em có hạn chế trong cái việc tìm đường. Em hay bị đi lạc mù đường đó đúng không? Dạ. Với lại cái khả năng nấu nướng thì nó cũng không gọi là xuất sắc lắm. Nấu nướng thì thật sự ra bây giờ không quan trọng lắm đâu nên em đừng lo. Rồi mời em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình. Em khá là quyết đoán trong công việc. Em là người đàn ông của gia đình. Em thích làm những cái việc, những cái gì tốt nhất cho gia đình. Còn khuyết điểm thì đôi khi thì cái tính em nó hơi cứng nhắc. Thì bù lại tại vì em quyết đoán cho nên là em sẽ hơi có những cái nguyên tắc khó thay đổi được. Quản lý mà đúng không? Phải nguyên tắc mới làm việc được á. Nhưng mà về gia đình em có nguyên tắc như vậy không? Cứng nhắc như vậy không? À, dạ không, thì gia đình thì mình linh động, linh hoạt thôi. Nguyên tắc tức là sao? Tức là ví dụ như đồ đạc em để ở đâu thì em không thích ai đụng chạm hoặc xê dịch đó. Ngay cả ở nhà luôn? Dạ đúng rồi. Tức là tất cả nó phải theo quy trình tự sạch sẽ, ngăn nắp. Vậy cũng hơi khó đó nha. Bên kia bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em khoảng 2-3 mối tình. Tại vì tại sao em nói khoảng? Tại vì có thời gian tìm hiểu nhưng không có thành. Mối tình, những cái mối tình về sau thì tụi em quen cũng được 2-3 năm. Thì do là không có hợp quan điểm, tụi em cũng có từng sống với nhau khoảng 1 năm. Sống thử đó hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có hợp. Nên là thấy cái người đó thì họ có vẻ tư tưởng em thì hướng nội, bạn thì hướng ngoại. Cộng thêm là tại vì bạn khá là thực dụng nên là em từ từ em cảm thấy quan điểm không có hợp nên là không có tiến tới nữa. Thực dụng cụ thể là sao? Thực dụng về vấn đề gì? Như em nói thì cái vấn đề thực dụng thì tức là tư tưởng có hướng ngoại thôi. Em thích xài tiền mục đích khác, cô ấy thì thích xài tiền mục đích khác.
nên hai cái tư tưởng nó không có gặp nhau. Vậy phải là thực dụng. Vậy sao gọi thực dụng được? Không phải thực dụng đâu. Tôi phải đi qua nè. Chào, dạ. Chào, nói nghe coi. Chào em. Chào chị. Thì ví dụ như bạn gái thì thích đi du lịch, còn bản thân em thì em không có thường đi du lịch. Em thì em thích mua sắm này nọ. Cho nên là... Rồi thực dụng chưa? Rồi tới chỗ thực dụng chưa? Cũng khó nói, nhưng mà em cảm nhận được là hai cái tư tưởng nó hoàn toàn không có hợp nhau. Khi mà dùng từ chữ thực dụng là nó ghi... Nó, đúng nó, rồi, nó cái từ thực dụng là nó nặng lắm đó. Nó nặng đó. Dạ. Thật ra thí dụ anh chơi với ai mà nói trời em chơi thực dụng quá là coi như là thực dụng chơi tức là người ta đó. Chỉ nghĩ tới vấn đề tiền bạc và quyền lợi cá nhân của người ta thôi. Người ta không quan tâm tới quyền lợi của người khác và không quan tâm tới cái nguồn tiền từ đâu ra. À, đôi khi thì cũng có cái vấn đề đó, nhưng mà nói chung là bởi vì cái gì qua rồi em không có tiện nhắc những cái cũ á. Còn cái chuyện mà em nói là cái gì mà không ai dời được của em á, cái đó cũng hơi kỹ chút xíu. Theo anh là có thể giảm chút xíu được không? Không, bây giờ qua thấy cái hình ảnh của bạn này ngoại hình rồi phải không? Mướt. Thì mới hiểu được là lý do tại sao bạn đúng nói rồi. Mà bạn nhận xét được bản thân của bạn như vậy là rất là tốt nha. Chị đây nè mọi mà. Người, đầu tóc láng mướt, nó bóng mà nó bóng tới cái mức mà tôi có thể thấy được cái mặt tôi trong đây. Đúng ra là em phải đứng ở vị trí của anh mới đúng hơn. Đúng rồi đó, ta bên đây ta MC. Anh MC mà anh bê bối quá. Áo là chỗ nào là nó vô đúng cái chỗ đó không? Đúng rồi, áo anh chỗ có chỗ không. Ông, bạn này là một người rất là chỉnh chu về cái bề ngoài của mình, rất cực kỳ chỉnh chu luôn. Còn cái bề trong như thế nào thì tí tìm hiểu thì mới biết. Để hỏi đối tác của em coi rồi, bao nhiêu mối tình rồi. Mấy mối tình rồi cưng? Hiện tại thì em có trải qua một mối tình kéo dài 2 năm và cũng kết thúc 2 năm rồi chị. Sao chia tay? Thứ nhất là em chưa thấy bạn nam có định hướng trong tương lai. Và nếu như có thì cũng chưa có hình ảnh của em trong tương lai của bạn. Thứ hai nữa là em mong muốn nhận nhiều hơn cái sự quan tâm từ bạn. Nên là tụi em quyết định chấm dứt. Dừng lại. Rồi vậy thì em nói luôn về cái mong muốn nha. Mình có một người bạn trai như thế nào? Dạ, em sẽ ấn tượng với một bạn nam. Thứ nhất là có công việc và sự nghiệp ổn định. Thứ hai là bạn sẽ gọi là hiểu chuyện và biết điều. Thứ ba sẽ là một người cần có sự lãng mạn. Thứ tư là biết chăm sóc bản thân. Và cuối cùng thì em sẽ ấn tượng với một bạn nam có chiều cao trên khoảng 1m75. Chưa, nó hơi cái chỗ cuối nó cấn cấn chút xíu. Thiếu một chút thôi. Chút xíu chứ. Em cao 1m62 rồi. Thứ hai là mọi người nên trừ hao cho em mang cao gót. Và thứ ba là mọi người nhìn vẻ bề ngoài thì em cũng không có nhỏ bé lắm. Nên là em cần cái cảm giác an toàn được bao bọc chở che. Nên là em thích những cái bạn nào có chiều cao trên 1m75. Chị rất là giống em về cái quan điểm đó. Chị thích quen ai mà trên 1m8, mà cuộc đời của chị chưa gặp ai mà trên 1m8 á em. Chưa gặp ai trên 1m75 luôn á. À. Nói chung là nãy giờ nhu cầu bên nhà gái thì nó cũng có chỗ khó, cũng có chỗ dễ. Không, nhà trai tôi đáp ứng đủ á. Bây giờ hỏi cái tiêu chí đúng của bên rồi. Đó rồi. Tôi nghĩ bên đây đáp ứng hết luôn á. Nhà gái tôi dễ thương em bữa nay. Em trai muốn mong muốn một người vợ tương lai của mình với tiêu chí như thế nào? Em thì hiện tại tại vì em sống với bố mẹ thì một người cũng biết lo lắng cho gia đình. Tại vì em ở đây với bố mẹ, chị em ở nước ngoài nên không ở đây được. Thì nói chung là nhà cũng có em, bố và mẹ thôi. Cho nên là cần một người nào đó về thì có thể vừa làm bạn với em, cũng có thể lo lắng tươm tất cho gia đình. Tức là một người có thể chia sẻ, thấu hiểu. Thì coi như phải về làm dâu rồi đó. Nhà em không có định nghĩa làm dâu. Nhà em thoải mái, thoáng về tình thì ở chung là làm dâu rồi. Bây giờ người nhà có ý kiến coi sao? Đúng. Rồi. Em đi với ai bé? Em đi với bạn thân của em ạ. Chào các cô gái. Dạ em chào tất cả mọi người. Em tên là Linh, là bạn học của Liễu Ngọc. Em thấy bạn nam này có vẻ là hơi khó tính. Liễu Ngọc thì có vẻ là người hơi cầu toàn hơn bạn. Hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi, em trai đi với ai? Em đi với anh, chơi với nhau được cũng mười mấy năm rồi. Dạ chào anh ạ. Em thấy bạn nữ cũng dễ thương. Nói chung là hai người chơi cho nhau tìm hiểu đi. Em chơi với bạn này mười mấy năm rồi đó hả? Dạ. Chơi 12 năm. Có bao giờ xê dịch đồ nó chưa? Dạ không. Không dám luôn hả? Nói chung là vô nhà chơi không đụng đồ, đụng chạm. Đụng la liền. Dễ sợ. Rồi thôi mở rào cho hai bạn gặp nhau đi nào. Vậy đi. Mở rào. Hai bạn
đủ để có thể quyết định được những cái gì mà các bạn đang tiếp cận ha. Tấn công đi chàng trai. À, anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cảm ơn. Ừ, anh cảm ơn. À, anh có thể chia sẻ một xíu về món quà của mình được không anh? Anh tặng em quyển sách. Thì cái tên quyển sách này là Bí quyết trưởng thành. Thực ra thì nó ở trong nó nội dung cũng khá là hay. Anh nghĩ là tặng quyển sách thì nó sẽ hợp lý hơn. Dạ. Em có thể giữ làm kỷ niệm. Dạ. Đầu tiên thì em cảm ơn món quà của anh. Thì em cũng có một món quà gửi lại cho anh. Thì trùng hợp nó cũng là một quyển sách. Dạ em gửi. Cảm ơn nha. Quyển sách này nói về một cái phong cách sống là Ola. Giúp mình có thể cân bằng giữa cuộc sống, các mối quan hệ khác như là bạn bè hoặc là công việc. Thì hy vọng anh sẽ có một cái kỷ niệm vui với cuốn sách này. Anh cảm ơn em. Anh muốn hỏi trước về cảm nhận của em ha. Qua chia sẻ lúc mà chưa có mở rào á, thì em hơi băn khoăn cái việc là thứ nhất là anh có một mối quan hệ với một bạn nữ thì kéo dài 2-3 năm và có sống thử 1 năm. Thì khoảng thời gian 3 năm không dài nhưng mà cũng không ngắn. Nhưng mà mình nói với bạn là mình không hợp nhau. Thì em thấy đó là một cái lý do chung. Em cảm thấy là nó chưa thuyết phục lắm. Thực ra thì có chút xíu nhầm lẫn. Nó là anh sống với bạn đó khoảng được hơn 1 năm chứ không phải 3 năm. 3 năm là anh đang nói là những cái bạn trước đây có quen với anh á. Dạ. Yeah. Thực ra không phải là đưa ra một lý do là không hợp để chia tay. Nhưng bởi vì là đã thật sự là cảm thấy là không hợp rồi á, mà mình cố gắng đi thêm xa nữa đó thì nó sẽ mất thời gian của hai bên. Dạ. Yeah. Thì anh và bạn đó cũng thống nhất và đồng quan điểm là không tiếp tục nữa, chứ không phải là đơn phương từ anh. Dạ. Yeah. Công việc của anh thì nó thường bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ, và nó có thường xuyên phải đi sớm về khuya hay là nó sẽ cố định một khung giờ? Anh là quản lý ca trực. Dạ. Yeah. Tức là sẽ phải làm theo ca. Nói chung thì anh có khi phải làm ca đêm nữa. Đại khái là công việc cũng khá là nó không có thời gian cố định. Dạ. Yeah. Chỉ là một ngày là làm 8 tiếng thôi. Thì em cũng xin phép có thêm hai câu hỏi nhỏ nữa. Nếu như đi du lịch đó, thì anh thích đi biển hay là đi rừng? Anh thích đi Đà Lạt. À vậy là anh thích đi rừng. Dạ. Ví dụ như hôm nay là thứ ba đi. Nếu như anh với em có cơ hội tìm hiểu á, và em 12 giờ khuya em gọi em nói là bây giờ tâm trạng em rất là tệ và em muốn gặp anh để có thể là giải tỏa, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Bất cứ lúc nào em cần. Bất cứ lúc nào em cần. Anh có câu hỏi nào dành cho em không? Em quê Vĩnh Long hả? Dạ đúng rồi. Em có mấy anh chị em? Gia đình em thì có 3 chị em gái và 2 chị đã lập gia đình và em là Út. Bố mẹ em có mong em có gia đình không? Tại thời điểm hiện tại là có, và mẹ em là người gợi ý cho em tham gia chương trình. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì em cũng chưa có nói với mẹ là em đang ghi hình. Ok, anh hỏi thêm một câu cuối cùng nữa là em cảm nhận như thế nào? Tại vì thật sự theo tiêu chuẩn mà em đưa ra là chiều cao là anh là thua rồi đó. Anh chỉ khoảng 1m7 thôi. Dạ. Yeah. Nên là sẽ phải có những cái cân nhắc thật là kỹ từ anh và em. Anh muốn biết em cảm nhận như thế nào để anh cũng đưa ra một cái quyết định. Dạ. Yeah. Vì sao cái tiêu chí chiều cao của em để cuối cùng thì đó cũng là một cái tiêu chí em cần thôi. Nhưng mà nếu như mà có những cái yếu tố khác mà bạn nam có thể chinh phục được em thì em vẫn có thể bỏ qua được cái điều đó. Cái cảm nhận thứ hai nữa khi mà anh chia sẻ về cái vấn đề sống thử á, thì đó là một cái tạm gọi là một cái vật cản làm em hơi chùn bước một chút. Nên là nếu như được thì anh có thể chia sẻ hoặc anh nói một câu nào đó để có thể làm em có một suy nghĩ khác. Nói chung thì anh trưởng thành rồi. Dạ. Em thì anh nghĩ cũng là trưởng thành rồi. Tại vì qua cách nói chuyện của em thì nếu cảm thấy có cảm xúc thì mình tìm hiểu, có duyên thì tiến tới tình yêu. Dạ. Hai bạn bây giờ ngồi xa quá, nó chưa có một cái sự chưa có chất xúc tác được. Tác gì hết. Bây giờ em trai đứng lên. Nào, đứng nắm tay bạn gái. Em gái đứng lên nào. Em xin phép bắt tay một cái. Dạ. Bắt tay giống đối tác quá. Đấy. Em có làm một cái gì đó cho nó tình cảm hơn được không? Hai bạn đứng xích nhau, có thể nhìn thẳng mắt nhau, trao đổi một chút xíu gì đó. Nãy giờ cuộc nói chuyện này thì em thấy bạn gái thế nào? Em thấy bạn hiền. Nói chung hiền thì em cũng thích. Em khá là ngại tại vì cũng lâu lắm rồi em không có quen ai hết. Vậy ngại gì?
em hơi nhút nhát trong tình cảm. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà anh đủ thích một người á thì anh sẽ chủ động với người đó. Chính xác. Rồi, sân khấu của hai bạn. Bạn gái nói như vậy là tôi hiểu bạn gái muốn cái gì rồi. Em không hiểu nữa thì thôi nha. Mình trao đổi thẳng đi. Dạ. Mình đi thẳng vấn đề là em có đủ tin tưởng để có thể cho anh một cơ hội hay không? Anh có thể hỏi một khác không? Tại vì em nghĩ là chương trình mình có cái phần bấm nút, đúng không? Thì em nghĩ là cái phần bất ngờ đó em sẽ dành cho phía sau. Anh cũng khá là hồi hộp, anh cũng không biết là phải hỏi gì. Tôi vào vị trí đi các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng nút bấm thôi. Quyết định bằng trái tim của mình. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm là thật sự chúng ta có một chút rung động gì chúng ta hãy bấm nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Trời ơi, chết luôn á. Thôi mình yêu nhau rồi mà đừng bắt tay như vậy nữa được không? Mình nắm tay nhau đi. Có thể thay đổi cách. Nè, nói với anh. Thôi anh ôm em một cái. Dạ rồi, ok. Rồi, chúc mừng các bạn đã bấm nút. Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Mời nhà gái. Mình giới thiệu về mình đi em trai. Em xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn bên kia. Xin chào tất cả mọi người ở trong chương trình. Em tên là Nguyễn Đức Trương, 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Trương làm công việc gì Trương? Dạ hiện tại thì em đang làm công nhân. Tại đợt trước em cũng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Bao nhiêu thì, năm? 6 năm. 6 năm. Vâng, em đi 6 năm, thế là bây giờ về em cũng có định hướng là cuối năm nay hoặc là đầu năm sau làm kinh doanh, mở quán ăn hoặc là nhà hàng gì đấy. Kiểu tốt, một định hướng tốt đó. Mời nhà gái. Em chào chị Ngọc Lan cũng như là anh Quyền Linh và tất cả các khán giả. Em là Mỹ Kim, em đến từ Bình Dương. Hiện em đang là trưởng phòng kinh doanh của bên công ty bảo hiểm Mekong Life. Năm nay em 30 tuổi. Nữ lớn 2, trai lớn 1. Quá đẹp luôn ấy. Không sao đúng không? Đẹp. Được hả Trương ha? Không vấn đề gì ha? Con thích người lớn tuổi hơn mình. À dạ. Dạ gu mặn quá. Gu mặn quá. Nhiều khi trong cuộc sống hay là trong xã hội bình thường thì nhiều khi mình còn không hiểu thì người ta sẽ chỉ vẻ tư tưởng này, khoái nào đó. Mình có ưu điểm gì chưa? Em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ tính, thích ca hát với lại thích tìm tòi, chẳng hạn như là máy móc sửa hay là nhảy hay là gì đấy. Chút xíu mình biểu diễn cho nhà gái biết một chút tài lẻ của mình nha. Mình có tật xấu gì không? Nói ra thì cũng nhiều lắm, giống kiểu thích tìm tòi nhưng mà con biết một chút chút chút, nói chung là có biết rồi. Thì con thường thường là con không có đam mê theo đuổi tiếp, theo đuổi chuyên sâu ấy. Nhưng có một cái mình phải biết hết, đó là cái đam mê của mình, cái nghề nghiệp của mình phải biết cho tận cùng luôn. Chứ cái gì cũng chút hết là... Không phải, đấy là cuộc sống ấy chú. Tức là cuộc sống con muốn biết nhiều thứ. Được, biết nhiều thứ thoải mái rồi. Cho nó đa dạng phong phú mà, nhưng mà cái nghề mình mới biết cho tận cùng nha. Đã là đam mê thì mình phải cố gắng. Đúng rồi, chứ không biết chút mà không được. Thôi mời nhà gái. Rồi mình nói về ưu điểm của mình nè. Ưu điểm của em thì hoạt ngôn, tự tin trước đám đông, với lại là mẫu người chăm sóc gia đình. Chị tưởng đâu ưu điểm của em là nhậu chứ chị thấy em đem bình rượu lên là chị thấy chị mệt rồi. Cái gì đó chị nhìn là chị muốn xỉn rồi đó. Gì có bình rượu nữa hả? Trời ơi hồi nhậu không? Trời dạ ơi, cái này cũng là ưu điểm mà... của em. Công việc của em có liên quan tới cái này không? Dạ có, kinh doanh rượu. Kinh doanh rượu nha, là bên đây tửu lượng dữ lắm nha. Uống được không Trương? Dạ con uống dữ lắm. Coi đô con một lon lận. Mình có mấy mối tình rồi Trương? Hiện tại tính đến bây giờ thì tầm khoảng 3 mối tình. Mối tình dài nhất là mấy năm? Khoảng gần 2 năm. Gần 2 năm. Tại sao mình lại chia tay? Ở bên Đài Loan ấy, cũng có quen một người. Bọn con thì thương nhau thật lòng, thương nhau nhiều lắm. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh gia đình
rồi là khoảng cách kia địa lý ấy, phong tục tập quán gia đình người ta không muốn con lấy ở chồng xa ấy, con cái nó khổ ấy, có chuyện gì thì người ta không giúp đỡ được nhiều, xong rồi người ta suy nghĩ nhiều ấy, con là người hiểu chuyện ấy, con không muốn bố mẹ hay gia đình hay là bạn ấy suy nghĩ vì nhiều, gia đình trong nhà người ta phải lo lắng nhiều thì con không muốn. Ừ, mình rút lui. Vâng. Rồi nhà gái mình bao nhiêu mối tình cơ? Em thì ba mối tình, nhưng mà mối tình gần đây nhất là kéo dài 5 năm và kết thúc được hơn nửa năm. Kéo dài tới 5 năm mà sao chia tay? Chắc là do quan điểm sống của hai người không có hợp nhau. Với lại cái bản chất công việc thì bạn đi cũng hơi nhiều, với lại làm hoạt động hơi nhiều, cho nên là cũng không có thời gian chăm sóc em và quan tâm cho em. Trong 5 năm là em chờ hoài vẫn không nhận được một cái điều mà em mong muốn. Dạ đúng rồi. Kết thúc nửa năm. Dạ, hơn rồi giờ hết buồn chưa? Cũng hơi hơi. Cũng hơi hơi rồi. Dạ. Sao quen bạn mới được? Cái cơ duyên mà em đến với lại bạn muốn hẹn hò là không phải là em đăng ký, mà là em họ của em tự down form về, xong rồi tự lấy hình em, tự ghi tất cả mọi thứ và gửi cho chương trình. Và cũng là một cái cơ duyên là ngay đúng ngày sinh nhật của em thì bên biên tập viên gọi và mời em đến casting vòng 1. Cho nên là em suy nghĩ là mình cần cho mình một cơ hội, với lại cũng khá là lớn tuổi rồi. Hồi nãy chị cũng lo lắng khi em chia sẻ là cho anh hỏi chút được không? Dạ. Người ta đăng ký giúp em này, chân tâm em có ý định em đến đây em kiếm một người bạn trai cho mình, một người chồng sau này không ạ? Hồi nãy người ta chia sẻ rồi đó chú ơi. Chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Người ta giải thích rồi, hồi nãy chị cũng tính hỏi câu đó rồi. Nhưng mà cổ cũng có nói là cái định, cái duyên số đó là gọi cổ lên casting vòng 1 ngay đúng sinh nhật của cổ. Thì cổ nghĩ là thôi cứ cho mình một cơ hội, mở lòng mình ra để đón nhận một cái chuyện tình cảm mới, để cuộc sống nó mới mẻ hơn, nó tươi đẹp hơn. Thật ra nếu mà tôi nhà trai tôi cũng đặt câu hỏi, ủa cái đó là giống như ép đi với đâu. Không, cổ đã nghĩ thoáng rồi, cổ đã muốn cho mình một cơ hội. Cô ấy vẫn còn suy nghĩ về cái người cũ một chút. Thôi bây giờ để mình qua mình hỏi cho nó kỹ lại. Giờ còn nhớ Nhung gì không? Cũng xui hết rồi chị. Cũng thỏa đáng hết rồi. Cho nên là em bây giờ em muốn tạo cho mình một cái cuộc sống mới. Do là trước là em sống vì người ta quá nhiều. Em bây giờ em muốn sống vì em. Cuộc sống mà mình tự quyết định, chứ mình không có muốn là vì những cái tác động bên ngoài mà ảnh hưởng đến cái tình cảm của hai đứa. Rồi bây giờ mình muốn người yêu thế nào nè? Tiêu chí sao Trương? Tiêu chí của con thì đơn giản lắm. Biết chăm lo cho gia đình, hiểu chuyện, biết chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày, biết nhường nhìn khi mà chẳng hạn xảy ra những cái cuộc tranh cãi hay gì ấy. Đáng ra đàn ông là người phải biết nhường nhìn phụ nữ, nhưng mà nhiều lúc đàn ông có thể không kiềm chế được thì người phụ nữ mình phải kiềm chế lại. Cũng hợp lý. Mình là người đàn ông mình phải biết kiềm chế, rồi khi mình cố gắng kiềm chế nhiều hơn phụ nữ nữa, nhưng có lúc mình không thể kiềm chế được thì cũng mong người phụ nữ kiềm chế chút. Cái đó là nhường nhịn nhau đó. Đúng rồi. Cái này được không cưng? Dạ được. Bản chất của em thì trước kia là em khá nóng tính, mà nay là em kiềm được tầm khoảng 80%. Rồi, những cái tiêu chí bên nhà trai đưa ra thì nhà gái đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em tự tin là tầm khoảng 99% anh. Quá dữ luôn. Đúng. Số 1, tôi coi mắt nhà gái đó coi. Chào em gái. Dạ, chào anh. Dễ thương, cười rất là tươi ha. Bây giờ em muốn mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Tiêu chí của em là cao, to, thơm. Cao, to, thơm. Thôi xin lỗi, hôm nay tôi cái mũi tôi bị hư, tôi không có hử được. Thơm không? Thơm, có sức dầu thơm, cũng có thơm. Em thích thơm mùi tự nhiên hay là thơm mùi nước hoa hay là... Cái gì tự nhiên nó cũng tốt hơn anh, nhưng mà mình lâu lâu thì nếu mà tự nhiên thì nó không tốt thì mình phải có tác động vô. Mùi của anh thì không được có thơm lắm, anh phải tác động từ bên ngoài cơ. Dạ nay có thuốc hết anh ơi, không sao hết. Bình thường có thể anh không có thơm lắm, em có thể mua tặng anh một chai nước hoa chẳng hạn. Không, cái đó mình phải tự cải thiện em ơi. Không, em thích người khác tặng hơn vậy. Sao khôn quá vậy? Sao khôn quá vậy? Người ta tặng mình xong đó là cái tình cảm người ta cho mình, người ta muốn cải thiện mình vậy. Rồi, hiểu rồi. Chẳng qua là nói không rõ ràng cho nên là rất là dễ gây hiểu lầm. Ý là cái người phụ nữ tinh tế chút xíu. Đó, tinh tế chút đúng xíu. Đúng rồi, đó, tặng. Ta đủ sức ta mua. Đủ sức mua nhưng mà là tinh tế xíu, không? Tinh tế. Đây không phải là em đòi hỏi. Đúng rồi. Giống như tôi giờ tôi xài dầu dừa, những cái người kế bên muốn tôi thơm thì tặng dầu thơm. Tinh tế có tặng dầu thơm hay không? Tôi đang xài dầu dừa đó. Tặng cho ông buồn dừa về tháng dừa vậy xài. Mở cái đi chỗ khác đi, mở xíu coi. Nói chuyện với người gái coi. Em nghĩ thế nào về làm dâu? Như em nói ngay từ ban đầu là em là mẫu người của gia đình. Nếu làm dâu thì cũng ok, nhưng mà có thể là hợp với người này không hợp người kia. Thì em đòi hỏi là bạn nam phải có bản lĩnh để bảo vệ em. Em không thích nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc. Với lại không có quan tâm
người mình thương. Ừ. Vô tâm. Có thú không ấy ơi? Em có. Em có. Đó. Vì em anh có thể bỏ thuốc được không? Chứ không phải là trước mặt em thì không hút mà ngoài sau em thì lén hút thì cái đó khó chấp nhận. Nếu mà anh là có ý định bỏ thuốc hay gì, anh mà quyết tâm thì anh bỏ, anh không hút lén hay sao gì. Tính đến chuyện bỏ thuốc thì điều kiện cần và đủ thì em sẽ bỏ được thôi. Vậy cái điều kiện cần và đủ đó là cái gì anh? Là cần một chất xúc tác gì để kìm lại cái đấy. Chẳng hạn như... Chẳng hạn như gì? Chẳng hạn như là em đó. Tình yêu, một tình yêu cháy bỏng hay gì để em cố gắng được. Tôi tưởng không biết nói câu này là dở lắm nghe. Được mà. Tại lên đây em hơi rung tại vì... Chứ bình thường nói dữ lắm hả? Bình thường thì em cũng nói vừa thôi. Em biết là em có cái ưu điểm gì không? Mà chị rất là trân trọng điều đó, đó là em có 6 năm em ở nước ngoài để em làm việc. Nó làm cho em có một cái sự trưởng thành rất là nhiều, cái sự tự lập rất là nhiều và bản lĩnh rất là nhiều. Ừ. Nên là đối với chị rất là trân trọng những bạn mà đi hợp tác lao động như vậy. Dạ. Mình cảm thấy mình đủ bản lĩnh để mà mình chinh phục cô gái kế bên không? Bạn nữ cho em cơ hội em sẽ rồi. Cố gắng. Giờ mình hỏi người thân đi nè, đi với ai? Hôm nay đi với bố mẹ. Con chào cô chú. Chào anh Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Tớ là mẹ của Trương ạ, đến từ Hà Tĩnh vào đây tìm tương lai có cô dâu ạ. Như bố mẹ thì mong muốn hai bên hai con tìm hiểu. Cô thấy cô con dâu tương lai hợp với ý mình không? Nói chuyện thì cũng đã hợp nhau đó ạ. Mong hai con cho nhau cơ hội ạ. Ở nhà mình có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không cô? Dạ cũng có. Ở nhà con biết chương trình là cũng nhờ mẹ đấy. À vậy à. Con về một tuần mà ngày nào cũng mở xem thì con nghe quen luôn mà. Cảm ơn cô. Rồi em gái mình đi với ai cưng? Dạ em đi với lại hai người em của em với lại hai cô bạn thân. Dạ em xin chào hai anh chị MC và chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua cách nói chuyện của bạn nam bên đây á thì em thấy bạn là một người vui tính, hoạt ngôn. Em nghĩ là hai bạn sẽ cân bằng được cho nhau vì Kim cũng là một người rất là vui tính, hoạt bát, hòa đồng và tự tin nữa. Em hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau chương trình mình có thể tiến xa hơn được với nhau. Rồi, cảm ơn em gái. Mở rào. Bắt đầu đi chưa? Để đây anh có bò hóa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đúng, đúng. Đến đây em cũng có phần quà cũng tặng cho anh. Nhậu nè. Cái ý nghĩa mà em mang cái bình rượu xăm này đến tặng là thứ nhất là em muốn tìm người thử rượu. Em kinh doanh về cái mặt hàng này. Thứ hai là nếu mà hai đứa mình không có đến được với nhau thì coi như là em đã có thêm một cái khách hàng mới. Trời ơi. Chiến lược. Tính toán dữ quá ha. Đi kiếm người yêu mà không được rồi chắc có hai lại về say chuốc. Rồi hai bạn cảm nhận như thế nào về nhau? Chào em. Dạ. Là em có cảm nhận gì về anh? Em thấy anh là cái người vui tính. Tuy là nhỏ hơn em 2 tuổi nhưng mà cũng suy nghĩ cũng khá là trưởng thành. Ok. Cho phép gọi anh là anh nha. Dạ. Anh được xưng anh là anh nha. Dạ. Thì anh lên đây nói chung cũng rung lắm. Rung với hồi hộp lắm. Trong đầu mình nhiều cái mình suy nghĩ nhưng mà kiểu rung hồi hộp mình không nghĩ được nhiều ấy. Bây giờ gặp em đây là trong mắt anh chỉ là hình bóng em thôi. Trong mắt anh chỉ là hình bóng em thôi. Trong đầu anh giờ chỉ là em thôi. Thì anh cũng muốn tìm được một người yêu sau này có thể tiến tới là một người vợ cho mình, với là một người con dâu cho bố mẹ. Lên đây là mình cũng phải có duyên rồi. Em cho anh cơ hội để được làm quen với em. Dạ. Mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau này mình cảm thấy hợp thì mình có thể tiến tới xa hơn nữa. Có thể là mình không thể cho nhau được cái cuộc sống xa hoa phú quý, nhưng mà anh nghĩ anh sẽ là một bờ vai vững chắc để cho em từ mỗi lúc mỏi mệt hay là mỗi lúc áp lực công việc. Ngon, hay. Đó, vậy đó. Rồi giờ hẹn hò sao? Người Hà Tĩnh, người trong đây hẹn hò sao nè, tính đi. Em giờ là làm việc ở đâu nhỉ? Em ở Bình Dương. Hiện tại anh cũng ở Bình Dương, ở Tân Nguyên. Anh ở Tân Nguyên. Em cũng ở Tân Nguyên. Trời, ngon luôn. Hợp lý. Em ở Tân Nguyên, ở chỗ nào nhỉ? Em ở Bạch Đằng. À, thế cũng gần. Dạ, qua cũng gần nhau. Ba mẹ em cũng mất hết rồi. Em là cũng là một cái người là khá mạnh mẽ, quẹt tẹt ra là khá đàn ông. Anh có đủ cái mạnh mẽ double hơn để mà bảo vệ cho cái người mạnh mẽ như em hay không? Anh nghĩ anh
Đùi thức em. À mà mẹ không phải là vì cơ bắp hay không, là vì anh đây anh thể hiện sức mạnh từ đôi tay anh có thể làm được tất cả em ạ. Tôi thấy rằng nhà tay tôi hơi bị được đó. Chị thích rồi đó. Nếu mà về làm dâu, giả sử trong cái cuộc sống hàng ngày á, mà em có lỡ lầm gì trong cái cách cư xử của em á, thì anh sẽ là cái người đứng ở giữa để giải hòa hay là cái người sẽ thiên về gia đình nhiều hơn? Cái vấn đề này đa số ở đâu rồi cũng sẽ gặp. Anh không bênh về bố mẹ hay là bênh về em. Ai đúng thì anh bênh thôi. Chẳng hạn như em đúng đi thì anh sẽ bênh em, xong rồi anh sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu. Chứ anh không phải là bênh em xong rồi anh không nói gì bố mẹ hay là gì hết. Đổi lại với em cũng vậy, anh sẽ là người hòa giải đứng giữa. Anh muốn là cuộc sống gia đình mình sẽ hạnh phúc, sẽ viên mãn hơn. Anh đi xuất khẩu lao động từ 6 năm trước đi về đây thì muốn lập nghiệp, là cái dự định của anh là lập nghiệp ở Tân Nguyên, Bình Dương hay là ở một nơi khác nếu mà nó có cơ hội hơn? Tính ra thì anh bây giờ anh vẫn muốn lập nghiệp ở Tân Nguyên, Bình Dương thôi. Tại vì ở đấy cũng gần anh chị, với lại bố mẹ nhiều khi cũng đi vào đấy chơi nên là cũng dễ gặp mặt thôi. Thì mình có thời gian nhiều để gặp mặt gia đình hơn. Gặp em nữa chứ. Gặp em nữa chứ. Gặp em nữa. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được, mình trao đổi vấn đề đi. Khoảng định bao lâu thì em không chắc chắn, là khoảng định 1 năm, 2 năm hay là mấy tháng. Tình cảm của mình đến một lúc nào đấy mình có thể là đồng cảm, hiểu nhau nhiều thì mình có thể tiến tới hôn nhân, mình suy nghĩ cái xa hơn. Nhiều khi người ta 1 năm, 2 năm, 10 năm nhưng mà người ta không hiểu nhau, rồi người ta không thể chia sẻ, người ta cho dù tìm hiểu 10 năm rồi người ta kết hôn rồi người ta cũng chia tay thôi. Đối với anh thì đến cái thời gian mình cảm giác chín muồi thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Không yêu cầu về vấn đề thời gian mà yêu cầu về cảm xúc ở bên trong đúng không? Cảm xúc với là tính cách mình hòa hợp, rồi là mình có thể đối xử bao dung. Chẳng hạn như em đi, anh có làm gì sai hay gì phật ý gì, em có thể nổi nóng nhưng mà em vẫn có xử cái bao dung trong đấy, có thể bao dung được anh. Em nghĩ đến anh xong em có thể hòa hòa. Em thực chất là một người rất giỏi chịu đựng, nhưng mà cái người mà đi cùng mình trên cái đoạn đường dài phía trước á, phải là cái người mà làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất, mà đừng có để cho mình phải chịu đựng quá nhiều. Cái đấy là mình cái sự bao dung, mình sự cái cố gắng trong tình yêu. Bây giờ em trai đến nắm tay em gái đi. Hai người nắm tay hai tay luôn, nắm hai tay nhìn nhau. Nắm tay nhau nhìn mặt nhau, ừ đúng rồi. Quan điểm về gia đình với con cái thì em suy nghĩ nào? Con thì trời cho nên là nếu mà mình có duyên á thì em sao cũng được. Anh thì thích tầm hai đứa, một trai một gái là vừa đẹp. Dù đẻ hết hai đứa gái thì sao? Có thể là thêm đứa thứ ba, tầm 2 đến 3 đứa là đẹp. Anh run quá. Không, tại anh bình thường đâu. Dạ. Không run đâu. Em nghe hơi run. Em run hay anh run? Dạ anh. Anh à? Đây, cơ ở đây mà. Không, bình thường tại anh để thế này không run đâu. Anh cảm nhận gì về em được chấm được khoảng bao nhiêu điểm trước khi mà anh đến đây gặp em và bây giờ? Cái khoản chấm điểm này thì hơi khó. Dạ. Tại vì anh đánh giá con người bằng tính cách thôi. Lên đây thì anh chỉ chấm tầm 50-50 thôi. Đó là anh cũng nói thật, anh... Dạ, ok. Rồi, về vị trí. Anh thấy đây là cặp đôi khá hợp. Chúng ta bổ trợ cho nhau rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Bạn gái đang sống một mình ở Bình Dương, đang kinh doanh. Bạn trai thì đang làm công nhân. Tại sao mình không hỗ trợ cùng bạn gái để phát triển cái thương hiệu cùng với bạn gái? Đây là con người bản lĩnh. Đây con người cũng bản lĩnh, hai người cũng có nghị lực sống. Bây giờ các bạn suy nghĩ cho kỹ. Bấm hay không là quyền các bạn. 1 2 3 Bây giờ chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Đang tay vô cho nó tình cảm nào. Đó, sắp sửa mình có dâu rồi nha. Hôn nhẹ lên má cô gái cái đi. Cái này à? Cho anh xin phép anh ôm em cả đêm. Dạ, ôm thôi chứ. Người ta ngại mà. Khoan, để Nguyên ôm Nguyên coi có cái mùi coi sao. Chứ hửi cái mùi coi sao. Cái mùi sao? Dạ, như giới thiệu. Như giới thiệu hả? Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hai bên đã có mặt sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Dạ, chào chị Hùng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào anh bên... Anh bên kia. Anh bên kia. Em tên là Hiền, em 26 tuổi và em đến từ Thanh Hóa. Em đang làm gì?
Dạ, em mở shop đồ nhỏ bán ở nhà. Bán tại Thanh Hóa luôn hả Hiền? Dạ không, em làm ở trong Hồ Chí Minh ạ. Dạ, quận 4 ạ. Còn bạn bên kia? Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Minh. Năm nay em 28 tuổi. Em đến từ thành phố Vũng Tàu. Và hiện đang sinh sống và làm việc tại quận 9 Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ, em làm trợ lý cho một công ty bất động sản. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Minh? Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng và em có thể ca hát. Ca hát hả? Thể thao. Hát cho nó vui vui coi nè. Em có chuẩn bị trước một ca khúc mang tên Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, hey. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Wow. Những giai điệu âm nhạc đầu tiên sẽ gửi gắm một cái điều gì đó qua bên đàn gái đó. Em hình dung cái người bạn trai bên đây làm sao? Nghe giọng ấm ấm chị có vẻ nhìn hiền hiền. Hiền hiền à? Dạ. Ừ, nhìn có đẹp không? Thấy giọng ngọt vậy chắc cũng được được, đẹp trai đó. Được được phải không? Em sao anh Linh ảnh đề nghị em hát cái bài Sung Sung mà em hát cái bài gì xìu quá vậy? Tình cảm thì mình mới đẩy tiết tấu lên. Bên đây người ta đang nói chuyện, ta đang sát hạch đàn trai mắc cười. Dạ, em chào chị. Chào em. Bài này theo như chị nghe là em đã chuẩn bị để em đến chương trình, đúng không? Em là một người rất là nội tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Chị thấy em á, từ cách nói nè, giống như chị suy nghĩ chị nói trời ơi, trợ lý giám đốc mà em nói rất là chậm nha, điềm tĩnh chậm quá. Có thể là đấy. Trước đấy đấy có trước thể khi bước vào đây á là em có run không? Giờ hỏi nghe có run không nè? Dạ em có. Đang run đúng không? Cho nên chị muốn em phải hoạt bát lên là sôi động. Em thấy anh Linh không? Từng đó tuổi rồi mà anh hoạt bát kinh hoàng luôn, đốt cháy giai đoạn anh có thể nói trong một phút 100 từ được. Nói nhanh lên, tiết tấu lên. Bây giờ khuyết điểm em làm gì nói cho bà mối nghe coi. Là hơi chậm đúng không? Dạ đúng rồi. Ta có khuyết điểm mà. Dạ đúng à. Đó thay vì ta gật đầu cái dạ đúng rồi. Làm gì tấn công thằng trai với nhiều để từ từ nó bình tĩnh coi. Nói nghe nè, bên đây là một tia nắng ấm. Bên đây cho cũng nước là... sôi chứ được không? Cho nên là ấm vậy? Đây cũng nóng lắm à. Nè, ta đây, ta đây, rồi. Ta đây. Trời ơi. Đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27, em 27 đúng không? Hay là 26? Dạ, sinh năm 93. Là 26. Trời ơi, dễ thương. Làm người mẫu được nè, đóng phim được nè, mà không biết làm ca sĩ được hay không, hát được không? Hát được nhưng mà hát dở thôi ạ. Thử câu rồi bé. Vậy đi thử câu. Nào. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã cô phải giận lòng, quên anh chẳng an tâm. Vì em cảm thấy ai kia không yêu anh thật lòng. Em vẫn cứ chờ hoài, em không bỏ anh đi. Dù cuộc đời sóng gió có mỗi mình thì anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Cái câu chúc hạ là câu đó thôi. Anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Em ơi, em thấy cái là em hát theo liền à. Giới thiệu em gái bên đây, em trai cũng dễ thương nha. Chung là bên đó cao bao nhiêu thì bên đây cũng có thể đáp ứng cao bấy nhiêu. Em cao bao nhiêu vậy cưng? Từ 1m9 trở lên.
Để đi đi anh. Để anh lọt. Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Không ta... cần hỏi, nhìn là biết 1m9 rồi. Nhưng mà người ta không có biết phân định về chiều cao. Rồi từ từ để nó đứng nè. coi rồi nó hợp hay không thôi. Bên kia cho tôi biết là ưu điểm thế nào đi. Ưu điểm của em là gì? Em nấu ăn được. Được cái là không thích nấu ăn thôi. Nhưng mà ngon không? Dạ nấu ăn được là anh cũng ngon ngon đó. Cũng... Em yên tâm anh nấu ăn cho em ăn. Thấy chưa? Thấy không? Thấy nhanh nhẹn rồi đó. Thấy em yên tâm anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi. Có thể là không ngon thôi. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là không thích nấu ăn. Ủa gì kỳ vậy? Biết nấu ăn về khuyết điểm không biết nấu ăn? Không thích nấu ăn. Dạ. Nói chung là em lười đi chơi. Chưa có người yêu lười đi chơi chứ có người yêu rồi bắt đi chơi hoài à? Ủa em lười đi chơi hả? Mà không có kẻ để đi á chị. Bây giờ em tìm kẻ để đi chơi. Hết ngày hôm nay mình sẽ đi chơi đó mà. Đúng không? Rồi bây giờ em trai, đường tình duyên thế nào kể lớn lớn cho đàn gái ta nghe với nè. Dạ. Còn mấy mối tình rồi? Thực sự thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có luôn. Ê. Trai tân nha. Còn nguyên thùng luôn đó hả? Nguyên thùng nguyên kiện nha. Còn có tem nha. Của em. Em cũng xinh gái. Ý quên. Em cũng đẹp trai dễ thương. Dạ. Mà sao lại ế? Dạ vì em nhát. Em nhát. Thứ hai nữa là vì trước đây thì ngoại hình của em rất xấu. Không lẽ lúc đó em lùng giờ em cao? Không, ngày xưa là em rất là gầy. Đen đuổi rồi tóc tai dài này kia nữa. Thì cái đó cũng là một cái khuyết điểm mà đến bây giờ em mới khắc phục. Ủa em gầy chứ đâu, em đâu có xấu đâu. Dạ xấu lắm anh. Nhiều lúc em tự ti về cái ngoại hình. Tự ti ngoại hình của em. Không, em thút lên cũng ngon lắm nha. Cạo láng cái đầu, không, cắt gọn lại xíu ha. Trang trí chút xíu, mặc đồ vest lên cũng như sói ca lắm á. Đó lý do. 28 tuổi rồi á. 28 tuổi nhưng mà nhìn mà tưởng còn... đâu là 21, 22 thôi à. Mà nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên y chang. Nhiều khi á, những như vậy nó bị bất ổn về tâm sinh lý đó. Đâu có bất ổn. Thiệt, trời không đất nghe. Ơi, cái tuổi mà của đàn ông con trai là từ 22 cho tới 28 tuổi là cái thời kỳ gọi là đỉnh cao của sức khỏe. Hồi nãy không nghe mà... tao nói hả, lúc ta ổn cái trạng thái cơ thể nó không có tốt á. Nó đen đuổi rồi nó ốm. Cái đó quá. Là về hình dáng thôi. Còn trạng thái cơ thể liên quan gì tới cái đen đuổi với cái ốm. Người khác người ta thấy ta không yêu, người ta không có, người ta sợ giống. Thì bây giờ mới phải suy nghĩ. Tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện. Hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái bạn gái là đã biết gì đến bạn gái con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Em có cảm giác gì một cô con gái đứng trước mặt em không? Nếu như đó là người mang đến cho em một cảm xúc mà cảm thấy rằng em rung động á thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông. Em thấy người ngay khác... lúc đấy, ngay lúc đấy. Ngay lúc đấy luôn hả? Dạ. Hay vậy. Bây giờ em có bao giờ em tưởng tượng là em sẽ hôn một người nào đó chưa? Dạ em có. Tưởng tượng lúc đó em thấy sao? Em thấy nó bình thường. Tại vì chưa tưởng tượng ra đó là ai ạ. Em có nghĩ lúc nào đó em hôn một người nào đó không? Dạ có. Thì lúc đó trạng thái em sao? Chắc là thích lắm. Thích lắm. Em ơi nhưng mà 28 năm qua là em đã từng có cái cảm giác là yêu một người nào chưa? Dạ em có nhiều chị ạ. Có nhiều đấy. Đây là đàn ông đích thực đấy. Còn em sao? Em thì cũng mới một mối tình thôi chị. Lâu chưa? Cũng lâu rồi chị, hơn một năm. Chia tay hơn một năm rồi? Dạ. Mối tình cũng kéo dài tại vì em yêu cũng chung thủy lắm chị. Yêu bao lâu? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm. Vậy là dài đó. Và mới chia tay một năm. Tại sao chia tay vậy? Em cũng có một gia đình nhưng người đó không đáp ứng được cho em. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? Em cũng không biết nữa chị, chưa đập được nữa. Chưa nắm là mình khả năng mình đập nổi không? Không biết nữa chị ơi, cũng thích đập lắm. Vậy em muốn tìm một người yêu như thế nào? Em thì em thích người yêu của em hơi có da có thịt một tí. Em không thích gầy đâu. Không. Đừng có gầy nha. Ngon lắm rồi, hồi xưa thôi. Giờ thì thịt cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà hơi mỡ chút xíu. Mỡ không sao. Em thích về tập mỡ. Tập gym nha. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là anh á. Cái bề ngoài anh kiểu như là có da có thịt. Có da có thịt, tức là mập cũng được lắm á. Em ơi em trai ơi, em có hình dung cái người bạn gái bên đây như thế nào không? Em nghĩ là một cô gái nên mặc váy. Ôi hay quá, em hay quá. Váy, có váy. Tóc dài ngang lưng. Hay quá trời, em thấy có gì? Ngang lưng. Trời ơi. Khoảng 1m6. Em 1m67 lận đó ông ơi. 1m67 là thường là rất là xinh đẹp. Bây giờ mình gặp gỡ gia đình hai bên đi.
Nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại mẹ em, chị em. Em trai, em họ, trời bản thân ơi. Cả nhà luôn hả? Đại gia đình luôn. Đại gia đình ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Chưa, chị gái xinh chưa? Dạ em chào chị. Đoán em. Bạn trai bên này á thì rất là hiền, rất là dễ thương. Thì nếu mà được á thì hai bạn cũng tạo điều kiện cho nhau, bấm nút để tìm hiểu có thêm một người bạn. Và nếu tiến xa hơn nữa thì chúng ta làm đám cưới thôi. Hay dạ. Quá. Cảm ơn chị. Rồi cho gặp mẹ đi. Chào cô. Dạ dạ. Chào, dạ, chào hai MC, chào tất cả quý khán giả. Chào cháu ạ. Mẹ thấy anh bên này đẹp, hiền. Hai đứa cho nhau cơ hội nhấn nút nha. Đấy, thấy chưa? Đó, mẹ ra dấu rồi đó. Mẹ nói là nhấn nút nha. Nhấn nút nha. Phải nhấn thôi. Rồi, cảm ơn gia đình. Trai đi với ai? Em đi cùng với lại anh em cùng cơ quan ạ. Anh em cùng cơ quan rồi, mời đại diện đàn trai. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân và họ nhà gái. Em tên là Khoa và em là đồng nghiệp cũng như là bạn học của Minh từ hồi lớp 12 đến giờ. Minh ở ngoài đời rất là nhanh nhẹn nha em, chứ không phải chậm chạp như vậy đâu. Em tại vì lên trên truyền hình rất là ngại á. Có cái ưu điểm là trong công việc thì nhanh nhẹn mà về nhà nấu ăn rất là ngon. Ở cùng với em cho nên là nấu ăn thì nấu cho em ăn. Dạ. Ở cùng với em lâu chưa? Ở chung thì khoảng đó, khoảng 2 năm nay ạ. Em có người yêu chưa? Em chưa luôn. Ở chung với nhau như vậy á, thì có khi nào em thấy có bạn gái nào đến tìm mình thì, không? Thì riêng về khoảng các mối quan hệ với các bạn gái thì chậm lắm. Mình rất là chậm khi mà quan hệ giao tiếp với bạn gái. Dạ đúng rồi. Còn em thì với phụ nữ thì thế nào? Nói chung bọn em cũng mãi làm ăn á. Rồi đâm ra là đến bây giờ vẫn chưa có ai có bạn gái luôn. Dạ. Em ấy luôn vậy đó hả? Ấy luôn. Em nhiêu tuổi rồi? Em bằng tuổi em học cùng với Minh ạ. Hai người chưa có bạn gái ở chung bây giờ lại cũng ế luôn, hai người cùng ế luôn. Mà không bao giờ có một bóng dáng người phụ nữ đến chung phòng của hai người. Hai bạn có dắt nhau đi khám phá ngoài luồng không? Có rủ nhau đi bia ôm đồ ôm đâu ra đấy trời ơi. Thì phải hỏi chứ. Hỏi tự nhiên đang hỏi bia ôm để hỏi nhỏ thôi. Em có đi bia ôm? Dạ không ạ. Ừ, không chơi, có đi karaoke nhưng mà bia ôm thì bọn em không biết. Thì nó chơi vui thôi. Bạn gái bên này rất là cao ráo và rất hợp với Minh. Thì nếu mà Minh không bấm là Khoa Linh không bấm á. Trời ơi, nếu mình không bấm là Khoa Linh không bấm. Cái này được nè. Rồi em xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bên nhà gái tôi dặn dò chút xíu. Dặn cái gì? Bây giờ bạn Minh nè, bạn cố gắng nha. Khi mà cái rào này mở ra một cái là bạn phải hoạt bát, bạn phải linh hoạt. Chứ không có chậm chạp nữa nghe chưa? Mạnh mẽ nha, lên. Nhanh nhẹn lên nha. Bắt đầu mở rào. Thoải mái. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà gửi đến tặng em. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là cái đèn ngủ kèm quạt luôn. Cái nào quá. Cảm ơn em. Dạ. Thôi, tối nay về coi như ngủ có cái quạt mát dữ luôn. Em tặng bạn nữ là cái gối để ngủ ở xe ô tô. Và bạn nữ cũng tặng lại em cái quạt này cũng dùng để trên xe ô tô luôn. Hôm nay thì anh sẽ về dưới Vũng Tàu. Nếu như mà em rảnh, anh mời em đi coi như là chuyến du lịch. Em biết Vũng Tàu đúng không? Dạ em biết ạ. Ừ. Anh ơi, nhà nhưng anh mà người ta đi với gia đình, dạ, một đại gia đình anh có mời hết được không? Đông lắm luôn anh. Dạ. Khang à. Cháu mời cô, mời chị cùng các em nếu như mà có thời gian thì về Vũng Tàu chơi cùng với lại cháu ạ. Để anh lo xe 30 chỗ ngồi cho. Hai trẻ nói chuyện với nhau đi nào, xứng đôi vừa lứa quá đi. Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Em thì chung thủy. Em muốn anh chung thủy. Em cũng chung thủy mà. Có bắt buộc là anh không được phép ra ngoài đường phải không? À không, cái này là chung thủy chứ không phải là đặng ghen thái quá đâu anh. Giả sử bây giờ anh chở bạn của anh đi chơi ngoài đường, bạn đó là bạn nữ, vô tình em nhìn thấy, em sẽ thế nào? Nếu mà em biết người đó thì không sao. Còn nếu em không biết? Em sẽ hỏi chứ. À, đúng rồi. Ngay lúc đấy luôn. Ngay lúc đấy anh đang đi làm sao mà em chặn là em hỏi được, em sẽ hỏi sau. Chặn liền chứ em, chặn liền chứ mắc gì trời. Chụm liền chị là chặn xe tại chỗ liền. Hỏi anh đang đi với ai? Cô này là cái gì? Không, ví dụ mà đang đi lướt qua cái mình chụm không nổi đâu chị. Rượt theo. Rượt theo. Nhiều khi em cũng phải rượt theo á. Để từ từ về nhà hỏi.
Trời, mắc cười quá, hỏi chối sao, khùng quá. Nếu anh gặp trường hợp như vậy, anh chỉ nhắn tin cho em thôi, chứ anh không bao giờ mà chạy lên chặn xe, anh tôn trọng em. Vậy là yên tâm rồi đó ha. Mình gặp bạn này á, mình thấy sao? Cái ấn tượng ban đầu của em về bạn thì rất tốt. Con tim em sao, có đập loạn lên không? Nó đập nhanh hơn bình thường ạ. Bạn này có cái nét của Đông Nhi này, rất là đẹp luôn á. Em cười rất là đẹp Minh, em có cái răng khểnh rất là đáng yêu. Thí dụ như giờ hai bên đồng ý hiểu nhau rồi, bao lâu tụi em có thể nghĩ đến cái chuyện là kết hôn với nhau? Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, em chuẩn bị chưa? Em cũng sẵn sàng từ lâu quá anh. Vậy thì càng nhanh càng tốt. Em có ngại việc làm dâu không? Ngại thì không ngại, nhưng mà nếu mà sống riêng thì sẽ thoải mái hơn. Mà làm dâu mà không biết nấu ăn thì tại làm vì em nấu ăn thì sao? Em có thể nấu ăn được. Nhưng mà khi nấu ăn xong là em không có thể ăn được nữa, tại vì em làm biếng ăn lắm. Vậy thì anh có thể nấu cho em ăn hàng ngày. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau nè, mình suy nghĩ gì về người đối diện? Anh với em là cũng là có duyên, rất có duyên mới được gặp. Thì anh cũng mong rằng cơ hội lần này anh sẽ nắm bắt. Hy vọng em cũng vậy. Hết thời gian, còn nắm bắt hay không chúng ta sẽ xem kết quả từ nút bấm. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta bấm nút là quyết định riêng của chúng ta. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2 Hết thời gian. Ủa, xem bấm rồi mà nó. Em có bấm, anh thấy em bấm nãy giờ. Cái anh mà máy cầm hai cái cặp này hồi hộp quá à. Cái nút bấm này nó cũng giống như dẫn chơi. Bạn ấy rung quá, bạn ấy bấm ở ngoài không à. Em trai rất là thật lòng, chưa có yêu lần nào mà anh thấy rằng ở bên đàn trai có một sự chân thành. Có mẹ và gia đình, mình mạnh mẽ lên, mình hứa điều gì đi. Cháu nghĩ rằng hôm nay đến được chương trình này thì cháu với lại em rất là có duyên rồi. Thì cháu cũng hy vọng rằng sau một thời gian tìm hiểu này, xin phép được cho cháu về chơi với nhà mình. Nếu như bọn cháu đến được với hôn nhân ấy, cháu hứa với cô rằng con gái của cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Ghê không? Ăn nói rất là gãy gọn mà chồng cuộc mà sống chắc vâng à. Hai đứa này sinh con đẹp lắm mà nha. Rồi bây giờ mình xin phép mẹ cho đặt nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn, mới có tưởng tượng thôi đó. Bây giờ hôn thiệt rồi nè. Dạ xin phép cô, xin phép chị. Ơi. Đây. Hôn má, cái phọt mát của người ta là hôn má. Thấy chưa, thấy cô gái chưa? Thấy người ta chưa, mạnh mẽ chưa? Anh thích vậy. Trời ơi, gì vậy? Ông hửi tóc đó ông ơi. Ông hôn cho đàng hoàng, ông hửi cái tóc là sao trời. Gì vậy? Gì mà hôn à? Mẹ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Trời ơi, không lẽ tôi đi theo hai đứa này luôn chứ thiệt á. Nếu là có tin vui là báo liền nha. Rất là đẹp đôi. Xin mời đàn gái. Mời nhà trai. Rồi. Bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi nào. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào tới quý vị có mặt ngày hôm nay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Kính chào hai idol, chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào anh người lạ. Chào người lạ ơi hả? Chào người em. Lạ ơi, lạ. Cho tôi mượn rồi, bài. Rồi em giới thiệu đi nào. Con tên đầy đủ là Trịnh Thị Hảo, con đến từ Bình Phước City. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại con là điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 tại Bình Dương. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Pha. Hiện tại là 28 tuổi và em đến từ Long An, tại đang là giáo viên lịch sử. Giáo viên lịch sử, dạy ở đâu Pha? Dạ em đang dạy ở Cần Đước à. Là quốc lộ 50 đi xuống đó ha. Dạ đúng rồi. Ủa em tên gì vậy chị? Pha. Dạ em tên Pha chị Hồng Vân. Pha, pha đó hả? Dạ. Xăng pha nhớt. Ủa? Pha của từ pha, pha sáng chị. Pha nó sáng lên á. Em mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào? Dạ ưu điểm của con ở đây là sạch, với lại là con có cái tính là hay vui lắm, nên hay có cái tật là hay cà khịa với mọi người. Mấy em gái ở nhà cứ lợi dụng nó sơ hở, là dụ nó đang ngồi bấm điện thoại là lấy cái tay giả cái dây đùi non nó, xong nó đau quá nó dí lên quánh mà vẫn tiếp tục làm. Dạ. Còn điểm yếu thì sao? Dạ điểm yếu của con á là chắc là cũng khó tính á, cũng không dễ tính lắm. Dạ cũng hay đi soi mói. Trời ơi.
và không phải là nhìn mình nhiều chuyện mà soi mói chỗ này, ôi chỗ này dơ quá hoặc là chỗ này bẩn quá, gọn gàng ngăn nắp lên, chăn mền mùng mền con này 1-2 ngày giặt lần, đầu tóc thì ngày nào cũng phải gội, rít quá là ngủ không được, đi làm về mà được ra trực là không có dành thời gian đi chơi đâu, dành 2/3 thời gian để ngủ đã. Mà ai mà quấy rối giấc ngủ là quạo đó. Lên sực lên, nóng tính quá mà, nóng tới đỉnh luôn. Trời ơi, mỗi lần mà tới đỉnh đó thì em làm gì? Ví dụ như đang nói chuyện với em mà em mà cãi lại chị một cái là vớ được cái ly, xèn một cái trời, cái ly nó rất là bụp, rồi con em né được không sao? Tức là nóng đến cái mức có thể đập đồ đúng không? Dạ. Trời, chàng gái xinh đẹp nóng quá không tốt đâu ha. Họ nhịn riết á, rồi họ bị nóng ở, gọi là đi về nhà là dễ bị nóng lắm. Tức là giận cá chấm thớt đó đúng không? Không phải nóng trong kề ngoài là phải có chỗ xả, thì thường là lúc đi về nhà. Cho nên là cái người chồng là phải hiểu, thông cảm và rồi, phải chịu đựng. Rồi, vậy là bao nhiêu bệnh viện cô Trúc về nhà hết. Sao xa pha? Pha thấy ổn không? Sao em thấy đổ mồ hôi quá. Hai bên kia là cái tật xấu vậy, còn em? Khuyết điểm của em là cái chiều cao nó khiêm tốn. Em thì hay ở nhà lắm, hay ở phòng, ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người lắm. Điểm mạnh của em thì chịu khó làm ăn, biết thông cảm, chia sẻ với mọi người. Có năng khiếu chơi thể thao, bóng đá chơi được, cầu lông chơi được, rồi đá cầu chơi được, điền kinh chơi được, nhảy cao chơi được. Rồi, tốt rồi, vậy là khỏe rồi, đâu quan trọng mình cao đâu, quan trọng mình khỏe thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình, từ tháng 9 năm 2012 cho đến nay là tháng 12 2019, cũng lâu rồi anh. Nhớ từ ngày tới tháng luôn. Dạ. Mối tình đó em quen được khoảng 4 tháng. Trời ơi, quen mới 4 tháng sao chia tay? Bạn đó thì ở xa lắm, ở tới Kiên Giang lận, còn em ở Long An. Rồi khi ra trường rồi mỗi người cái công việc nó lo tập trung vào công việc không. Trong cái thời gian đó thì em làm rất là nhiều cái công việc. Đi bán vé số cũng có nè, theo mấy cái xe tải á, để bưng hoa lên trên những xe á. Năm 2015 em cũng có đi lắp truyền hình số mặt đất luôn, rồi cũng có lắp wifi. Thì em cũng về nhà phụ ba mẹ làm nông. Nói chung trải nghiệm cũng nhiều. Dạ. Cuộc sống các ngành nghề ha. Dạ. Vậy là em có sâu đậm gì với bạn đó chưa? Cũng có nắm tay chị. Dừng lại ở đó luôn. Dạ. Vậy là còn Jin hả? Còn Jin hả? Ta hỏi đang ta bên đây ta tò mò nè. Dạ, em nghĩ là còn. Còn Jin nhưng mà em nghĩ là còn xài được luôn. Chứ không phải còn Jin mà còn trong thùng rồi, khi mở ra nó không xài được. Vậy là không có bị xét đúng không? Dạ. Em nghe không, em coi như em phải đập thùng nữa đó. Em có lo sợ chuyện đó không? Không ạ. Tại vì chứ cũng chưa ai đập thùng em hết. Cũng chưa ai đập thùng em hết. Ủa em em cũng vậy hả? Trời ơi. Rồi đập qua đập lại rồi. Hết rồi. Chuyện tình duyên của em sao? Con thầy chị trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì vào một ngày con ra trực, thì anh ấy gọi điện là hỏi cưới. Lúc đó con đang xe ke, con mới về kêu là hẹn bữa khác nói chuyện đi. Cái tuần sau không thấy anh nói gì hết, con mới nhắn tin lại hỏi. Xong anh kêu thôi mình chia tay đi, không hợp, nó lãng xẹt quá. Mối tình gì mà lãng nhắc. Xong rồi con mới hỏi là lý do tại sao mà để cho em với anh chia tay mà họ trong khi mình hỏi cưới nhau rồi. Cái anh kêu là mình không có thời gian dành cho nhau. Nghe xong hơi buồn. Chào em. Dạ em chào chị. Em không thích cái điều gì ở bạn gái? Em không thích ở người bạn nữ là nhuộm tóc loè loẹt á chị. Yên tâm đi, không có nhuộm. Có sao muốn tay không chị? Không luôn. Ủa sao muốn tay ta đẹp điều mà. Dưỡng mà. Dạ. Tại em thấy có người ta sơn muốn tay 10 ngón, người ta sơn đủ 10 màu luôn á, em thấy em sợ. Không, nếu mà em có sơn thì em sơn 1-2 ngón thôi cũng được không anh? Có thể chấp nhận được. Thích. Còn cái điều em thích là cái gì? Thích là người phụ nữ là biết quan tâm. Bạn nữ bên kia biết nấu ăn không? Trời ơi, em nấu ăn thì em đánh giá em nấu ăn ngon á, mà ai chê thì em ăn hết à. Bạn nữ bên kia có ghen không? Có chứ. Khi mà ghen lên tới đỉnh điểm thì phan cái ly làm đó gì? Phan cái ly đó. Phan cái ly luôn hả? Ừ, em né không được là em dính luôn. Không sao đâu, anh có vỏ mà. Tránh được hết. Nói cho tránh được nha. Anh bên đó có ghen không? Có hay ghen không? Có chứ em. Ví dụ anh ghen thì anh sẽ làm như thế nào? Ghen thì anh không bao giờ dùng bạo lực. Anh sẽ hỏi. Ủa sao lúc nãy anh mới kêu anh học võ mà anh dùng võ khi ghen mà. Nhưng mà em thấy học võ không phải là để đánh ghen, hay là mình xử lý những cái trường hợp nào mà mình không giải quyết được bằng cái ngôn ngữ. Học võ là né cái ly. Để né cái đó. Mẫu hình lý tưởng như thế nào em trai? Chỉ cần mà nhìn hợp nhãn của mình là được.
Em có hình mẫu gì nè? Hình mẫu của con là không hô, không hôi, không hói. Hỏi sơ sơ như chú Quỳnh Linh thì cũng được á. Hỏi sơ sơ như chú Quỳnh Linh là chấp nhận được. Em đầy đủ, những cái đó là không có... Có hết hả? Không có những cái... Nói cho nó rõ. Tự nhiên nói em đầy đủ. Kia ta giật mình. Không có những cái... Không hô. Cái đặc điểm đó. Đó, không có được. Tráng cao thôi à. Cũng có khả năng. Con trai á là đừng có cắt tóc hai bên xong mà nhuộm cái bờm ở giữa. Không có. Xong rồi cái móng tay móng chân thì không được cọ, lúc nào cũng đen thui vậy. Không có luôn. Khi đi chơi thì mang cái dép lê bẹp 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 đi giày luôn. Đi vô sạch luôn. Sạch luôn. Đó. Ok rồi. Còn cái vụ hôi hôi chút tự em kiểm tra nha. Hôm nay đi với ai? Dạ hôm nay con đi với đại gia đình nhà con. Vâng, xin chào chị Hùng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên Hương, là chị của em Hảo. Thấy bạn trai thì về cái hình thức bên ngoài thì là cũng được ấy. Hợp hay không thì phải cần cái thời gian của hai bạn để rồi tìm hiểu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Pha đi với ai Pha? Dạ em đi với những đồng nghiệp trong trường của em. Xin kính chào tất cả quý khán giả. Tôi được ủy quyền của ba mẹ của em Pha. Tôi thấy cô dễ thương. Hai em cũng có cái nét tương đồng với nhau. Rồi, xin cảm ơn cô. Bây giờ Vân thấy là nên mở rào đi. Ok. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Pha. Anh chào em. Dạ, có món quà tặng cho em. Dạ. Dạ, hôm nay em đến đây thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Là em mang một cái áo mưa tới tặng cho anh. Đây là... mới quen tặng áo mưa. Nhất định anh sẽ sử dụng nó và anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Lần đầu tiên khi thấy anh như thế nào? Thấy anh thì cũng chân thật, cũng chất phác chứ cũng thật thà. Khá là gọn gàng. Em có thích đi chơi, đi du lịch đây đó không? Trời ơi, cái đó là em thích nhất luôn á. Vì là em thích chụp ảnh lắm. Thôi, về Long An, về Long An liền. Yeah. Em có thích về Long An của anh không? Trời ơi, về cho đó là càng tốt. Ví dụ về đến đây mò cua bắt ốc nè, đi nấu những cái món dã ngoại á, nó vui lắm. Em biết nấu món ăn nào về miền Tây không? Dạ thì em không rành lắm. Em thích ăn canh chua cá lóc không? Dạ anh được. Anh nấu em ăn. Đến hôm nay em cũng có một bài hát em tặng cho bạn nữ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Những lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng, dành tròn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không quang thang, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Thôi. Đôi khi những lúc em run quá cho em ôm một bạn nữ được. Đó thấy chưa, hôn dễ sợ, ôm đi để kiểm tra mùi luôn. Ôm đi em, ôm đi. Có thể ôm em được. Đó. Ôm. Rồi đó. Đó rồi kiểm tra luôn nha. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Rồi bạn nữ kìa, bạn nữ cảm nhận sao nè? Trời ơi, ấm quá cô ạ. Có mùi không? Dạ chưa phát hiện ra mùi ạ. Chưa phát hiện đúng không? Dựa vô nè, dựa vô để cảm nhận nè. Hôm nay đến với chương trình này là cũng là một cái duyên mấy tỷ người trên trái đất này mà được gặp nhau thì anh hy vọng là anh với em có thể viết nên một cái câu chuyện lịch sử. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là một người rất dễ thương, rồi nói chuyện ngọt ngào. Dạ cảm ơn anh. Em có thích khi trời mưa mà mình nắm tay đi dưới vỉa hè không? Cũng thích đó nhưng mà lúc đó lạnh lắm. Em sẽ không bao giờ lạnh, anh sẽ ở bên cạnh của em. Dạ. Thấy ông chú rể ông nôn dữ lắm rồi đó. Giờ hai đứa ôm chặt cái nữa coi được không? Rồi cái là mình quyết định bấm đó, nút luôn. Thấy chưa? Đó ông nôn dữ lắm rồi. Bây giờ ông bây giờ là ông chỉ muốn ôm chặt luôn. Đó, đó. Rồi. Đó. Ôm chặt luôn. Em gái đồng ý bấm nút không?
Mẹ, ba mẹ có dặn là con đến con phải mang cho mẹ một chàng trai về ăn Tết, chứ không Tết này đi luôn đi con. Anh cứ bấm nút đây, tối nay mình về mình đi xem phim cũng được ha? Rồi, đó. Hai đứa ôm cái nữa đi, hai với anh với Hồng Vân bấm nút. Nào, ôm chặt lên. Hùng Lương, 3, 2, 1, bấm nút. Quá trời dữ luôn rồi. Trời đất ơi. Ôm nữa rồi, thái hàng rồi quá. Rồi đứng yên nguyên nha. Chúc hai bên hạnh phúc, hôn nhau, hôn hôn. Bây giờ là ông muốn vui thùng và muốn đập thùng dữ lắm rồi. Anh trai thấy ôm được không? Rất là ấm. Ấm không? Ôm nữa, ôm nữa, ôm nữa. Mọi người đây có muốn em hôn môi không? Thôi! Hôn môi không? Thôi! Làm luôn. Ôm gọn chân mọi ơi. Cứ ôm thế. Tôi sẽ tặng quà trong cái ôm luôn. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúng ta sẽ ôm nhau cả cuộc đời và sử dụng Amity. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Máng lên rồi. 7 năm qua tôi mới thấy một cái ôm nó chặt như thế, đẹp như thế. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc giữa Pha và Hảo. Không đi nữa. Em cầm mà chứ không em bồng bạn nữ xuống. Lên cầm cho bạn. Thôi vậy đi thì cầm cho dễ ôm. Rồi. Cặp này làm đám cưới chắc luôn rồi. Ôi sáng hôm qua trên quê hương tôi. Linh mãnh liệt thiệt á. Linh hạnh phúc lắm, thật sự nè. Mình cũng hạnh phúc nhưng mà trời ơi. Họ ôm nhau mình, họ hạnh phúc một, mình hạnh phúc 10 đó. Đúng rồi. Rất thích như thế. Ôi, thật sự hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời thưa quý vị. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính trong chương trình này. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì thời gian phát sóng đã hết. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua MCV Media. Đừng quên nhấn subscribe hoặc là cổng thông tin Lớp TV. Gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào và hẹn gặp lại. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trước ngang. Mời bạn. Dạ em là Võ Văn Bình, đến từ Ninh Thuận. Có mở một cái dịch vụ nhỏ nhỏ làm vệ sinh công nghiệp. Vệ sinh công nghiệp là sao? Tức là công trình ta xây dựng xong bên em sẽ vô vệ sinh.
và bàn giao cho chủ nhà hoặc là các chung cư rồi đó. À, tức là dọn vệ sinh cho tất cả các căn hộ mới làm xong đúng không? Dạ. Rồi, hiểu rồi. Ủa bạn nhiêu tuổi bạn? Dạ em năm nay 29 tuổi chị. À, chào bạn nữ, rồi em giới thiệu đi. Em xin chào chị Cát Tường. Em chào, xin chào anh Huỳnh Linh. Chào bạn. Dạ. Em tên là Trần Thị Kim Hồng, 25 tuổi. Quê em ở Bình Phước. Hiện tại em làm việc ở Kumon Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. À, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai bên kia nghe luôn. Khuyết điểm nhiều lắm. Dạ. Em ăn chậm. Cứ ăn tô cơm là ăn bao lâu? Chắc gần tiếng. Trời đất ơi. Ăn cái cơm 1 tiếng. Này ăn giống con tôi quý vị. Ủa nó có cần người đút không em? Dạ không. Em vừa ăn vừa ngâm vậy đó. Là sao, ví dụ như em bỏ vào miệng em ngậm em không nhai hay sao? Dạ không, em nhai nhưng mà giống như em vừa coi bạn muốn hẹn hò vậy đó. Em vừa coi vừa ăn vừa coi vừa ăn. Với lại em không biết cách bắt chuyện. Em ít nói nữa. Còn ưu điểm của em thì em nấu ăn cũng được. Ừ. Nói chung là em biết quan tâm mọi người. Nấu ăn nhanh không? Nấu bữa cơm bao lâu? Nấu nhanh. À, nấu nhanh chỉ có ăn lâu thôi. Thì ở nhà mình về rồi mình thoải mái thôi, chứ còn ra ngoài thì em vẫn ăn nhanh. À, vậy cũng được, chưa đến nổi. Rồi còn ưu điểm gì nữa không em? Thôi nhiêu đó thì em ít. Nói ít thôi ha, để ta tự khám phá. Để bạn Nam nói đi. Bạn Nam, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em có thể học hỏi rất nhanh, làm được nhiều thứ lặt vặt. Làm lặt vặt là gì? Ví dụ như em có thể sửa điện thoại hay là sửa máy tính đồ tranh. Nó đâu lặt vặt đó cũng lớn à. Dù không, em chỉ biết sửa tí tí thôi chứ em không biết sửa nhiều. Khuyết điểm? Khuyết điểm em thì nói nhiều thôi. Nói nhiều hả? Dạ. Bây giờ đâu thấy nói nhiều đâu. Chắc có thể lạ đấy anh. Nói nhỏ nữa. Nói này yếu điệu nè, có ai nói em nói yếu điệu không? Đám bạn nói em là BD không à? BD phải không? Khoan từ từ nha. Hoang mang cho nhà gái vậy. Cái đã, cái vụ này mệt à. Chắc có thể do lúc cái thời gian mà em còn sinh viên á. À. Là em lúc còn sau khi học năm nhất xong là em xuống Bến Thành em làm. À. Nó lớn xíu em, cái chuyện này quan trọng. Thời gian là em xuống Bến Thành em làm là em mới có học hỏi cách bán hàng ở dưới á. Ừ. Dần dần cái em... kiểu cách em bán hàng á, mời chào khách hàng đồ á. Ừ. Nó giống... giống gì? Nó hơi dẻo á. Nên... nên... giống 3D đúng không? Dạ đúng. Nên ai cũng nói em như vậy. Nhưng mà bản thân em có thấy em vậy không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc, manly lắm. Có trải qua mối tình nào chưa? Yêu ai chưa? Hung hít gì chưa? Em thì em có hai mối tình. À, một trai hơn gái? Không, dàn trai anh. Anh lộn gái anh. Trời. Lâu cài thử biết đâu giật mình nói thiệt làm sao? Trước là em với cô ấy ở chung dãy trọ. Ở chung luôn rồi? Không, tức là ở chung dãy trọ mà em ở trên, cô ấy ở dưới. À, là mà lý phòng trọ em ở trên, phòng trọ của em. Nói rõ ràng với gì, em ở trên, cô ở dưới. Xong thì ra vô, chạm mặt khi em cua. Em cua? Mấy năm? Được hai mấy ba năm. Mà lý do sao chia tay, tại em BD hả? Không chị, là do em thì muốn lập nghiệp ở Sài Gòn, cô ấy muốn lập nghiệp ở Nha Trang. Cô ấy nói cuộc sống Sài Gòn, Bon Trang cô ấy sống không được. Khoan để hỏi cô kia, bây giờ em muốn lập nghiệp ở đâu em? Dạ, ở thành phố ạ. Rồi được, ổn. Bây giờ mình bớt cái tính gì đó 3D gì lại được không? Không phải bớt, bớt nó rung em mới gì á. Chứ bản chất không có đúng không? Trời ơi. Cái gì vậy trời? Hỏi bản chất không có cái. Em có tò mò không em? Ngoại hình hả? Ngoại hình đôi khi nó hiểu lầm á. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều một chút. Ừ. Nãy giờ em thấy anh nói nhiều nhưng mà chưa thấy nói nhiều nhé. Ở đây quá vui luôn. Điều gì em không thích? Đà, không uống rượu, không hút thuốc. Uống rượu thì được. Có không em? Cả hai à? Gì nữa không? Cả hai luôn hả? Trời ơi, bên đây cả hai luôn kìa. Cả hai là cả hai không có hay cả hai có? Uống và hút luôn chị. Thôi bỏ bớt đi. Dạ chị. Ủa tướng thì cũng men lắm mà sao? Ngon, đẹp trai. À, bây giờ bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm. Sao làm gì mà quẹo tay quẹo chân hoài vậy? Rung cái gì? Con đi đứng lên coi kiểm tra cái coi, đứng lên. Hơi rung. Đứng qua đi kiểm tra cho mình. Tướng ngon lắm. Thể dục thể thao gì không? Dạ không. Trời ơi. Rồi có khỏe không? Khỏe chị. Tưởng nó nói hông nữa chứ. Hết đất nổi không? Chắc không nổi đâu. Không nổi là không có vợ đâu á. Chắc không nổi đâu chị ơi. Thiệt luôn hả? Thiệt, em hết không tới 5 cái mà. 5 cái thôi là giờ không tới 5 cái. Thì bây giờ 5 cái ráng lên mới có vợ. Hết anh hụt cho anh hết 1 cái em 4 cái. Rồi, làm luôn. Anh hết 1 cái đúng không? Anh cái phụ em còn 4 cái, rồi chơi. Trời đất ơi trời, 5 cái mà không trả giá nữa trời.
1. Trời ơi trời. Nập luôn. 2. Trời ơi. 5 rồi. Trời ơi. Dạ. Rồi. Hết 3 cái mà nằm hết 2 cái. Ủa vậy rồi đi chơi bạn gái rồi cái gì đột xuất rồi bệnh người ta xỉu ngoài đường rồi làm sao em ẩm người ta đi nổi. Xe ôm taxi gì. Có ông xe ôm ẩm luôn. Không em dìu lên chứ. Ngồi đi. Ngồi đi cưng. Để nói em nghe nè, ngồi để nó rung quá rồi. Để tay bình thường thôi. Bây giờ chị Cát Tường với anh Quyền làm vậy cho em thoải mái thôi chứ không có gì đâu ha. Bây giờ thế này nè, đàn ông mình phải mạnh mẽ lên xíu nữa, về tập thể dục thể thao tốt cho sức khỏe, bỏ thuốc đi, bỏ rượu đi, được không? Chứ hại sức khỏe lắm. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Cũng biết luôn. Ủa là sao em? Sao cũng được hết hả? Dạ đúng rồi. Hả? Ủa thiệt luôn hả? Ủa thiệt luôn mà. Đây dễ lắm. Rồi ngoại hình. Mấy 55 chừng lừa chị. Ế dữ lắm à. Mấy 28 mà 29 mà ế. Vậy sao thế nào cũng được, mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn để mình đi chọn vợ chứ. Em thì chỉ cần cô ấy thích tham gia các hoạt động thiện nguyện giống như em thôi. À, vậy đó thôi. Là có ưu điểm còn của mình. Ngoài ra còn những cái khác thì em không quan tâm. Vậy là tốt. Nghe rồi nghe chưa? Dạ nghe rồi chị. Sao không được hết á. Bây giờ dễ tính vậy. Đến qua anh coi coi đàn gái sao nha. Mạnh mẽ lên đó, cười rất tươi đẹp trai chứ bộ bên đây cũng ngon lành. Tình hình chung hơi... là hít đất 5 cái không nổi. Chào em. Chào anh. Anh đây anh đẹp trai dễ thương, điều có nhút nhát thôi. Nãy giờ anh với Cát Tường bơm cho mạnh mẽ lên thôi. Chứ anh dễ thương lắm. Em cũng nhút nhát lắm, em thích người hoạt bát hơn. Có khả năng giao tiếp hơn em. Biết đâu anh gặp em anh nói nhiều thì sao? Dạ. Chứ anh thấy là cũng được lắm á. Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Không quan tâm nghĩ tới cảm xúc của người đối phương á. Anh quan tâm đến thiện nguyện là chắc là cũng cái tâm cũng tốt ấy. Dạ. Cặp này đưa ra tiêu chuẩn dễ lắm. Cặp mày dễ mà ha, dễ thương mà, cô gái cũng dễ thương, chàng trai cũng dễ thương, đều hơi nhút nhát chút xíu thôi. Đó, chỉ có chuyện là cái nội thất là hơi yếu đuối chút thì tùy em thôi. Còn bên ngoài là chị thấy ok hết trơn rồi đó. Thôi mình hỏi người thân, hỏi người thân ý kiến sao nha. Em có đi với ai không? Em đi với em gái rồi hội chơi chung bạn ế với em á. Với hai chị đồng nghiệp. Dạ. Mười người á. Chào các bạn. Dạ em chào chị ạ, em chào anh Huyền Linh ạ. Em chào anh ạ. Em thấy anh bên này thì cũng đẹp trai, cũng đô con, nhưng mà anh là hơi nhát quá à. Anh phải là mạnh mẽ lên ạ. Chị em thích người là chín chắn, biết cầu tiến, biết lo lắng cho gia đình. Anh có thể làm được không ạ anh? Cầu tiến thì anh cầu tiến dữ lắm em ạ. Còn lo lắng gia đình mới quan trọng, được không? Được chứ. Ví dụ như cầu tiến thì anh có thể nêu ra vài cái cầu tiến thế nào anh? Chỉ tiêu anh đưa ra là anh sẽ cố gắng mua được căn nhà ở Sài Gòn. Có thể là trên này thời gian thì ngắn ngủi thì em mong anh chị cho nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu để đi đến với nhau xa hơn ạ. Rồi bạn Nam, bạn đi với ai? Dạ em đi với em họ. Chào em họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả. Dạ. Chào chị. Nói về anh Bình thì ổng vậy đó chứ ổng thật thà lắm, thật thà chất phát, ổng cũng cầu tiến dữ lắm. Mong chị cũng chấp nhận cho ổng để ổng bớt ế. Dù ổng yếu yếu đó là em thấy sao? Dạ cũng có chơi thể thao. Chơi môn gì? Dạ chơi đá banh, có chạy bộ này kia. Có sao hít đất 5 cái mà ụp mặt cũng đất không vậy? Không em chạy đá banh là chắc em chạy em... từ dưới gôn em dẫn banh lên gôn xong em đi bộ xuống gôn lại. Thôi bây giờ hai bạn gặp mặt nhau nha. Chuẩn bị, kéo màn. Anh run lắm hả? Chắc vậy. em sợ là em lên đây em run lắm, em sợ em nói không được nữa kìa. Mà em thấy anh còn run hơn em. Anh có gì hỏi em không? Lớn lên Bình. Không có gì đâu. Trời ơi. anh không hỏi sao anh hiểu được. Anh phải hỏi anh mới hiểu được chứ. Từ từ về. Anh không được hiểu. Từ từ về hỏi sau em. Anh không tạo ấn tượng cho em, làm sao em nhấn nút được. Anh nghĩ nãy giờ anh đủ tạo ấn tượng lắm rồi đó. Anh hát hay không? Thôi kêu anh hát đừng, bỏ đi em. Sao có gì cũng không hết trơn rồi trời. Em hát dở lắm anh ơi, mà cũng chả thuộc bài nào đâu. Rồi nữa bạn gái rủ đi hát karaoke đi không? Dạ, đi mà không hát. Anh ít đi chơi lắm hả? Ừ, anh ít đi chơi lắm. Không, anh anh thẳng thắn anh nói trước. Chúng ta thế này nè em, chỉ cái người để thật thà đó có sao tao nói vậy. Người tốt chứ không phải xấu đâu ha. Vấn đề là nhát quá, bởi vì mới ế. Chính là nếu như mà em chinh phục được người này thì... Đúng anh, em nhát gái lắm. Ủa là giờ chinh phục ngược lại luôn hả? Bắt gái chinh phục con trai luôn hả? Biết đâu về dễ dãi lắm em. Có không? Có dễ dãi không? Nói không liếc rồi. Dễ không? Không chị. Trời ơi, gì không chị? Quan điểm của anh á, về nuôi dạy con cái là sao?
Đừng nói không nha. Cố gắng nói cho ra. Anh chưa tính. Ví dụ như anh chưa tính. Thôi câu nào dễ dễ vậy nó tính. Thôi câu đó là khó gì. Thôi câu nào dễ dễ anh làm như kiếm câu nào dễ thì em dễ thương hỏi thử của em. Vậy anh thích con chó hay con mèo? Câu này mà không trả lời được dễ lắm rồi đó. Anh thích ra hai con. Một thôi anh. Để em coi thử coi có cùng sở thích giống em không á. Anh thích con chó hơn. Nhưng mà động vật thì anh con nào anh cũng thích đó. Em không thích con mèo. Đây nói chuyện tình yêu hay nói chuyện về chó? Rồi từ động vật mình tiến lên bậc động vật bậc cao hơn chút đi. Nãy giờ nói thiệt, nãy nói là tiêu chuẩn sao cũng được. Thì giờ mở màn lên gặp cô gái này là có ưng trong bụng không? Cảm xúc bây giờ cảm thấy như thế nào? Quá tương tượng, ưng liền. Ưng ý hả? Bây giờ nè, quan trọng là em làm gì để cô ấy tin tưởng và bấm nút. Vậy thôi. Em có thể nào cho anh cơ hội để tìm hiểu em được không? Nếu cô ấy cho cơ hội thì em sẽ làm gì? Anh cũng nói thiệt là nãy giờ quá nhút nhát chứ không phải là hơi nhút nhát tí. Nhưng mà thực sự là bên ngoài á, thứ nhất là nói nhiều nè, thứ hai dễ gần. Thử cho cơ hội đi em sẽ thấy. Hôm nay em rất vui là được gặp anh. Còn... hết thời gian. Nãy giờ mình nói qua nói lại cho hiểu nhau hơn. Nhưng trong lòng của mọi người tôi biết hiện nay cũng đang rất là trăn trở. Bấm hay không bấm? Biết đâu chúng ta có duyên thì sao? Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ây da. Em bỏ mất một cơ hội thật là đáng tiếc. Một cô gái rất là dễ thương. Dạ, em nghĩ là vậy. Đúng ra nếu anh là anh sẽ là người bấm. Tại sao anh không bấm? Em biết cô ấy không bấm à? Đúng anh. Mặc dù em thích cô ấy. Chưa biết. Thôi thế này, qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn nữa trong tình yêu, trong quan hệ giao tiếp bạn bè. Anh nghĩ rằng em cần nên có nhiều chia sẻ nữa. Các bạn đồng nghiệp, có thể là em họ. Bây giờ em ngồi em sẽ thấy được tất cả những gì đó. Em sẽ bổ sung và rút kinh nghiệm cho anh của mình hơn nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay chúng ta ở trên sân khấu này chúng ta chưa đồng cảm được với nhau. Nhưng mà hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ở đâu đó. Thật sự là mình rất tiếc. Tiếc lắm. Em cảm thấy rất là tiếc với cặp đôi này. Rồi. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình nha. Ưu tiên cho bạn nữ. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Thị Thanh Điệp, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em được 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm người sale ở bên công ty URC. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Em tên là Trần Văn Xanh, sinh ra và lớn lên ở Phú Yên. Em hiện tại đang ở quận 9, là thạc sĩ cầu đường. Hiện đang làm ở ban quản lý dự án của một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Đồng Nai. Em 35 tuổi chị Cát Tường ơi. Trên nhau 8 tuổi là đẹp luôn đó. Chồng già vợ trẻ là tiên. Dạ. Không được nha, không được nha. Chưa già nha. Ủa 35 tuổi là già rồi, bên đây là có 28 gì? Mà. Ủa vậy em nói anh là già lắm hả? Ủa chứ bộ anh tưởng anh trẻ hả? Vậy đến với chương trình thì bạn đã quyết tâm là mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Rồi bao lâu thì sẽ tính tới chuyện đó được? Nếu mà được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm là có thể là cưới nhau cũng được. Ý bạn nam mình như thế nào? Thật ra em cũng lớn tuổi rồi chị Cát Tường, cho nên em cũng muốn kiếm vợ tầm khoảng 3 tháng là được. Trời ơi, đầu lẹ dữ vậy ông? Được, cái này tôi khoái nè. Nhưng mà chuẩn bị kỹ chưa? Có đất rồi, chuẩn bị xây nhà. Cái này được. Quá đất là ngon rồi. Anh sẽ đi tìm người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cao tầm 1m5 cho đến dưới 1m6 và hiền lành, biết kính trên nhường dưới, biết người mà truyền thống. Ủa không thích hiện đại hả? Còn giữ một cái nét gì đó truyền thống chứ với cá tính quá thì em sẽ không thích, không có dạng như là yếu điệu quá. Phụ nữ là không yếu điệu là sao? Anh ơi trời ơi, anh ơi, anh ơi trời ơi, anh ơi trời ơi, anh ơi. Ví dụ người ta vậy nó mới dễ thương chứ. Không, phụ nữ là phụ nữ mà gặp á sao
Dạ anh nói sao? Vậy cứng quá. Không, em nói là có từ quá ở đây. Tức là quá mức. À, tức là điều chảy nước hả? Quá nó mức dạ. Cải lương quá, em cũng không... Cải lương. Ê, cái đó đụng chạm nha, cái này đụng chạm nha. À, cái gì? Cải lương quá là sao? Tức là người phụ nữ đó, tức là nó yếu điệu quá đến mức mà mình cảm giác giống như cải lương. Còn cái việc mà cải lương là cái môn bộ môn em rất là thích mà. Dạ. Bực mình ông này rồi nha. Không liên quan gì cái cải lương nha. Bỏ từ cải lương đi nha. Dạ vâng. Đâu anh dạ. Đứng lên tôi coi cái nha. Mà trời. Cao mét mấy? Dạ em thiếu một phân nữa đây, 1m6 vậy. Khỏe không? Cơ quan em mới tổ chức khám sức khỏe thì em thuộc dạng loại 1. Ông này cái gu trả lời là không trả lời ngay trọng tâm mà phải đi vòng mới trở lại cái đáp án. Bạn có khóc không? Điểm yếu gọi là nặng nhất của em á là em xúc động khi mà xem phim nói về sự bất hạnh của người mẹ. Tối hôm qua đây chị Cát Tường đã lấy đi nước mắt của em và mẹ em rất là nhiều qua bộ phim Máu Chảy Về Tim. Máu Chảy Về Tim đó. Vậy là anh cũng cải lương rồi. Dạ. Không, em thì cũng mạnh mẽ. Khóc nhưng mà những việc nhỏ quá thì em lại không có thích như vậy. À, coi phim khóc là việc lớn. À, rồi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn anh đã ngưỡng mộ là và coi phim của trời em. Trời ơi, càng nói mà càng chọc nữa. Sao không em? Sao? Thấy cũng khó nuốt lắm hả chung. Không phải không dễ đâu, đâu nha. Đàn trai dễ thương lắm á, đừng có giỡn nha. Tôi chưa có nói chuyện với bạn gái. Trời ơi, trời em, tình hình em muốn kiếm người bạn trai thế nào? Em là 28 rồi, nên em cũng muốn kiếm một người bạn trai là cũng lớn tuổi, chững chạc, điềm tĩnh, biết lo lắng cho gia đình, thẳng thắn, có chí cầu tiến. Anh này có hết rồi đó. Nhưng mà em phải thích tính quyết đoán mới được. Quyết đoán hả? Tại vì con trai là phải mạnh mẽ, phải để làm chỗ dựa cho người phụ nữ. Nhưng nhiều khi quyết đoán quá em không chịu sao? Những người mà có ngoại hình hay là có về kinh tế hay là có tính quyết đoán hay địa vị thì chắc chắn là sẽ có một cái người gì đó phù hợp hay người đó có một cái yêu cầu gì đó cao hơn. Cho nên em nghĩ là trong cuộc sống thì chẳng ai hoàn hảo hết. Đúng rồi. Cái duyên số thôi. Anh này dễ thương lắm. Đây cao cũng không được lắm. Thiếu phần nữa mà sao? Dạ. Có cái điều nào mà em tối kỵ về người đàn ông, em không thích ở người đàn ông không? Thật sự là không thích một người đàn ông là lăng nhăng. Da nhăn được không em? Da nhăn thì được rồi. Với lại hay hút thuốc hay nhậu nhạt. Anh ơi, có hút thuốc hay nhậu nhạt gì không anh? Em thì không biết uống bia rượu và không hút thuốc, chị Tường à. Rồi, được luôn. À, hôm nay mình có đi với người thân không? À, đến chương trình là đi với em dâu và bạn ạ. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Em chào Quỳnh Linh và chào anh ạ. Về những tiêu chuẩn mà anh đưa ra hoặc là chị Điệp đưa ra thì em thấy là đều đáp ứng được với nhau hết. Chị em cũng nhiều khi á cũng có hơi cái tính là hơi càm ràm á, thì không biết là mình có suy nghĩ gì về cái tính đó không anh ha? Cái tính đó thì cũng là một cái việc nhỏ thôi em, tại vì anh cũng có cái tính mà gọi là nóng tính. Đã là bạn của nhau và tiến tới sâu hơn nữa thì cái việc đó sẽ khắc phục được. Dạ, khi mà tiếp xúc với nhau thì có chọn lựa với nhau hay không thì đó em là quyền lựa chọn của em hai thấy người. Anh có sức hút không? Dạ, sức hút của anh là từ qua lời nói của anh rất là chân thật. Anh cảm ơn em. Nếu mà sức hút của yếu yếu mình mua ống hút mình để kế bên luôn. Rồi, bạn trai mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ của em và bạn của em chị. Rồi, dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Bác ạ. Chào chú Yên Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào cháu và chào dạ đây. À, cháu gái đây cũng là dễ thương. Tính càm ràm cho mà con của tôi sinh nên là nó cũng hay nóng tính. Nhưng mà rồi nó cũng nguội liền. Thì hai đứa đây cũng cố gắng lên con. Rồi để gặp nhau tìm hiểu. Rồi đi đến xa hơn chút nữa. Cho cô mừng đi. À, em nói vài câu với bác đi. Trước tiên là con cảm ơn bác. Trong cuộc sống thì chắc chắn là cũng có phát sinh. Nhưng mà mỗi người ai cũng vậy, sẽ cố gắng kiềm tính mình một tí để có thể trung hòa. À, cô cảm ơn con. Dạ. Anh có biết bài hát nào về Phú Yên không? Em thì hát một đoạn về nói về Phú Yên. À, rồi đó. Một tí, một đoạn nhỏ thôi nè. Từ đèo Cù Mông theo hướng trời Nam, một vùng trời nước biển xanh mênh mông, gặp vùng lưới lúa xanh tươi tì hòa, quê em đây có núi nhang sông Đà. Màu xanh Phú Yên, màu xanh của lúa, màu xanh của biển, màu xanh núi rừng, vừa xanh biếc xanh. Em yêu em quý, quê hương mình Phú Yên, ai đi xa nhớ, xin nhớ về đừng quên. Tôi chưa có đến Phú Yên lần nào á, nhưng mà tôi nghe bạn hát bài hát này tôi sẽ nhớ mãi Phú Yên. Bây giờ chúng ta mở màn lên để cho hai bạn gặp nhau. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút. Mời hai bạn. Chào em. Anh rất... Đúng là quên em, anh rất cái này. Dạ, em cảm ơn anh. Anh gặp em, anh ngồi cái sức suy nghĩ của anh, tưởng tượng của anh. Tại vì anh nghĩ về em thì anh nghĩ là để mà ghép đôi một người với anh thì không có phải mà xinh đẹp mà dễ thương như em.
nhưng mà về tính cách thì có thể là lựa chọn có thể gần giống, nhưng mà về cái ngoại hình thì không thể mà xinh đẹp như em. Nhưng mà anh rất, hôm nay anh cảm thấy rất là may mắn vì tính cách anh cũng rất thích. Trời ơi. Và ngoại hình cũng rất là thích. Nói tôi nhức đầu trời á. Suy nghĩ hoài cái vụ này, nói kỹ lại thôi nha, dễ hiểu lầm vụ này lắm nha. Người ta mở rèm lên là chịu liền đó. Nói gọn lại tính cách về con người quá của con này rất suy nghĩ là... của mình đúng không? Hôm qua mình nằm mơ sao mà bữa nay nó khác hết trơn, đẹp hơn, hợp hơn, cưới nhanh hơn đúng không? Dạ cưới nhanh hơn. Em cảm ơn anh. Trong suy nghĩ em đăng ký chương trình á thì em cũng mong là sẽ tìm một người lớn hơn, điềm tĩnh hơn, cho mình một chỗ dựa giống như em tưởng tượng chứ không phải là quá xa. Anh có thích đi du lịch không? Anh cũng rất thích đi du lịch. Mới vừa rồi thì anh cũng có đi du lịch với mẹ anh và đi ra Phan Thiết, chứ không có người để đi cùng. Anh nếu mà em có gọi là thích đi du lịch như anh thì anh sẽ mời em một dịp nào đó để mình cùng đi du lịch. Em là người rất thích đi du lịch và em cũng chưa đi Phú Yên nên nếu mà có dịp em sẽ đi. Anh sẽ là người hướng dẫn viên dự trí với em. Dạ cảm ơn anh. Lần đầu gặp anh thì em có cảm giác gì về anh? Em rất mừng là sự chân thật. Để xây dựng một gia đình á, thì người đàn ông là sự chân thành là sự quan trọng nhất. Về khoảng cách hay tuổi tác gì đó thì đó là sự mình có thể khắc phục được. Anh có người anh là anh quyết tâm việc gì thì anh sẽ làm được việc đó. Dạ, cái đó em rất mừng. Bây giờ anh nói một cái gì đó tỏ tình với bạn hát gái. Hát một câu nữa tỏ tình chẳng hạn. Hát nữa hả? Đừng hát bài nãy nữa nha. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mái ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tần, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Anh hy vọng là mình đang ngọt ngào, tôi tưởng đâu làm nữa. Mà hát bài này được ghê. Được á, bài này được á. Trời ơi, dễ thương quá, trai tài gái sắc nè. Vụ này sớm nha. Suy nghĩ không có thật điều kỹ gì nha. Mà không thể cả. Vấn đề chúng ta quyết tâm giống như nãy anh nói. Đây, là được đúng không? Nút bấm. Một. Hai. Ba. Trời ơi, mẹ kêu bấm đi. Mẹ hồi hộp quá. Ở dưới mẹ kêu bấm đi. Bấm rồi cô. Dạ cô yên tâm rồi nha. Em thì em bấm từ sớm rồi anh. Mà sao nó lâu lên. Dạ vâng. Em nói gì với mẹ chồng tương lai đi em. Gặp nhau ở đây cũng nên là có duyên, nhưng mà mình qua tìm hiểu con hy vọng là con sẽ là có cái nợ với gia đình mình ạ. Hay quá. Ngồi đi bạn. Rồi chúng ta sẽ nghe hai bên giới thiệu về mình ha. Rồi mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ em tên đầy đủ là Nguyễn Hồ Bảo Ngân. Em phân phối mỹ phẩm cho công ty Amway Việt Nam ở Đồng Nai và Hồ Chí Minh. Còn bạn? Em là Đoàn Viết Mục. Hả? Em tên là Mục. Hả? Đoàn Viết Mục. Đoàn Viết Mục. Quê em đâu quê mà? Ở Thái Bình chị ơi. À. Em thì đang làm về kinh doanh quần áo trẻ con, sản xuất và buôn bán luôn. Ủa hồi nãy em nói là em làm ở vừa thành phố Hồ Chí Minh vừa Đồng Nai là sao? Em đi lên đi về mỗi dạ, ngày. Dạ đúng rồi. Sài Gòn Biên Hòa chẳng lẽ chưa có anh nào anh vớt dọc đường. Dạ khi em mới giao tiếp á mà có những cái mà em thấy chưa hợp á thì em sẽ để một cái ranh giới rất nhất định. Mình cũng có tuổi rồi mình phải hạ cái tiêu chuẩn mình xuống một tí. Anh không thích các đường dìm hàng ta nha. Đâu có đâu, em đang tư vấn cho bạn gái. Cô gái không bao giờ có tuổi. Chỉ đàn ông có tuổi thôi. Cô gái bên kia chắc chắn là rất dễ thương bởi vì làm mỹ phẩm bao giờ da nó cũng đẹp hết trơn á. Còn mấy người may suốt đêm ngồi hoài da nó mới xấu. Mình nâng người ta lên để từ từ người ta tự nâng mình. Bây giờ hỏi là 34 tuổi rồi, trải qua mấy mối tình? Nếu mà để lại đâu lại thì hai mối tình. Dạ. Còn không động lại có 20 không? À thôi là chỉ có đông lạnh cảm thấy mình giống như ở trong giấc mơ mà họ hình nó vẫn còn âm hưởng là đêm mà vẫn nằm mơ thế á. Trời ơi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay vậy? Ôi. Cá tính, người ta lo cho gia đình nhiều hơn, thế là người ta quyết định người ta đi xuất khẩu lao động. Người ta không cho mình vướng bận cái gì hết. À, tức là tự người ta chia tay đúng không? Dạ. Hiện tại bây giờ vẫn còn mơ hay là mơ bao lâu rồi? Hết rồi chị ơi. Hết rồi hả? Dạ. Dạo này mơ thấy gì? Mơ làm sao mà nhanh giàu chị ơi.
Trời ơi, bây giờ phải có vợ đi rồi hay đồng vợ đồng chồng mới nhanh giàu, chứ có một mình khó giàu lắm. Thì bao nhiêu người ta khuyên em vậy đó, thành ra em phải chạy lên đây đó chị ơi. Thì bây giờ nếu như được là bao lâu mình tiến tới hôn nhân được nè? Gia đình cũng út thép lắm rồi. Chừng cuối năm nay, không thì qua năm. Rồi, để hỏi bạn nữ nè, bây giờ tiêu chuẩn tìm bạn trai sao? Thứ nhất á, là một người á, là phải có lập trường, phải có chính kiến và phải tự lập. Thứ hai nữa, phải có bản lĩnh của một người đàn ông. Em không thích người đàn ông nhu nhược. Và tính em á, thì là tính nóng, thì có thể rằng hiểu được mình dung hòa và mình nhường nhịn nhau. Chứ khi mà em nóng rồi cái hai bên nói thì nó sẽ không ai nhường ai. Một người nói phải có một người dạ, nghe. Dạ đúng rồi chị. Nãy giờ anh nghe rõ không anh Ngoạn Mục? Dạ em nghe chị ơi. Anh nhận xét như thế nào về những cái tiêu chí mà bạn gái này đưa ra? Anh đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thì nếu mà nói ra tiêu chí của cô ấy thì em được chừng 80%. Chỗ nào đâu anh nói thử nghe. Em vào Sài Gòn từ năm 18 tuổi, năm 16 năm là em tự lập và đúng. Tự đi học, tự đi làm. Đồng ý. Tự nuôi mình. Em có một xưởng làm may, cần cái sự mà bản lĩnh thì phải có. Rồi còn cái sự nóng tính em cũng ở chỉ ở mức độ vừa vừa thôi, không nóng tính lắm. Anh có điểm xấu gì không? Nặng về tình cảm. Anh tình cảm là sao? Dạ, em là người hay lo cho gia đình. À vậy được, tưởng đâu đang đi chơi với bạn gái, bạn gái cũ gọi nặng tình cảm chạy đi rồi chết luôn. Có cái điều gì bạn tối kỵ với người bạn nam? Em tối kỵ người bạn nam á, thứ nhất đó là để móng tay dài. Thứ hai nữa là ngồi mà lắc chân là em không thích. Ví dụ như ngồi nói chuyện mà cứ rung đùi là em. Với lại có cái nữa là đừng có bị mùi cơ thể. Sao mấy cái này cũng hình như ai cũng có trên. Ngồi cứ như vậy nè. Xèo cái tay ra coi. Tại sao để móng tay dài? Có mỗi một ngón này thôi chứ đâu. Để làm cái gì cái ngón đó? Thì nhiều lúc nó ngứa tay chẳng hạn. Chủ yếu có mỗi có nhiệm vụ đấy thôi chị ạ. Chứ em ghét để móng tay dài lắm. Nó nghe nè anh. Ôi, ngửi mùi vậy. Các tường ngửi mùi hay lắm. Không ngửi được, đâu được. Là dính mùi đó đó. Dở đôi giày ra coi có hôi không? Thì đó, định hỏi vậy đó. À không, cái đó chưa. Không, mở rồi coi. Thôi, nó bốc mùi lên kỳ lắm. Không có. Bây giờ em có cái gì đâu, ngại. Đưa lên. Không có gì đâu anh cái gì vậy? Đúng rồi. Chuyện bình thường. Chuyện không mà nó nghe thường. Nè, thấy hơi ốm một chút. Gì mà ốm gì? Hơi vậy ốm. Vậy là vừa đó. Ốm em không ngại, ốm là nuôi cho nó mập được. Nhưng mà sợ ốm mình sợ yếu thôi. Có yếu không? Không, không yếu thiệt hả? Dạ thiệt. Có tập thể dục thể thao gì không? Có. Tập gì? Ví dụ bình thường chạy ra chạy vào vậy thôi chứ em cũng phải đi tập xà thực thiết được không? Chạy ra chạy vào đâu? Ví dụ chạy bộ chẳng hạn gì đó gì? Chạy ví dụ, đâu? Thì ở quanh nhà gì đó. Nhà bao lớn? Quanh đường, quanh xóm. Vậy chạy thì có la hét gì không? Hát hò gì không? Có. Có luôn hả? Vậy chạy rồi hát gì? Có gì đâu. Hát gì? Thì hát những cái gì để cho nó bờ đời nó vui. Đâu bây giờ hát thử một bài tặng bạn gái, tặng mọi người luôn coi. Nắm tay nhau trên không, vừa chạy vừa hát. Không, chưa. Sáng vừa chạy vừa hát thì giờ ta vừa chạy vừa hát. Nhưng mà chạy thì hát cái giọng nó không có. Kể nó thì em cứ chạy xong hát vậy coi cái tình hình nó sao. Có khỏe không? Rồi 1, 2, 3 bắt đầu chạy. Năm tình vô trên đường tương tâm vui cả ngày tháng. Bước chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt em vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh thay lạc lối. Ngược lại vậy để trong đó mặt á. Đó đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn nay vụt bay. Bay xa tầm tay. Quá dữ. Được rồi, tôi thích anh rồi đó, được đó. Không thích điều gì á phụ nữ? Em không thích người con gái lòi loẹt quá. Đừng có làm cái gì mà tô mình quá, ví dụ mình lùn đừng cứ lên đi chấp cao. Em không thích đấy. Mình đã đi chấp búp bê trông dễ thương hơn. Đúng. Thà là mình xấu tự nhiên còn hơn mình đẹp cải tạo nha. Đàn trai cũng được lắm nha. Dễ thương lắm luôn á. Đàn gái coi. Dạ trời ơi. Thực sự mà nói đó, 70-80% đàn ông ngồi là nói chuyện rung đùi rồi. Anh có rung tại sao vậy anh? Anh cũng có nữa. Mà có theo một nghiên cứu khoa học mới á, những người rung đùi. Có. Theo khoa học tâm lý xã hội thì cái sự rung đùi đó nó thể hiện cái tính mạnh mẽ của người đàn ông, đặc biệt là sinh lý. Bạn chị.
cái này á, cái này là em mới nghe anh Quyền Linh nói thôi đúng không chị Cát Tường? Anh mới sáng chế. Dạ đúng rồi. Không có. Tại vì cái em chưa hề nghe công bố. Nghiên cứu đi có phải không? Nói thật sự. Còn mấy người ngồi không rung đùi là nói chừng nó yếu yếu à. Vậy là cái này để tính sau anh. Tính sau ha, rồi. Vậy cặp này ổn rồi đó. Ổn lên. Ổn. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có ạ. Em đi với mẹ, với lại cô chơi thân với mẹ với em gái. Dạ chào cô. Cô lên cái chương trình này là lần thứ hai. Dạ. Lần thứ nhất là ghi hình con gái út của cô là cháu Bảo Ngọc đây. Thôi. Trời ơi. Dạ. Dạ. Thì cô thấy bạn nam này, cô quan sát nãy giờ cô thấy cháu là ok. Cô cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm rồi ơn hỏi cô. Em nè em gái, tình yêu thế nào rồi? À, tụi em vẫn là bạn bè bình thường anh. Có dạ. Yêu nhau trong câu lạc bộ của bạn quen hò không? Dạ, thì hôm vừa rồi là chương trình có offline ở vườn xoài thì em cũng có tham gia. À, cũng có đang tìm hiểu một bạn trong nhóm luôn à. Yêu chéo đó đúng không? Dạ. Cái vụ yêu chéo này là đám cưới nhanh hơn là bấm nút nữa đó. Dạ, em cũng hy vọng là vậy. Có cái tin vui đó là cô sẽ mời hai cháu. Tại vì cô rất là thích cái chương trình này. Cô nói với những người chung quanh cô là nhà nào mà còn ai ế là phải tìm đến chương trình. Đó. Cảm ơn cô. Chúng ta sẽ hỏi gia đình của bạn trai. Em là cháu của cậu Mục. À, cậu Mục của em thì là một người sống rất là gia đình, sống có tình cảm. Nói chung là để làm một người chồng là ổn. Ổn à? Dạ. Bây giờ quan trọng là để cho hai trẻ gặp mặt đó mà. Nào, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút trò chuyện. Mời hai bạn. Chào. Dạ, em chào anh. Cái là một cái này thì cái gửi. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Em có một số câu hỏi em hỏi anh nhé. Cảm ơn. À, mặt anh sao ngại vậy anh? Anh có căng thẳng lắm không ạ? À không ạ. Dạ, anh có phải là một người đàn ông gia trưởng lắm không? À không ạ. Nếu mà nói cái câu gia trưởng thì người ta thường thường nói quy về người Bắc nhiều. Nhưng mà tớ thì sống ở đây 16 năm rồi. Cái tính nó cũng bớt đi rất là nhiều. Với lại tớ sống là người thiên về tình cảm nhiều. Dạ. Thành ra là tớ rất thích là chia sẻ với mọi người và kể cả với bạn. Tớ với ai? Tớ là sao nhỉ? Ở đây ai là tớ? Anh với em. Anh. Cho nó ngọt ngào. Dạ. Nhớ nha tớ nha. Anh có quan trọng cái việc ở quá khứ không ạ? À? Ví dụ như mình cứ nhai đi nhai lại cái chuyện đó hay là như thế nào? Dạ thì anh thì không phải dạ, là như thế. Dạ là sao? Để cứ dạ đàn ông sợ vợ chuyện bình thường. Anh không phải là người như thế. Anh là người sống thoáng lắm. Qua là qua luôn chứ anh không bao giờ anh để bụng. Dạ, thì em là một người á, là người mẫu người phụ nữ hiện đại chứ không phải là một người phụ nữ cho gia đình. Thì vì em thích gọi là đi ra bên ngoài nhiều hơn. À, ít khi nào mà em ở trong nhà mà giống như là việc nội trợ. Mặc dù là mình cũng biết chút chút việc nấu nướng nhưng mà thật sự ra là em thích đi ra bên ngoài. Mình là người phụ nữ hiện đại, mình phải lo mọi như về tài chánh, về giao tiếp, về mối quan hệ. Tất cả mọi cái mình đều phải xây dựng. Và em không có đặt nặng phụ thuộc vô người đàn ông nhiều khi mà mình ỷ lại. Tính em là như vậy. Anh có đồng ý như vậy không? Thì trước thì anh tức là vợ anh sẽ về đi ngoài làm, còn anh ở nhà nấu cơm. À, dạ không. Dạ không anh Quỳnh Linh, em có ý đó. Không, thí dụ vậy. Em đi ra ngoài nhiều thì thí dụ như là anh ở nhà phải nấu cơm thôi. Dạ đúng rồi. Chuyện bình thường. Dạ. Anh thì dạ. Được một cái là tự lập cao, thành ra là từ thời bé giờ đi giả sử như một bữa cơm gia đình 5-7 người ăn, tớ nạp anh làm được hết. Rồi vậy khỏe dạ, rồi. Nói về thôi dạ. Chứ đâu phải là ngày nào cũng đi đâu. Dạ. Ít nhất tuần em phải ở nhà nấu cơm bữa chứ. Dạ đúng rồi ạ. Rồi anh có những cái câu hỏi gì anh hỏi em không ạ? Thì em nhìn anh thế nào? Anh là người hơi mộc mạc một tí, chân chất không có quá gọi là màu mè. Vậy là được rồi. Dạ đúng rồi. Còn hỏi câu gì nữa không? Khi mà em đưa ra một cái gọi là cái list gọi là lý lịch thì em cũng tò mò lắm. Về nhà thì cũng hồi hộp, không biết chờ đợi đến ngày hôm nay là như thế nào. Dù sao thì em cũng rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn em đã có mặt ở đây và rằng là đã cho hai đứa có một cuộc trò chuyện như thế này. Cảm ơn em. Hết thời gian. Dạ, cảm ơn. Nào. Chúng ta hãy tự đưa ra quyết định sau 3 tiếng đêm. Suy nghĩ thật kỹ nhé, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình xem có thổn thức gì hay chưa. Rồi hẳn quyết định. 1 2 3 Hết thời gian.
các bạn không bấm nút ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái buổi offline để chúng ta có thể có cơ hội nhiều bạn hơn nữa, bởi vì trong câu lạc bộ của bạn Nguyễn Hòa rất là đông đối tượng và chắc chắn chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các bạn điều đó. Hai người đều rất là dễ thương, rất là đáng yêu, nhưng mà họ chưa có đồng ý hẹn hò với nhau. Vậy là tạo thêm nhiều cơ hội cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, hãy tham gia vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để mà kết bạn với hai bạn. Vào đây. Mời bạn nữ. Thôi, bạn nam giới thiệu mình đi bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các bạn. Em tên là Trần Xuân Bích, hôm nay là em 28 tuổi và em ở Bình Định. Làm nghề gì? Dạ, em làm bên đèn LED. Đèn LED? Dạ. Là bóng đèn á? Dạ, làm mấy các màn hình LED. À, màn hình LED đó hả? Dạ. Rồi, bạn làm ở đâu? Dạ, em làm ở Tân Bình. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. À, em tên là Nguyễn Thị Lắm, em 27 tuổi, em đến từ Bình Định ạ. Bình Định luôn? Dạ. Hiện nay bạn làm công việc gì ở đâu? Dạ, hiện tại thì em làm kế toán quận 5 á chị. Mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Sao vậy? Tại vì một phần là cái môi trường làm việc của em á, đa số toàn là nữ không mà chị. Lại em cũng hay đi chơi bên ngoài mà toàn bạn nữ không à. Nên là mình cái thời gian mà mình gặp bạn nam nói chung nó cũng hạn chế. Tụi em đi chơi đâu mà toàn nữ không? Cuối tuần em đi cà phê với bạn bè. Cà phê, trong quán cà phê, con trai thiếu gì? Mà tụi em con gái toàn rủ nhau đi không à. Thì mình đi với con gái cho nó có tụ rồi mình ngồi mình phải đĩa qua đĩa lại kiếm chứ. Được rồi, bây giờ muốn có bạn trai lắm chưa? Muốn lấy chồng chưa? À, dạ chồng thì cũng muốn nhưng mà sang năm rồi chị. Trẻ mà cần gì đâu, từ từ bình tĩnh, chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền nghe nó chưa mối tình là phải. Phải lắm. Có mối tình nào chưa? Dạ em thì chính thức được một mối tình. Còn râu ria thì cũng được. Râu ria là sao? Nó rơi rụng quá chị. Râu ria thì quá trời hả? Mà cái mối tình chính dạ, thức không, là? Dạ không, cũng muốn 2-3 mối tình gì đó rồi. À, chia tay lâu chưa? Dạ được 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình nói đi, mình tìm người yêu thế nào, làm vô luôn đi. Em không quan trọng về cái ngoại hình cho lắm. Nhưng mà ví dụ như mà mình nhìn vô thì được phải có một cái đó thì có cảm tình. Có nghĩa là cái khuôn mặt phải có hậu, không cần cao quá mà cũng đừng có nên lùn quá. Dạ. Có con nghề nghiệp. Bạn gái bên kia, bạn đi tìm người yêu của mình như thế nào? À, dạ em yêu cầu mỗi bạn nam là có mình có tính lập trường, mình có tính cầu tiến. Rồi. Lại ngoại hình thì cao hơn em là được rồi. Em cao mét mấy? Dạ em có mét 55 rồi anh ơi. Rồi khỏe. Dạ, dạ đủ đủ. 56. Đủ đủ gì nữa. Rồi gì nữa? À, với lại biết chăm sóc bản thân mình một tí. Rồi, bên đây cũng chăm sóc kỹ lắm. Mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu nào? Dạ ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Bên cạnh đó thì về phần nhược điểm thì mọi người nhận xét em là hiền quá, là dễ bị bắt nạt á chị. Lại em dễ tin người, lại xỉn vô thì em nói nhiều xíu. Xỉn vô hả? Dễ tin người mà còn xỉn nữa, còn hay xỉn lắm hả? Dạ không, tin lâu lâu mà chị, lâu lâu mình vui bạn bè á. Uống nhiều mà xỉn? Dạ uống các lon ạ. Mấy? Một lon. Uống một lon mà xỉn? Dạ. Bạn có thấy mạnh thấy yếu gì không? Em nói điểm yếu trước đi, rồi. Tại điểm yếu nó nhiều vậy nói. Rồi. Dạ em thì... em dễ tin người. Giống bên kia. Dạ. Hai người tự tin nhau. Hai luôn. Hai nữa là em khi mà đi chơi với bạn bè á thì hay ít khi mà dừng giữa chừng á, hay bị bạn bè nó rủ rê đó. Thì ở nhà là cũng nghĩ là kêu bạn bè nó rủ đi á thì ra cũng ngồi uống vài lon nói chuyện rồi tao về. Ở nhà nghĩ là dở nhưng ra ngoài là bạn bè nó rủ rê là không đi có thể sáng luôn. Lại được. Nói chung là dễ dụ. Dạ. Điểm mạnh là gì? Nói chung là em biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Hèn chi tướng mỹ quá. Chơi môn gì bạn? Em chơi đá banh chị. Bao lâu đá một lần? À, một tuần thì khoảng đá khoảng 3-4 trận. Trời, một tuần mà đá 3-4 trận là dữ lắm rồi nha. Đá bao khỏe lắm à. Một trận không? Một trận 3-4 phút á. Giỡn hoài. Bạn không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ em không thích ở bạn trai điểm là gia trưởng. Với lại đàn ông mà có tính đàn bà quá em cũng không thích. Không đá banh không đến nổi đâu. Không tính đàn bà lạ lắm nha, đàn ông tính đàn bà lạ lắm á. Trời ơi, gì đó banh từng 3-4 trận đó hả trời? Trận 3-4 phút thiệt luôn hả? Đâu, trận phải 1.5 tiếng á chị. Mày chạy em, nổi hả? Em tiền đạo chủ lực mà. Tiền đạo chủ lực? Lừa dài, thử dài dùng banh cho tôi coi. Ông lừa. Dạ. Dài cái tôi coi. Không có banh sao lừa chị? Ông tưởng tượng có trái banh đó, trước mặt ông lừa cái chân móc coi. Giờ sao muốn vợ không? Dạ muốn. Nhanh. Lừa sao chị? Thì đó, ví dụ tưởng tượng như trái banh trước nè. Ông ấy bỏ cái đó xuống làm trái banh.
Rồi Xuân Bích dẫn bóng đang tiến tới, dẫn qua một cái thủ, hai đối thủ sàng qua sàng lại đi. Dạ rồi rồi đó chị. Cái gì có chút xíu vậy sao giành được banh? Dạ giải như kỹ thuật nó điêu luyện mà chị. Rồi một trận nó đá ba phút mà. Ngoài cái đá banh ra còn thấy mạnh gì khác nữa không? Rồi ngồi xuống đi. Được rồi, vậy hiểu rồi đó. Em biết hát. Hát gì? Em hát bolero. Là mạnh đó phải không? Chắc hát không? Cũng bình thường rồi chứ không có mạnh lắm. Rồi làm thử một khúc coi. Em chỉ hát bài Không Bao Giờ Quên Em. Rồi. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên em. Được. Cái này mới thấy mạnh nè. Cái banh nguy quá à. Bạn có cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ không? Dạ em không thích người phụ nữ hay giận hờn, sơn móng tay móng chân. Tại sơn mắt mới vậy? Đó chị tượng sơn đó. Ủa? Tại vì em là xuất phát là ở quê nên thành em cũng muốn người nào mà chăn chắc hiền lành hay là anh mặc mộc mạc giản dị như quê á. Hay tin người nữa phải không? Dạ. Rồi, đi. Điểm mạnh hát bolero, điểm nhẹ đá bóng. Trời ơi, chào cười tươi quá trời em. Dạ. Bây giờ em nghe hát em có cảm nhận gì cái giọng của anh ấy không? Hay quá anh ơi. Hay ha, ngọt ngào ha. Hay quá luôn. Dạ. Em tưởng tượng người kiểu ảnh sao? Em nghĩ là mê thể thao chắc là cũng cao hơn em nhiều. Ừ. Với lại tướng tá thì cũng vạm vỡ. Vạm vỡ lắm. Tướng vạm vỡ lắm. Này em đoán đúng đó. Nhưng mà hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Một cái hình mẫu mà giống ai đó, có thể không tưởng tượng Dạ hình mẫu của em thì giống như anh Đan Trường được rồi chị. Anh sao trốn vào anh luôn vậy? Hình mẫu em giống Đan Trường vậy chị? Kêu mình chị chạy qua đây luôn. Đan Trường hả? Mày em nhúc đang nằm quá anh. Mày đang nằm mà. Thiệt hả? Rồi thôi vậy được rồi đó. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có chị gái em, có đồng nghiệp em và bạn cùng lớp, bạn cùng phòng với em luôn. Dạ em chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường. Dạ, chào, chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Kim Phụng, là chị gái của Lắm. Hôm nay đến đây là ủng hộ cho em gái tìm được ý trung nhân của mình. Dạ. Dạ. Chị thấy anh tiền đạo bên bển sao? Dạ, em thấy em trai này cũng hiền lành, chân chất, dễ thương. Chắc là Lắm ơi, em bấm nút hẹn hò cùng anh ấy nha. Rồi, vậy là chị này khoái đá banh, tiền đạo chủ lực. Bích, bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với chị con bác ruột, chị Thành. Chị con bác ruột. Dạ, alo em chào chị Cát Tường. Em chào chị anh Quỳnh Linh. Bây giờ hai người chào tụi chị rồi nha. Coi là giới tính thôi sao. Em thấy chị gái bên đây cũng dễ thương. Bạn bên kia có cái tật xấu gì không? Có. Nói nhiều. Ủa vậy hả? Ừ. Chết. Nãy giờ nói đâu có nhiều lắm đâu ta. Khiêm tốn. Có cái gì nữa không? Nói luôn như là chị em phụ nữ. Không, được cái có các cái dễ thương. Cũng hiền lành lắm. Rồi thôi vậy là được rồi đó. Tốt hết á, chỉ có cái tội nói nhiều thôi. Rồi kéo màn lên. Người đàn ông lực lưỡng nào vạm vỡ tiến về phía trước. Trời. Chào anh ạ. Có. Anh có món quà tặng nha. Dạ em cảm ơn ạ. Khoan, đứng. Em thấy sao đánh giá người đàn ông trước mặt vạm vỡ không em? Đứng đó đi, đứng đó cho ta coi dáng rồi sao mắc cỡ gì đâu kệ. Anh đừng có chỉ nhục em nữa. Tướng em cũng đâu có gì đâu nhục. Không có gì hết để con người bạn gái cảm nhận rồi đó. Sao? Nói chung là ngồi cái trí tưởng tượng của em. Tại hồi nãy em vẫn nghe là anh này mê đá bóng á. Em cứ tưởng là cao và vãm vỡ lắm kìa. Messi hay này mê đá bóng cũng nhỏ nhỏ còn vậy anh. Đúng rồi, đâu có sao đâu. Nhỏ vậy luôn lách mới dễ. Có cảm nhận dễ thương không? Dạ cũng dễ thương ạ. Nụ cười dễ thương đâu, nhìn nụ cười bình định coi. Nụ cười bình định mà nhiều người ta nói nụ cười bánh hỏi lòng heo á. Đó. Dạ. Đó chưa, dễ thương chưa, đặc sản bình định á. Thôi được rồi. Cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì cái quan tâm đầu tiên của em là phải là người con gái bình định. Thứ hai nữa là có điều kiến nhiều người đeo kiến nhìn rất là dễ thương. Em đeo kiến dễ thương mà không? Đúng rồi. Là sao, thích đeo kiến hay không thích đeo kiến? Em thích đeo kiến. Hên quá, nãy quá chị ơi.
nãy giờ không có đeo kiến, đang ghi hình cho đẹp, mới quay qua nhìn mặt em mới đeo kiến vô đó. Anh còn gì muốn hỏi em nữa? Ví dụ thành vợ thành chồng rồi là theo em là ai là người giữ tiền? Thường tôi thấy con gái hỏi câu này không, hôm nay tôi thấy ông này hỏi. Trả lời đi em, trả lời thiệt bụng nha. Em nghĩ là con gái mới giữ tiền là tốt hơn ạ. Chính xác. Anh cũng vậy đó. Anh hỏi thách đố người ta hả? Anh hỏi thử người ta dám nói không chứ gì. Trời ơi, đàn gái tôi mạnh mẽ lắm mà. Hỏi mà câu, anh hỏi đi, hỏi cho này hai đứa lấy nhau ai đẻ. Rồi bây giờ một câu tỏ tình với nhau thật là lãng mạn nào. Trong rất là nhiều người đăng ký chương trình đến đây thì vô tình thì anh lại được gặp em, thì đó là một cái duyên. Nếu mà có cơ hội á thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Biết đâu sau đó, biết đâu trong cái duyên đó nó còn có chữ nợ nữa, thì sau này chúng mình đến với nhau thì sao? Thì dạ đó nha. Rồi vậy được rồi. Nào chúng ta có sẽ 3 tiếng đếm, các bạn quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe cảm xúc của mình, trái tim của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng sự đồng ý và hẹn hò của hai bạn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhịp đập của con tim. Những chiếc vé mời xem phim gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn nắm tay nhau đi. Nắm chặt tay nhau nhé. Đừng buông tay nhau. Nắm tay em thật chặt. Dắt em đi thật xa. Ráng nuôi cho anh mập mập chút nha em. Nha lắm. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chào em. Em chào chị. Em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Thị Huyền Trang, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. À, em làm về gì em? Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên cấp 3. Dạy môn gì? Dạ, em dạy môn hóa học. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Phượng, đến từ Đắk Lắk. Em là đại diện thương mại cho công ty, một công ty Nhật Bản, chi nhánh ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk luôn? Dạ. Đắk Lắk qua Đắk Nông cũng gần. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 31 chị ạ. À, tại sao mình lại đến với chương trình? Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Dạ chắc là do duyên của em chưa đến đó chị. Mình đã có bạn mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. Tình thứ nhất của em thì lúc đó em mới ra trường, nên là lúc đó còn non trẻ nên là bồng bột lắm ạ. Rồi. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Bạn trai thì sao? Mình đã được bao nhiêu mối tình rồi? À, em cũng được 2 mối tình. Cũng là đều giáo viên hết. Tao nói bất quá tam ba bận, lần này là phải tới luôn nha. Dạ. Nhưng bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cần cái sự đồng cảm, sự chia sẻ được. Và cái thứ hai là cần cái sự thủy chung. Về ngoại hình? Em nói chung là ưa nhìn là được. Bạn nữ, bạn tìm một người nam như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người nam chín chắn, nghiêm túc, biết cách nói chuyện, biết chia sẻ công việc nhà với vợ và có chí tiến thủ trong công việc ạ. Về ngoại hình thì mình có... Dạ, về ngoại hình em chỉ cần dễ nhìn là được. Và cao hơn em là được ạ. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em đó là luôn nỗ lực trong cuộc sống. Còn mọi người nhận xét em là luôn vui vẻ. Và rất là thích em vào bếp nấu ăn. Và khi đi dạy thì em thích đọc những cái bài thơ mà liên quan đến hóa học, giúp học sinh dễ hiểu bài hơn ạ. Bạn trai, bạn có muốn nghe cô giáo đọc thơ về hóa học không? Dạ, có ạ. Dạ như vậy em sẽ tặng chương trình và anh một bài thơ tình về hóa học ạ. Nếu anh là bazơ em xin làm axit để tình yêu bất ngờ mãi trung hòa không kịp. Em thích làm axit có vị chát vị chua như hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, đâu chỉ một proton, em cứ mãi lông nhông đi tìm OH khác. Anh phải dùng xúc tác mới tách được em ra để dắt em về nhà xin lời bình hai họ. Em biến quỳ thành đỏ, anh biến quỳ thành xanh. Hai chúng ta làm lành, tình yêu ta sáng mãi. À, có đáp lại một cái món quà gì không?
Dạ. Ca múa nhạc gì đó, đọc thơ gì đó. Em rất là kém cái vấn đề là nghệ thuật. Em hát giỏi về cái gì nhất? Em chỉ chơi được mấy môn thể thao. Em thường đá bóng với bóng chuyền với võ thuật. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì ví dụ như là hôi chân. Có là cái mình mang giày mình bít bí vô mình mới hôi hay là bình thường không cái gì hết nó cũng hôi? Dạ không, do mang giày bí quá nó mới hôi là chị. Dạ. Bạn học võ thuật hả? Dạ. Có biểu diễn một đoạn nào đấy? Xưa thì em có học võ cổ truyền thôi, nhưng mà giờ em đam mê gọi là boxing. Qua tôi coi chứ. Rồi. Thì em xin từ nha, cô Dương đánh cái mặt chị Tường á. Đó, nhớ đánh chị ra đó nha. Dạ. Không sao, lỡ cũng không sao đâu. Bắt đầu. Dạ. Bên trái, tiếp tục. Dạ, chị gặp. Thôi, thôi được. Đánh lại người kế bên không? Dạ, em không dám, chị Tường là thần tượng của em. Cho em bắt tay chị cả. Rồi bắt tay được, bắt chân chết luôn á. Dạ. Mà xuống, mà xuống, mà xuống. Bây giờ bạn gái bạn không thích hôi chân rồi sao? Dạ cái đó thì em biết là tiểu phẫu được khoảng cỡ mấy triệu thôi. À vậy hả? Vậy dạ. Sau đó giờ không làm? Bởi vì không phải là không làm nhưng mà cái đó cũng không có tốt. À. Dạ mình ngắt cái tuyến mồ hôi đó đi thì nó lại ra nơi khác. Ví dụ ra đầu hoặc ra ngoài da. À. Cái đó thì không có đơn giản đơn xử lý được mà. Về nhà cứ ngâm rửa chân. Ngâm nước muối đó, rồi, là xong phèn thôi. Rồi giờ ok, không vấn đề gì, nói cho vui vậy thôi. Em không thích cái điểm nào ở người bạn gái nhất? Dạ. Người vợ mình nhất? Em không thích ở người bạn gái nhất là cái tính hay nói một cái việc mà nói đi nói lại nhiều. Bây giờ mình đã quyết định tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì cũng tùy vào cái độ chính của cái tình cảm giữa em với bạn nữ đó là như thế nào thôi. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ gia đình thì cực kỳ hối thúc. Dạ. Mình có làm dâu không bạn? Thế thì nhà em có một mình em con trai, sau hai em gái. Nhưng mà em thì tùy bạn nữ, bởi vì em cũng có mua đất đai riêng rồi. Nếu như vậy thì mình có thể xin việc được cho bạn nữ chuyển qua bên đây được không? Nếu dạ. Không được thì bạn nữ ở nhà nội trợ mình có thể nuôi được vợ con mình không? Dạ được, cái đó thì chuyện bình thường với em thôi. Nhưng mà cái em nghĩ thì phụ nữ cần làm trao đổi giao lưu với những đúng rồi xung quanh môi trường. Hỏi bạn nữ cái ai lấy vợ gì bắt dạ. Vợ ở nhà, ta đang là giáo viên mà. Không thì mình phải hỏi hết ý vậy mà. Bạn nữ có chịu qua làm dâu ở bên Đắk Lắk không? Dạ em làm dâu được ạ. Em rất thích được làm dâu và em rất là muốn được quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Dạ, tốt hay quá. Dạ. Bây giờ em không thích gì người đàn ông nè? Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, gia trưởng. Có gia nhăng được không? Chắc là không. Được rồi. Không có gia trưởng ha. Dạ. Hôm nay mình đi có người nhà ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em có hai bạn thân đi cùng ạ. Rồi. Dạ, đây là bạn của em học chung đại học với em, hiện tại đang làm giảng viên ở đây ạ. À, vậy hả? Dạ. Rồi chào bạn. Dạ, chào con, chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường ạ. Rồi, đáng lòng. Đáng lòng chú Quyền Linh á, thấy cô vui lắm. Dạ. Nhận xét về anh bên này á thì chắc là được 9 điểm rồi. Wow, 9 điểm là quá bạn, cao. Bạn mà chấm vậy là nói chắc em chịu rồi. Giáo này gì mà chấm rộng rãi dữ vậy? Là... Vậy dựa trên cái cơ sở gì mà chấm rộng vậy em? Thứ nhất là thấy cái chiều cao của anh cũng đạt. Rồi nhìn cũng phúc hậu, điềm đạm. Công việc thì cũng ổn định. Tại vì từ thành phố Buôn Ma Thuột về chỗ anh Trang làm thì là 60 cây. Nên ví dụ như là thu xếp được thì làm việc được, hẹn hò được và có thể tiến tới hôn nhân ạ. Rồi. Cảm ơn em. Quá chuẩn xác ha. Bạn nhận xét quá chuẩn luôn ha. Có đi với ai không? Dạ có, em đi với anh họ anh rồi. Theo đánh giá của mình á thì bạn này rất là xinh. Đầu tiên là rất là xinh. Dạ em cảm ơn anh. Thứ hai là những cái điều mà bạn nói và yêu cầu về bạn trai á thì mình thấy là hầu như là Phượng là đáp ứng những yêu cầu của bạn được. Dạ. Thứ nhất là Phượng cũng có chí cầu tiến. Thứ hai là về nội trợ cũng nấu ăn rất là ngon. Dạ. Tuy là vẻ bề ngoài có vẻ là hơi lạnh lùng nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì Phượng là con người rất là tình cảm. Anh chấm thử điểm cô giáo bên này đi anh. Chắc là cũng phải xem 9.5 chị. Dạ, này hai giám khảo này chấm dễ quá. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây đó giờ kéo màn lên. Ý kiến tham khảo thôi ha. Dạ. Còn chính quyết định vẫn là do mình. Kéo màn lên. Hai bạn có thể có 2 phút để trò chuyện. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Dạ. Có. Dạ. Em chào anh ạ. Dạ. Em mà hỏi trước đi. Khoảng cách giữa em và anh cách nhau 60 cây.
Nếu như vậy thì anh sẽ tìm hiểu em như thế nào ạ? À, anh sẽ thu xếp được là một tuần ít nhất là xuống một lần. Dạ. Bởi vì cũng thực tế là cái công việc của anh cũng nó hơi nhiều, nhưng mà anh hứa là một tuần ít nhất là xuống một lần, còn không thì bữa nào mà tối được thì sẽ xuống. Tùy theo cảm hứng em dành cho anh á. Nhiều khi tối nào anh cũng xuống. Anh cũng đến đây là xác định thì gọi là mình cũng lớn tuổi rồi, anh tính là cũng để là lập gia đình. Những cái sự mà chuẩn bị cho quá trình lập gia đình thì anh cũng gần như là hoàn thiện, chỉ có thiếu cô dâu nữa thôi. Nên là anh cũng rất là mong muốn qua chương trình này thì được em đồng ý và chấp nhận. Em nghĩ thì hôm nay chương trình đã là nhịp cầu nối cho anh và em gặp nhau. Thì đó là cũng là một cái duyên gặp gỡ. Theo em thì cả em và anh cùng cho nhau một cơ hội để hai chúng ta có thể tìm hiểu. Nếu như chúng ta mà hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn ạ. Đúng rồi. Hết thời gian. Đắk Lắk và Đắk Nông có đồng ý bấm nút hay không? 3 tiếng đếm sẽ biết điều đó. Bắt đầu. 1 2 3 Hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Hey, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cho anh xin phép anh hôn tay em gái được không? Dạ vâng ạ. Mời bạn nữ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Kim Yến, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở khoa dược Bệnh viện Nhi Đồng 1. Và quê em ở Long An. Về Long An, lên thành phố làm. Mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Lâm Gia Thiện, em 25 tuổi. Em sinh ra tại Quảng Ngãi nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em đang kinh doanh tự do tại nhà, xe máy rồi các điện thoại online. À là dạ. Mình kinh doanh xe cũ phải không bạn? Dạ đúng rồi ạ. Cũng giỏi, còn trẻ mà bắt đầu biết lập nghiệp ha, biết kinh doanh. Thôi bạn nữ mình giới thiệu một kỹ một chút xíu về công việc của mình. Mình làm ở mảng nào? Ở nhà thuốc á chị. À mình bán thuốc. Dạ đúng rồi. Chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa. Tại sao? Chắc tại em kén quá, với lại bên cái ngành của em mà đa số là tiếp xúc với nữ không? Em kén là em kén sao? Cái tiêu chuẩn của em như thế nào? Ví dụ anh chị hay ai giới thiệu cho người nào cái em cũng nhìn ra được cái điểm nào đó để em không có chọn cái người đó. Bạn trai thì nên chững chạc nhưng mà vui tính, không gia trưởng, với lại đừng có tính đàn bà là được. Bạn trai có tính đàn bà? Dạ không chị, em thì khá khó tính. Em bản chất em là rất là vui tính, nhưng mà khi vui tính thì vui, nhưng mà cái lúc nào nghiêm túc thì nghiêm túc ạ. Mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hiện tại thì em trải qua 3 mối tình, nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên. Chia tay cách đây cũng hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. 25 tuổi 3 mối tình hả? Dạ không. Dạ. Được mà. Nói mối tình vậy thôi chứ có mối tình chỉ kéo dài khoảng một tháng mấy thôi ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em là vui vẻ yêu đời, tự lập, nhưng mà nhược điểm là hơi nhát. Hơi nhát cho nên hơi rụt rè. Mình có sở trường gì không? Em cũng nấu ăn được. Chúng tôi xin hỏi một bạn trai với Thí nữa. 25 tuổi tuổi đời còn rất trẻ. Mà bạn đã kinh doanh đủ thứ ngành nghề rồi. Bắt đầu kinh doanh từ bao nhiêu tuổi? Kiếm ra cái đồng tiền đầu tiên thì từ khi là 9 tuổi. Ba mẹ nhà em thì hồi trước là có kinh doanh về tạp hóa. Nên là em lấy hộp quẹt á, em đi bán. Em lấy cái tiền vốn đưa mẹ em, còn tiền lời mình lấy để mình mua đồ chơi của mình á. Dạ. Giỏi vậy ta, 9 tuổi biết làm điều đó nữa hả? Mình muốn được cái gì thì mình phải làm. Dạ, chứ em không có sống một cách thụ động. Rất giỏi, bắt bạn gái. Để phục bạn điều đó. Để tôi xem cô gái bên đây thế nào nha. Ồ, chào bạn, cô gái rất là xinh xắn. Dạ, cảm ơn anh. Chàng trai bên kia phải nói đầy khát vọng luôn. Dạ, em thích người chín chắn. Thích người chín chắn. Anh có to con không anh? To. Gì to vậy hả? Bạn không thích gì người đàn ông? Không thích hút thuốc. Phải biết uống rượu nhưng mà không đừng uống nhiều. Vì làm rễ miền Tây cũng phải biết uống chút xíu. Từ từ, không sao đâu trời ơi. Miền Tây uống là nhiều nhất Long An ha. Rồi sao nữa? Với lại có chuyện gì thì phải chia sẻ với em. Anh rất là ưa chia sẻ. Mà anh chia sẻ nói rất là nhiều luôn á. Rồi mình có thích lãng mạn không? Dạ thích. Trời, để anh hỏi chàng trai thế này đi. Gái xinh lắm. Bạn ấy thích lãng mạn. Là em thích cao to hay sao?
Dạ, thích có thịt để em ôm. Thích có thịt để em ôm. Em hình dung ra cái anh bệnh như thế nào? Chắc là cũng vừa người. Dạ, em thích giống anh Quyền Linh vậy. Bập bập vậy đó dạ, hả? Dạ, nhìn thì chững chạc nhưng mà vui tính, nói chuyện rất là anh vui. Hơi mập đó nha. Vậy đó hả? Thôi để chị coi coi sao. Mập, chàng trai bên đây mập tròn quay. Trời ơi, đứng lên coi. Có lắc vòng không? Dạ không. Hồi trước thì em 63kg lận, nhưng mà do em đi làm á, em ở một mình nên là em chỉ ăn ngoài thôi, em không nấu. Chỉ còn có 57kg thôi. Ba mẹ muốn là có gia đình để cho có một người nào đó cũng như nội trợ cũng như. Nhưng mà cái khả năng vẫn có những lúc mập mập mạp rồi đúng dạ, không? Dạ em rất là dễ lên ký. Thì em mập là cái mặt em mập trước nên là em không thích mặt tròn. Cỡ tròn tròn mà giống Nguyên Linh em không thích rồi. Bạn đường lúc này ăn ở làm sao mà tôi ngồi xuống đi em tốt cho em. Mày thì qua đây chê tôi ha. mình có sở trường gì không? Có mấy tài lẻ ví dụ như giả giọng hay là gì đó. Em giả giọng vùng miền á chị. Rồi em giả giọng miền Bắc đi. Chị phải nói đi nội dung em mới trả lời được. Thế em muốn nói gì em cứ nói. Em thì em không có biết gì cả, chị cứ hỏi đi em trả lời. Dưa nội giọng miền Trung. Em nội giọng Huế. Nói em trúng là chị trả. Rắn cũng chi cho em nội. Em nội nhiên không, bây giờ em đang thử thách thôi chứ em không có phá tiếng môn. Em nói cho vui chứ. Miền Tây. Trời ơi, miền Tây em nói rồi em không biết gì hết trơn á, trời á. Rồi, như vậy cũng cảm giác gọn gàng chút rồi ha. Có chuẩn bị về để kết hôn chưa? Dạ, thì em cũng đã có nhà riêng, cũng chưa có trả xong. Trả góp à. Dạ, không có phải trả góp mà mình mượn để mình mua. Mượn ai vậy? Kế hoạch bao lâu nữa? Dạ, ba mẹ. Ba mẹ rồi, khỏi lo. Chuyện đó khỏi lo. Thôi vậy được rồi. Trời ơi, cặp này về em biết ăn nhiêu cho mập à. Em có đi với người thân không? Em đi đó. Với anh rể ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Bạn em gái bên đây xinh, hiền. Chắc hai bạn có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu và hẹn hò với nhau. Thì theo nhìn nhận quan điểm của em thì hợp, nhưng mà hai người phải tìm hiểu rồi cho ý kiến của hai bạn. Rồi, mình có đi với ai không em? Dạ em đi có bà nội ạ. Dạ, chào cô Cát Tường và chú Hương Linh. Dạ, dạ. Bà nội thấy thì cũng như bên chú bên kia cũng vậy đó. Thấy ốm quá nội. Nội thấy sao nội? Thì nội cũng đâu có mập đâu. Thấy cũng được. Hiện giờ cũng để cho hai cháu thì tự tìm hiểu. Ông nội có gì muốn nói với cháu rể không? Bà nội muốn cháu sau này về ăn nhiều lên nha. Dạ. Con hứa nếu mà con có duyên với bạn chơi á thì con hứa sẽ cố gắng lo cho bạn đầy đủ, cũng như là mình sẽ đồng cam cộng khổ với nhau. Dạ. Được chưa nội? Dạ được rồi chú Hoàng Linh. Cảm ơn nội, chúc mừng khỏe. Hôm nay mà có nội tương lai đi là ngon lành rồi nha. Nội dạ. Chứng kiến bây giờ bạn lĩnh lắm á. Rồi bây giờ cho hai bạn trẻ gặp mình nhau đi. Mình sẽ có 2 phút để gặp nhau, kéo màn. Nào. Chào em. Anh tặng em. Em cũng có quà tặng anh, cảm ơn em. Em muốn muốn đi làm hay là mình chỉ muốn ở nhà thôi? Em xu hướng là người phụ nữ của gia đình, nhưng mà em vẫn muốn đi làm để có cái riêng của mình chứ không có lệ thuộc vào chồng. Em có khi nào em nghĩ qua bức màn anh là như thế nào không? Dạ không, em rất bất ngờ. Bất ngờ? Dạ, ngoài sự tưởng tượng của em. Nó vỡ mộng hay sao anh? Dạ không, nó tốt hơn là em nghĩ. Thì anh cũng mừng hả? Nãy nó thích mập, bây giờ ốm nhom nhách là la hơn bình thường. Dạ nhưng mà anh nói là anh dễ tăng cân. Em tính khi nào là kết hôn? 1-2 năm nữa thì cũng được. Dạ. Mà anh có chịu được tra tấn âm nhạc của em? Bình thường ở nhà anh cũng hay tự tra tấn mình á, nên là anh cũng quen rồi. Dạ. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ân cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và tình yêu đã dâng về người. Cho một đời nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Hết thời gian. Hãy lắng động lại và nghe nhịp đập trái tim mình. 1 2 3.
Trời ơi, vỗ tay quá trời kìa. Chúc mừng cặp đôi này nha. Rồi, hai bạn nắm tay nhau đi. Xin phép nội đàng hoàng. Con dạ, sẽ tìm hiểu nhau. Nội, em ăn lỡ nắm rồi. Đi bạn. Rồi em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh với lại các bạn ở đây. Rồi chào em. Dạ chào bạn nam bên kia. Em tên là Lưu Thị Hà Phương, năm nay em 25 tuổi, quê em ở ngoài Hưng Yên. Hiện tại em đang là kế toán, làm việc ở Bình Thạnh. Em vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây lâu rồi. Mời bạn trai. Xin chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái cũng như mọi người có trong trường quay ngày hôm nay. Em là Vũ Minh Cương, 30 tuổi. Em đến từ vùng đất được mệnh danh là người con gái nặng nhất thế giới đó. Chỉ 2 năm tấn. Dạ, dạ vâng ạ. Quê hương Thái Bình. Thái Bình, dạ. Em làm việc ở đâu? Em làm việc ở trong quận 9. Quận 9 em làm về gì Cương? Em làm bên khối lượng, bốc tách dự toán. Bốc tách dự toán tức là dạ, đưa cái dự án vô bốc tách dự toán là bao nhiêu cái dạ, vâng. Khối lượng này bao nhiêu tiền đúng không? Dạ vâng. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với nhau về những cái ưu điểm và khuyết điểm của nhau nha. Rồi mời Phương trước đi em. Điểm mạnh của em là em được cái dễ ăn, em biết nấu nướng, xuyên dọn dẹp, là người phụ nữ truyền thống nhưng mà cũng có pha chút hiện đại. Còn khuyết điểm của em là em ham mua sắm, nói nhiều, chứ là em hay nóng tính, tính hơi đồng bóng một xíu. Dạ tính hơi gì? Đồng bóng một xíu. Đồng bóng một xíu là sao cụ thể? Dạ là lúc nóng lúc nội thất thường vậy đó chị. À dạ, nóng rồi. Giận thất thường đó. Dạ bạn trai. Điểm mạnh của em thì mọi người đánh giá em ấy là hiền lành, chịu khó, có tính cầu tiến và cũng chơi được rất nhiều môn thể thao và không hút thuốc, không rượu chè. Tốt. Bài bạc thì cũng không ạ. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm em tương đối hơi nhút nhát, đứng như đám đông. Đường tình mình thế nào bạn gái? Em cũng trải qua nhiều mối tình nhưng mà chỉ có 2 mối tình sâu đậm thôi. Mối tình lâu nhất của em là được 9 tháng, đều là của thời còn đi học. Rồi từ đó nay là không còn mối tình nào nữa hết. Hơi kén đúng không? Yeah. Bạn trai bên kia, tình trường mình thì sao? Em trải qua được 3 mối tình rồi chị. Cũng khá dữ ha. Mối tình đầu tiên thì được 1 năm. Rồi 2 mối tình rồi sau thì nó cũng rất là nhanh. Nhanh là bao lâu? 2 tháng thôi anh. Trời ơi. Sao nhanh vậy? Như vậy cũng chưa gọi là mối tình đâu. Chắc cũng mới hẹn hò đấy. Chính thức là yêu nhau rồi. Thực tế phủ phàng. Yêu nhau mà mới có 2 tháng. Coi những mối tình đó mình chỉ nhắc lại để mình rút kinh nghiệm. Phương chắc là nãy em nói là mình cũng hơi kén chọn ha. Vậy thì mình muốn tìm một cái người, cái mẫu hình lý tưởng của mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm chàng trai chân thành, tử tế. Em cũng thích người không hút thuốc rượu chè như nãy bạn nói, nhưng mà lâu lâu nhậu chút chút cũng được. Rồi không có mùi cơ thể, ví dụ như có mùi thì phải tìm cách tiết chế để cho bị lộ. Trời ơi, những thứ tiết chế đó nó bung dữ lắm nè em. Ủa cái mùi, em không thích mùi gì mà em hỏi mùi em. Mùi gì mà nó cái sự chú ý xung quanh anh. Trời, ví dụ dạ. Em cũng xinh đẹp ha. Dạ. Giọng nói ấn tượng. Anh ấy giả bộ đi qua không có mùi gì hết á. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết. Vậy thôi đó hả? Ngoại hình đi anh. Ừ, ngoại hình nó sao? Dạ ngoại hình cỡ cao cao cỡ 1m7 đi anh. Thôi rồi. Em nhỏ hơn đến 5 phân ạ. 35 cũng được rồi. Dạ. Có trắng không? Cũng hơi trắng. Dạ vậy đi với em ổn chứ tại vì em hơi đen. Không em cũng được, em đậm nét đó.
này rất có nét luôn á. Tóc thì sao? Tóc tai. Tóc thì chỗ có chỗ không. Em muốn có nhiều chỗ ít. Vậy ví dụ như mà hói thì mình nên cạo lên, cạo hết luôn. Thì nhìn nó sạch sẽ hơn là cứ để vài cọng, nó cũng hơi kỳ kỳ. Nếu hói là cạo luôn phải không? Anh thấy về cỡ về cạo được chưa? Không, tóc của anh cũng bồng bềnh mà đâu có gì đâu phải. Có hói không? Không. Vậy mấy người ta nói hói thì đúng rồi, người ta kỳ cục. Kỳ cục đúng không? Kỳ cục. Hói chứ mà cạo luôn vậy hả? Hói mà nó lộ quá để cho người ta biết thì nên cạo. Người ta sẽ không biết mình hói. Em thấy nãy giờ em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em? 99% ạ. 99% ạ. Chính vậy hả? Sao mà tự tin quá vậy? Tự tin thôi, kiểm tra thôi. Mình có hay ghen không? Dạ có chị. Ghen lắm hả? Dạ em ghen lắm mà em cũng tinh ý á. Nên là trong chuyện tình cảm ghét sự lừa dối à. Nhưng em có tật xấu gì không em gái? Em nóng tính hả anh? Nóng tính con gái mà nóng tính dữ vậy hả? Dạ nóng tính với hay ghen. Em chịu được nóng tính không? Em chịu được ạ. Chịu được, đây chịu đựng được. Với này ghen này chắc là em không phải ghen đâu, bởi vì anh xấu trai là chắc không ai theo. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em chào chị. Em cũng mong muốn tìm một bạn gái là một người phụ nữ có gia đình, tính tình hòa nhã, biết chia sẻ. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi hả? Như thế là ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình em cũng muốn là người vợ em cao, để hy sinh cho đời con đấy, để con nó cao đấy. Rồi. Em muốn bạn nữ được 1m6. Có cái điều gì mà em không thích ở bạn gái? Tóc tai mà nhuộm xanh đỏ tím vàng này. Ai đâu mà nhuộm xanh đỏ tím vàng? Kiểu tomboy á. Thích tóc dài phải không? Thích tóc từ ngang vai đến dài. Rồi, nếu như mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Sang năm thì tiến tới hôn nhân là được. Sang năm mình đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Em tinh thần em đã chuẩn bị rồi đấy. Nghe nói là em bị áp lực trước khi lên đây lắm phải không? Dạ vâng, em tương đối áp lực. Em sợ gì? Em sợ chị hả? Không. Chị lại nghe đồn là em sợ chị bắt em hết đất. Có không? Chắc có đấy. Chị đường đường đâu đang... có bắt ai hết. Thì nào mà ai sợ hết thì chị mới bắt người đó hết. Vậy em được hít à? Ừ. Thế là tối hôm qua đi hít mấy chục cái rồi. Hả? Tập, tập trước đó hả? Dạ vâng. Thì thử đi. Mà hít 5 cái. Tôi đâu ngờ mà tôi tạo áp lực cho nhiều chàng trai vậy trời. Mấy người rung á là hết cho nó đỡ rung thôi. Đó, kiểm tra giùm bạn nữ chứ tôi đâu có đủ vậy thôi hả? Đúng 5 cái thôi chị. Là hôm tập luyện được có 5 cái đó thôi hả? Không, em hít nhiều hơn thôi. Nhưng mà chương trình run này còn để sức này, này chiến đấu tiếp chị. Rồi thôi được rồi. Hít được có 5 cái à em? Chung hít đất chắc... đơn giản có gì đâu khó. Chắc hơi yếu nha. Rồi bây giờ hỏi kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ em. Dạ chào cô. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Xin chào họ nhà trai. Chào toàn thể tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở tại trường quay. Tôi là Vân Nga, là mẹ của Hà Phương. Mẹ có vài nhận xét về bạn nam bên đây để cho con gái củng cố thêm lòng tin nhé. Nói chung là bạn trai thì không có được cao như là con mong muốn, nhưng mà mẹ nghĩ là cùng cái thứ nhất là cùng người Bắc. Cái thứ hài nữa là bạn này là cũng thông minh, hài hước, dí dỏm. Để có cái buổi ghi hình ngày hôm nay đấy là các con đã mất rất là nhiều thời gian và chương trình đấy đã cố gắng để tìm được những cái sở trường của các con là cũng được đạt được 60-70% rồi. Nên là các con nên cho nhau một cơ hội. Chứ còn nếu như 2 phút ngắn ngủi chỉ để là cảm nhận những cái giây phút đầu tiên thôi. Còn con gái của cô Nga đấy có thể tự hào được là vừa hiện đại và vừa truyền thống, bởi vì cô là người Bắc và cô rất khó tính. Không cần biết là con gái làm giỏi đến đâu, nhưng mà cái việc bếp núc gia đình, lo toan công việc gia đình, quán xuyến ấy, là cô đã rèn cho em 3 năm nay rồi. Nên là tự tin để có thể đem gả chồng được. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ ai đi với ai? Dạ, em đi với các chị, ba cháu, với đồng nghiệp. Dạ, chào chị. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bên đàn gái và em Hà Phương. Em là Hồng Mai, là chị dâu của em Cương. Chị thấy em Hà Phương đây rất là dễ thương. Hai em có thể được thì cho nhau cơ hội. Còn đối với em Cương, em yên tâm. Em Cương rất là dễ thương, thật tình, có tinh thần cầu tiến. Em có thể tin tưởng với em Cương của chị. Chị dâu hồi hộp quá ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị dâu. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó, hai bạn gặp đi. Anh có món quà tặng em? Dạ em cũng có món quà tặng em. Anh cảm ơn. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thật sự là hơn sự mong đợi của anh khi trước khi đến chương trình.
em rất dễ thương. Em cảm ơn anh. Anh đang làm ở quận 9 đúng không? Anh làm ở quận 9. Thì tương lai của anh là anh muốn làm việc ở Sài Gòn luôn hay là về quê? Tương lai anh muốn lập nghiệp ở trong Sài Gòn. Anh tính khi nào thì có thể lập gia đình? Anh thì năm nay 30 tuổi rồi. Trong sang năm là anh lập gia đình. Còn em thì sao? Em thì sang năm cũng đủ tuổi cưới rồi. Nhưng mà anh đã chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Trong khoảng 3 năm nữa thì mình có thể là mua chung cư ở Sài Gòn. Anh muốn làm dâu hay là anh muốn làm rể hay là ý là em nói là em có phải làm dâu không? Ba má anh ấy, thì ở Bắc thì chắc là không vào trong này. Ví dụ như có thể là khi mình lập gia đình ấy, có em bé thì ba má có thể là vào trong này hỗ trợ thì chắc là có, nhưng mà ở trong này thì chắc là không. Em không làm dâu được thì cũng không sao. Không, em thì em làm dâu được. Ví dụ còn anh làm rể được không? Ví dụ như không làm dâu thì làm rể. Anh cũng chưa nghĩ đến là làm rể. Nhưng mà chắc là anh làm được, bởi vì cứ nghĩ tới thôi. Nhà tại nhà em ít người á, nhà em có ba mẹ con thôi nên làm là làm gì đâu, nói là làm rể thì cưng dữ lắm. Ở nhà vợ thôi chứ đâu có làm gì đâu em. Thì đến với chương trình này thì anh xin gửi tặng em một bài hát. Mặc dù anh hát không hay nhưng mà đây ngồi đứng đây với em giờ run quá rồi, thôi hát bài cho nó đỡ run đi. Rồi. Khi anh đưa tay khi anh đưa mắt nhìn em trong qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như anh những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em nên anh vững bước trên con đường đời. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh xin hết. Đáp lại bạn gái có muốn hát tặng lại bạn trai không? Dạ, em được cái sở trường em là hát dở nên là em cũng tặng cho bạn trai một bài. Rồi. Này bài. Người em luôn tìm kiếm lâu nay, chế bao năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây? Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, hãy đến bên em ôm em chặt nhé anh. Cặp này về hát cho nhau nghe cũng xứng lắm đó, cũng hợp lắm đó. Rồi quan điểm về hôn nhân, về con cái thế nào? Anh thích trai hay con gái? Anh thích cả hai. Cả trai cả gái luôn, anh hơi tham luôn. Còn em sao? Mấy mẹ bé? Em thì thích đẻ ba đứa cho trong cửa, vui cửa ở nhà. Nhà anh cũng đông anh chị em nên là sẵn có truyền thống đẻ. Anh có đẻ không? Mà anh có truyền thống đẻ mà anh có đẻ không? Từ ngày trước thì ba mẹ sinh được 4 thì giờ là mình không thể thua kém được nhiều nên là mình 3 là hợp lý ạ. Em ở Bình Thạnh nhưng mà em sống ở Tân Bình gần sân bay á. Còn anh là anh gì mà sinh sống quận 9 luôn đúng không? Đúng rồi. Là cũng xa. À, cái từ quận 9 mà lên gần sân bay thì cũng không phải là cái khoảng cách xa lắm em. Tại vì em cũng ngại lên xa. Em trai làm xây dựng đó. Dạ em làm xây dựng. Hay đi lắm á, có ghen không? Dạ có. Nhưng mà nãy nghe anh nói là anh không hút thuốc cũng không uống rượu hả? Đúng rồi, anh không hút thuốc không uống rượu. Vậy sao làm xây dựng? Em nhớ xây dựng là cũng nhậu dữ lắm. Nó cũng phải có người nọ người kia. Chứ anh có phải đi công trình nhiều không? Anh cũng phải đi công trình, anh thi thoảng anh đi xuống dưới Long Khánh thôi. Tính em hay ghen á, thì ví dụ như anh đi công tác xa thì anh sẽ làm cái gì để trấn áp em để em đỡ gọi là đỡ bị lung lay tình cảm? Thì vừa nãy anh cũng chia sẻ rồi, anh xấu trai nên là chắc là không ai theo nên em cứ yên tâm là không sợ cái vấn đề ghen này. Em hiện giờ em đang ở với ai? Em ạ, dạ em đang ở cùng với đứa em làm chung công ty. Trai gái? Trai gái. Trai ạ. Ở chung viên trai hả? Dạ vâng. Lâu chưa? Khoảng 1 năm rồi. Thân không? Cũng thân ạ. Có tình cảm nhau không? Tình cảm đồng nghiệp thôi. Còn tình cảm kia thì chắc là không rồi. Hai đứa có ngủ chung giường không? Chung chăn chung gối luôn thôi.
Bây giờ là các cô gái lên đây cứ nói anh Quỳnh Linh phải kiểm tra cái vụ đó, bởi vì nó giờ nó nguy hiểm lắm, chung chăn chung gối luôn, chung giường luôn hả? Không, hít vừa nãy em đã hít đất rồi, như là chứng tỏ là hít đất men rồi. Hít đất không nói lên điều gì hết. Thì cái mà ấy thì em cam đoan là 100% là men luôn á. Dạ, em nói với em gái đi, cam đoan với em gái đi. Anh cam đoan với em là anh 100% là con trai thực sự luôn. Chị hỏi em nè, 100% con trai thực sự, mà tại sao em quen mối tình nào cũng có 1 tháng 2 tháng là chia tay vậy? Thì nó cũng có nhiều cái yếu tố nó tác động lên. Ví dụ cụ thể là tại sao? Tại sao cũng... mà mình vẫn ế, không tìm được người khác? Chắc là... Tại ngủ chung giường với bạn kia hoài hay sao? Không, do cũng môi trường công việc em nữa. Giờ có người yêu nè, giờ đi chơi bạn này nè, quen nhau nè, bạn kia có ghen không? Nó thôi rồi mà. Em thôi với nó rồi hả? Dạ vâng. Vậy hai người còn ngủ chung phòng không? Chị, anh hỏi là thằng cô em à? Ờ. Cô em chắc là nó ghen đấy, bởi vì nó ghen là em có người yêu chẳng hạn. Không có nó gì phá cả. Em không? Chắc là nó phá đấy, nó phá ném thành. Ví dụ như nó mà biết được Facebook hay Zalo thì nó vào nó ném đá. Trời ơi. Bạn gì thân gì mà tốt quá vậy? Dạ, nó cũng đi cùng em kìa, dưới kìa. Đâu, đứng lên coi em trai. Chung giường, chung gối 1 năm nay đó hả? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, để dẫn chơi em chút xíu thôi cho vui nha. Dạ. Bây giờ mình nói chuyện qua lại một xíu á. Tụi em dành cho nhau một cái lời nào đó để chưa nói thật lòng của mình, để chúng ta chinh phục cái người đối diện có thể bấm nút. Anh thì đến đây thì cũng với tinh thần là rất là chân thành để kiếm một người vợ là cho đi và đi hết đến cuộc đời còn lại của chúng mình. Này, anh hứa anh sẽ làm cho em được hạnh phúc. Hết thời gian. Để tay nút bấm đi. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta phải làm gì đúng với trái tim mách bảo. Bấm nút bằng con tim chứ không phải bấm nút vì bất kỳ điều gì. Suy nghĩ cho kỹ, bởi đây là tương lai, là hạnh phúc của các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Chúc mừng. Bắt đầu xin bác đi. Bắt đầu xin bác đi. Cháu xin phép bác cho cháu và em Phương được làm quen với nhau. Và cho xin phép cho cháu được hôn em Phương ạ. Dạ, cảm ơn em. Kìa, thích lắm rồi. Đừng có ném đá anh ta nha. Đỏ hết trơn luôn kìa. Coi chừng nữa nha, kiểm tra lại nha. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi. Rồi, hai bạn giới thiệu đi, chào em gái. Dạ, em chào chị Quỳnh Linh. Em chào anh Cát Tường. Chào. Dạ, em xin lỗi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn ở có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình và em đến từ Bến Tre ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên phòng xử lý nợ của công ty FE. À, dạ. Bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hiếu, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc tại Tân Bình, làm nhân viên kỹ thuật bên truyền hình cáp SCTV. À, Hiếu làm kỹ thuật truyền hình cáp ha? Dạ. Quê em đâu Hiếu? Dạ, quê em ở Long An. Long An. Hiện đang làm việc ở Tân Bình. Hồi hộp quá hả? Dạ. Hiếu hơi rung quá nha. Điểm mạnh điểm yếu của Hiếu là gì? Dạ, điểm mạnh của em là lanh lẹ hoạt bát, có khả năng học hỏi được cái mới. Em là kỹ thuật, bởi vì nếu mà điện nước gì trong nhà hư là một tay em làm hết. À, có khả năng nấu ăn thì cũng hơi ngon xíu. Dạ. Nhược điểm trong công việc thì hay, có nghĩa là mặc dù đó biết mình biết nhưng mà hơi hấp tấp nên cái đó là điểm yếu của em. Hơi hấp tấp là nó cũng hơi sai sót đúng không? Dạ. Ủa, làm điện hả em? Dạ, làm điện. Làm điện mà hơi hấp tấp rồi bị điện giật còn nào? Không, nhưng mà hấp tấp cho một số trường hợp thôi chị ơi. Chứ trong nếu mà cái nào nguy hiểm là phải cẩn thận. À, vậy là chưa có bị điện giật phải không? Dạ, hồi xưa giờ làm thì chưa có bị điện giật. Thử hôm nay nắm tay bạn gái thì coi. Ủa là thế nào? Sao? À, nắm tay bạn gái là điện mới giật đúng không? Dạ. Rồi, hy vọng bữa nay em bị điện giật. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em là trải qua 2 mối tình ạ.
Mối tình đầu tiên của em là từ năm lớp 11 đến năm 2. Rồi mối tình gần đây nhất? Dạ, mối tình gần đây nhất là cách đây nửa năm rồi chị. Cách đây nửa năm? Dạ. Mình quen được bao lâu? Dạ, cũng quen được nửa năm. Có đại gì cũng chưa sâu đậm gì lắm hả? Dạ, lúc đó giống như là bị ảnh hưởng cái mối tình đầu nhiều quá cho nên mối tình thứ hai nó... Rồi đó. Nó giống như không kéo dài được đó chị. Sắp tới nhưng mà em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em chưa giới thiệu cho ảnh biết? À, điểm mạnh của em thì em cũng nói chung là em cũng lanh lợi, cũng hòa đồng với bạn bè, rồi cũng thân thiện. Nấu ăn thì nấu ăn những món cơ bản thì được. Ừ. Những món nào khó khó thì từ từ em học. Rồi. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì có một cái em cũng hơi nóng tính một xíu, nhưng mà cũng dạng dễ nóng rồi dễ hết chứ không phải là nóng để trong bụng hoài. Rồi, mời bạn trai tình trường em sao? Em thì chỉ trải qua một mối tình thời học cấp 3 thôi. Sau khi học xong cấp 3 thì đặt mục tiêu là tương lai đến trước. Lên thành phố thì lo chú tâm vào việc học thôi. Sau khi ra trường xong á thì em đi làm cũng 3 năm mấy rồi. Làm ở Tân Bình mà sáng đi thì chiều về. Bởi vậy cũng không có thời gian đi chơi. Bởi về tới nhà là tối rồi. Cũng chưa có thời gian để tìm bạn gái. Rồi. Bây giờ em muốn tìm một đứa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, bạn gái thì cao cỡ 1m55 trở lên là được. Tóc dài, thì ở miền Tây. Em khoan, em cao bao nhiêu? Dạ, dạ em cao 1m69. Bạn gái cao 1m69 được không? Dạ, được. 82. Quá dữ. Vậy còn em, mình muốn tìm một cái người chồng tương lai của mình là cái mẫu như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình bên ngoài thì cũng cao ráo, sáng sủa, sạch sẽ một xíu. Tính tình thì cũng hòa đồng với mọi người, đừng có mà ích kỷ hay là gia trưởng quá. Nhưng em không thích là có mùi. Nói chung là em thích con trai thơm, em thích con trai thơm. Thích con trai thơm, mình đâu có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Rồi, nói chung là chút phải biết á, thơm. Không sao đâu, chàng trai bên đây là sạch sẽ, dễ thương, đẹp trai, hiền hậu. Em ghét thích cái tính gì của đàn ông? Dạ, em ghét là ích kỷ với lại gia trưởng. Cái đây có ích kỷ không? Cái đây không có anh ơi. Đây không có đâu, thoáng lắm, nhìn nó phóng khoáng không? Gia trưởng không? Không có gia trưởng. Em không chừng em là làm chủ luôn, em là gia trưởng luôn á. Cái đó chắc về mình mới biết chứ. Anh định hiền lắm. Dạ. Không? Dạ. Vậy còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Nói chung là sơ sơ là như vậy. Còn tính tình hay là hợp nhau hay không hợp nhau thì sau này về. Em là quê đâu quên rồi? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre, vậy là đi qua Long An rồi tới Bến Tre. Dạ. Gần xịt luôn á. Thôi được rồi, đàn gái dễ thương lắm. Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn kết hôn? Dạ nếu được thì tầm khoảng, em muốn quen tầm khoảng hơn một năm. Hơn một năm? Dạ. Em muốn lập nghiệp ở đâu? Dạ Sài Gòn cũng được hoặc là quê cũng được, quê ở đâu được. Cũng được. Làm dâu được không em? Dạ làm dâu. Làm dâu cũng được, nhưng mà mong là cô đừng có khó khăn với em quá. À, dễ lắm, bây giờ mấy mẹ chồng cưng con dâu lắm. Dạ. Rồi. Chào chị Cát Tường. Rồi, chào em trai. Cao hả? 1m82 hả? Sao dạ. Mặt này quen quá như tôi gặp ở đâu rồi vậy ta? À, mà sao cao ốm quá vậy em? Dạ, hồi xưa thì em cũng mập lắm, mà tại thời gian sau này á, ra trường đi làm thì đặt mục tiêu dữ quá, bởi vì làm thêm nhiều thứ quá nên hồi xưa là tới 70+ kg nữa chị. Giờ nhiêu? Giờ cũng còn 68 kg à. Rồi, cố gắng bồi dưỡng cho mập lên chút ha. Dạ. Rồi mình sẵn sàng cho kết hôn chưa? Dạ, lâu? Nếu mà có thể thì qua năm sau chị. Qua năm sau? Dạ. Và mình muốn lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, rồi vậy là hai vợ chồng lập nghiệp tại thành phố đúng không? Rồi vậy được rồi đó, ổn định ha. Vậy là ta đi với ai? Đúng dạ, ý em với đó. Cậu với mẹ. À dạ chào cô. Dạ con chào cô. Chào MC Quyền Linh và các Tường. Dạ. Và các bạn trong trường quay. Minh Hiếu nó rất ngoan hiền với nó có biết chăm lo cho gia đình. Thấy bạn gái bên này cũng dễ thương, thấy cũng được đó. Cô muốn làm dâu không? Hai đứa nó muốn làm dâu là muốn ấy cầu sao cũng được hết. Dạ, dạ con cảm ơn. Rồi à, em đi với ai? Dạ em đi với lại cô của em và mấy đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp cô em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Chào bạn Hiếu, chào gia đình bên đàn trai. Chào các bạn khán giả tại trường quay. Cô thấy bạn nam bên đây cũng được hoạt bát vui vẻ. Thì có gì thì hai con có thể tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân cũng được. Có ý kiến của bạn đồng nghiệp đi chung với em không? Dạ bạn đồng nghiệp. Rồi mời em gái. Rồi ai cũng xin hết. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bên họ nhà trai và tất cả các bạn ở trường quay. Thế em thấy là anh Hiếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng xứng với chị. Tính tình thì cũng như là cô Tuyền là vui vẻ hoạt bát. Cho nên là em thấy nếu mà hai người muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì hãy thử bấm nút hẹn hò đi.
Rồi, cảm ơn gia đình mình ha. Rồi bây giờ thì hãy kéo hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Dạ, em chào anh. Chào. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Dạ, cảm ơn anh. Ông hai đứa đứng kế bên thế coi sao, đứng sát bên coi sao. Như hai cái tre vậy. Chào khủng khiếp. Trời ơi. Rồi, bắt đầu câu chuyện hôm nay nha. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Nếu mà hẹn được hồi được thì em rảnh vào thời gian nào trong tuần? Dạ, em thì em đi làm rảnh sau 6 giờ tối anh. À, anh cũng vậy, 6 giờ tối thì mới rảnh thôi. Dạ. Cho nên quen người yêu mà đi chơi nhiều quá em cũng không đi chơi được. Bình thường mà sau khi đi làm về thì em thường đi đâu? Dạ thường em đi cà phê với bạn bè, còn hôm nào không đi thì về nhà ngủ sớm. Anh thì sau khi làm xong thì nhà chạy thẳng về nhà thôi, cơm nước xong rồi ngủ nghỉ sáng hôm sau làm tiếp thôi chứ cũng không có thời gian. Nếu mà quen thì tối thì mình hẹn hò ở thành phố. Dạ dĩ nhiên thành phố là anh. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng nói chung là cũng hợp với em. Dạ. Ủa mà anh đi làm đó anh ở trọ ở đâu anh? Không, đi làm mà về nhà luôn. Tại từ nhà lên đây có 40 phút à. Sáng chạy từ Long An xong chiều chạy về. Sáng chạy từ Long An chạy về. Ủa vậy hẹn hò rồi tối hẹn hò rồi sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ nha, em có phòng. Vậy là trời ơi. Bây giờ là thử coi cái này có điện giật không. Chỉ cho cơ hội em bị điện giật nha. Dạ. Rồi. Nắm tay bạn gái coi cảm nhận nha. Nắm lâu lâu nhắm mắt lại coi giật có điện, điện có giật không. Sao anh cười không vậy? Có rung quá chị. Có rung hả? Dạ. Sẵn nắm tay nói gì với cổ luôn đi. Hôm nay thì đến đây gặp được em thì chắc là cũng một cái duyên nào đó. Thì thôi thì ta hẹn hò với nhau đi. Tìm hiểu thì nếu mà hợp thì sẽ tính tới chuyện tương lai. Dạ. Có gì nữa không? Vậy đó hả? Có món quà gì cũng tặng bạn gái không? Cầu hôn hay là đọc thơ hay hát hò gì? Hát một bài đi. Rồi. Làm vợ anh nhé nha. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc mày. Em hát cũng hơi dở chị ơi. Không sao rồi, làm lại nè. Sao em cũng vậy, được em cũng vậy. Bắt đầu. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi hãy lại gần anh đi, em ơi. Quên rồi chị, cùng quá. Dạ không, vậy được rồi. Hát lại. Dạ em hát lại hả? Đường vào tim em mỏi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu sao anh không đến. Rồi. Thấy chưa, gặp bạn gái ga lăng chưa? Anh đừng có về, nhà em có phòng. Câu đó hay lắm đó nha. Không có dễ gặp câu đó đâu nha. Cơ hội là tấn công đó. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút hay không á, là em nói một câu gì với cô ấy, nói từ trái tim của mình, bây giờ suy nghĩ gì, mong muốn điều gì cô ấy. Nhìn em thì đẹp hơn trong tưởng tượng hồi nãy giờ có anh ngồi bên đây. Thì mong em hãy cho anh cơ hội. Thì em cũng mong là chúng ta cho nhau cơ hội. Hết thời gian luôn. Cười dễ thương quá. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Rồi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rất hợp lý, nắm tay nhau nào. Hợp lý không? Rồi quá cao. Kiếm đâu ra cặp xứng đôi vậy không biết nữa. Ôm đi. Gương mặt các bạn rất là phúc hậu nào. Xin phép em danh hồng. Xin phép, xin phép. Vừa tập dễ sợ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Gì mà reo hò dữ vậy? Trời đất ơi. Làm gì trời? Rồi,
Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi. Mời bạn gái giới thiệu trước nè. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại bệnh viện. Quê Châu ở đâu? Quê em ở Cần Thơ nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Rồi mình đang làm việc ở quận mấy em? Dạ, bệnh viện quận 3 chị. Quận 3, rồi mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây mời. Mai làm như Long Thành thọc chuồng hay gì? Cái gì? Gì vậy? Có giới thiệu không? Chưa, từ từ đi. Trục trặc hả bạn trai? Trục trặc cái gì đi? Trời ơi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Các quý vị khán giả và các bạn hỗ trợ chương trình. Mình tên là Nguyễn Huy Hảo, năm nay mình 29 tuổi. Quê quán ở Hà Nội nhưng mà mình sống ở Hồ Chí Minh rất là lâu rồi. Hiện tại thì mình đang ở quận 8. Công làm việc công việc gì? Dạ, công việc chính của em là về marketing. Hiện tại em đang phát triển dự án về giáo dục ở trường đại học tài chính marketing quận 7. Vậy mà nãy tưởng nó nuôi bò. Thôi được rồi, về rồi bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi hai bạn. Mời bạn gái. Ưu điểm của em là rất là chân thành. Em hiền và biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe mọi người. Rồi. Dạ. Khuyết điểm của em thì hơi sợ đứng trước đám đông. Em ít nói. Hơi nhút nhát ha. Dạ. Rồi. Với lại em nấu ăn không có ngon cho lắm. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với gia đình, ba mẹ với anh chị em. Mời bạn trai giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, em xin giới thiệu sơ bộ về cái ưu điểm của em. Cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn. Nhưng mà em thích nấu thôi, không thích dọn. Nên nếu mà bạn nữ dọn là em sẵn sàng nấu. Trời, ở bên đây thì không biết nấu, em dọn được không em? Dạ được chị. Dạ bên đó ảnh nấu cho em ăn rồi em dọn. Dạ. Rồi còn gì nữa không em trai? Dạ, cái thứ hai là khả năng của em trông trẻ rất là tốt. Em rất là thích chơi trẻ con. Ưu điểm nữa là em là người dễ thay đổi, dễ lắng nghe và không bao giờ cố chấp. Gì lạ? Dễ thay đổi là sao? Tức là mình thích nghi được với lại môi trường sống đó chị. Mình dễ bị tha thứ hơn chứ không có cố chấp là phải đi theo một cái. Chứ trong tình yêu mà đó. Dễ thay đổi là mệt lắm nha. Dạ. Tiếp khuyết tiếp. Điểm. Dạ, khuyết điểm thì hơi nhiều nhưng em chỉ nôm na khoảng 3 cái thôi. Thí dụ? Dạ, cái đầu tiên là em nói nhiều lắm. Nếu mà ngoài công việc ra mà em rảnh á là em nói dữ dằn lắm. Nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 từ ngày. Trời ơi. Khuyết điểm gì nữa? Thứ hai là nóng tính. Ở đây á là khi em làm việc á thì em muốn có một không gian yên tĩnh. Nên là cứ để em làm thôi, đừng có đụng vô em thời điểm đó. Em có thể rất là dễ bị cáu. Chứ ngoài công việc ra thì bình thường. Rồi thứ ba. Dạ, cái thứ ba nữa là về cái độ lãng mạn. Hiện tại em 29 rồi. Nếu mà bạn gái đòi một sự lãng mạn ở hiện tại thì rất là khó. Tại vì hướng ở bây giờ chỉ là xây dựng gia đình thôi và phát triển sự nghiệp về con gái sau này thôi. Phải làm sao cho người ta, phụ nữ biết là mình thương yêu, mình chăm sóc người ta chứ. Lãng mạn là... em có rất là, anh thấy hôm nay mặc đồ là anh biết em chu tính cỡ nào rồi. Rồi. Em đảm bảo là bạn đã quen em là một ngày chỉ cười. Vậy được rồi. Rồi thôi vậy cũng được. Bạn gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình rồi chị. Bao lâu rồi em? Khoảng 7 năm. Em chia tay 3 năm rồi chị. À, 7 năm sao lại phải chia tay vậy em? Dạ, chắc là tụi em không có duyên. Tại vì tụi em quen là từ lúc còn đi học á. Cho nên tới lúc ra kiếm việc làm được rồi thì mấy bạn nó cũng tìm người khác luôn. Nói chung là tình yêu 7 năm nhưng mà của thời tuổi trẻ, thời còn đi học, đúng không? Nó cũng chưa đủ sự chín chắn. Rồi, bạn trai mình có mấy mối tình? Dạ, em thì thuộc loại thanh niên dễ dãi, dễ bị dụ lắm. Em quen đến giờ là 16. Nhưng mà chính thức quen là 6. Yêu thì 1. Chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi chị. Quen được 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi là cũng dài lắm à. Dạ, đây là mối tình mà nếu mà nhắc lại em cũng... Thật sự em chúc phúc cho cô bé đó rất là nhiều. Cô đó có gia đình chưa? Dạ, cuối năm nay cưới. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện mới đi. Đừng tính chuyện cũ nữa. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một bạn trai chân thành. Tại em ít nói á, nếu bạn ấy vui tính một chút thì tốt. Nói nhiều như anh đó được không? Anh nói là 10.000 từ một ngày đó. Được không em? Dạ chắc là được. Còn gì nữa không em? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc á chị. Em có hút thuốc không? Dạ hồi 5 tuổi có hút mà giờ bỏ rồi. 5 tuổi có hút. Này biết hài hước ghê ha. Coi như không có hút đó em. Rồi còn gì nữa? Còn gì nữa? Về ngoại hình. Em thích bạn trai cao hơn em khoảng 1m6, 1m65 gì đó là được rồi. Ngoại hình trung bình thôi. Rồi bên này bạn gái mẫu người cũng rất là đơn giản, chỉ cần bình thường là được. Bạn trai sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ mẫu người lý tưởng của em hiện tại là đơn giản cực kỳ luôn. Em kiếm mẹ cho con em và đặc biệt là kiếm con gái cho bố mẹ em. Vậy thì là người yêu lý tưởng của em như thế nào? Dạ mẫu người yêu lý tưởng của em thì hiền, biết chăm sóc gia đình, hy sinh bản thân của mình cho gia đình. Là ví dụ như chồng đi làm thì vợ có thể ở nhà chăm con, tại vì chăm sóc con cái là cái nền tảng rất là
Ủa là sao? Là cuối cùng là không cho người ta đi làm hả? Dạ tại vì bây giờ mà có lấy về thì cũng làm chung với công việc với em thôi. Em cũng hoạch định sẵn công việc rồi, làm chung với em hoặc làm công ty bình thường. Nhưng mà sinh con là nên tập trung chăm con trước, cho nó cứng 1-2 tuổi rồi đi làm muốn sao cũng được, thoải mái. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân? Nhanh nhất thì năm sau. Tại vì em bây giờ 29 rồi, điểm đẹp của em là 30, thì cứ năm sau là được. Mà ý tưởng gì bữa nay về vậy? Dạ em cũng muốn nhắn nhủ đến bạn gái á, khi mà cố gắng luôn luôn có sữa cho con bú. Tại vì em nói là nếu mà vợ ít sữa thì chồng có sữa. À ok, cũng bình thường đó. Dạ cảm ơn chị. Rồi để anh xem coi đàn gái cô có hợp với anh đây không nha. Đàn gái người ta ngon lành, điềm đạm, thùy mỹ, nết na. Đàn gái. Dạ em chào anh. Xinh ha, xinh xắn ha. Em ơi, bây giờ em nghe bạn trai nói thì em cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy anh ấy cũng vui tính. Vui tính đó. Dạ. Tính toán cũng kỹ lắm, giỡn giỡn chơi vậy thôi. Chứ một con người lập trường cũng khá vững đó em. Dạ. Muốn lấy chồng sớm không? Dạ muốn anh. Em muốn hả? Đó. Một năm nữa không được không? Dạ được, càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt ha. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét con trai ba hoa, nói mà không có làm được. 10.000 từ có ba hoa không? Dạ kể chuyện hai không à? À đó, kể chuyện hai nói chuyện vui thôi. Anh thấy cũng ổn đó, cũng vui đó nha. Dạ. Rồi mình khảo sát ý kiến người thân nữa làm cho hai bên gặp mặt luôn. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị gái. Rồi cho chị gặp mẹ em. Tôi xin chào MC Huyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Tôi rất là vui khi được gặp bạn này là thấy là ưng ý. Dạ ưng ý hả cô? Dạ. Dạ. Như để cho chị góp ý thêm. Dạ. Chị ruột á hả? Thấy em rể tương lai sao chị gái? Theo em thấy là em rể tương lai là được. Có thể là bù đắp lại với lợi trong những lúc mà bé Châu ít nói á, có người cũng nói lại cho vui cũng đỡ. Châu, nhìn khuôn á. Ừ, thích à, rồi đó. Nhà, thích khuôn á. Cảm ơn gia đình bên đàn gái. Dạ, cảm ơn cô với lại chị rất nhiều. Rồi, đàn trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay em đi với lại bạn và cháu của em. Dạ, đáng lẽ hôm nay là ba mẹ em đi á. Nhưng mà sáng nay có bệnh nhân đột xuất á, nên mẹ em phải ở nhà khám bệnh á. Nên là mà nãy giờ là mẹ gọi miết à, hỏi tình hình sao rồi cũng dữ dằn lắm. Mẹ em là bác sĩ hả? Dạ, đang làm phòng khám nên là không có bỏ bệnh nhân đi được. Thôi bây giờ cho gặp bạn với gặp cháu đâu, cháu đâu? Dạ, con tên là Ngô Minh Đức à, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường và chào tất cả khán giả. Trời, giỏi ta. Rồi, cô chào con. Rồi, nãy giờ con coi là con có nhận xét gì về hai cô chú ngồi trên này? Dạ, cậu con thì cũng ít nóng tính. Con cũng hiếm khi thấy cậu con nóng tính lắm. Thì cậu cũng hòa đồng và mỗi lần mà có tiệc gì đó là cậu đều là trung tâm của bọn trẻ con. Ghê vậy hả? Trung tâm bọn trẻ con hả? Dạ. Còn con thấy mợ là sao? Cũng tốt bụng hiền, chắc là cũng hợp với cậu con. Ghê ghê. Rồi cho gặp bạn đi. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và quý khán giả ở trường quay. Em tên là Vũ, là bạn của Hảo cũng rất lâu, từ cấp 2 rồi. Thì tính tình của Hảo thì như mọi người thấy rất là vui vẻ, lại biết nấu ăn nữa. Mà Châu bên đây thì không biết nấu ăn thì không sao đâu. Còn cái phần mà sau khi nấu ăn mà ai mà dọn dẹp thì không sao đâu Châu. Em dụ nó một hồi là nó cũng dọn hết à. Cho nên em thấy hai người có thể tiến tới được nhau. Em xin rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Cái trả bạn lại nào, trạng thái ban đầu. Chuẩn bị, mở rào. Bắt đầu âm nhạc. Đó. Trời đất ơi. Rồi, ngồi trên đây đi em. Rồi thấy được ngồi không? Thôi, đó. Thường thường là nhà trai cô chú rể đó, đàn gái tự mở kiểm tra coi. Mở mặt cô dâu. Anh ấy là ai? Bên đây cô dâu mở mặt chú rể xỉu luôn. Hú Hà. Đó, Hú Hà. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Nè, cảm ơn ta đi. Anh có một món quà, cuốn này nó như cuộc đời của anh vậy á. Anh mới viết được trang đầu tiên khi anh gặp em thôi. Anh đợi em khoảng 3-4 tháng nay rồi. Anh hy vọng nếu em can đảm thì em cùng anh viết tiếp cuộc đời còn lại của anh trong cái cuốn sổ này. Dạ em cảm ơn. Rồi chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Bạn rồi. Gái cảm giác thế nào khi lần đầu tiên gặp bạn trai mà trong một hình hài rất là dễ thương như vậy?
Hơi bị bất ngờ. Lần đầu tiên em gặp người vui tính như anh. Anh cảm ơn lời khen của em. Thật ra lúc mà nhìn em á, anh cũng hơi hết hồn. Anh dặn chương trình rồi, kiếm xấu xấu thôi, cho dễ bấm nút. Kiếm vậy khó quá, không biết được cơ hội không. Chưa gì mất tự tin rồi. Anh muốn hỏi em một câu á. Dạ. Nếu mà mình mà có thể có cơ hội mà tiến tới hôn nhân á, thì em muốn để con trai hay con gái? Nếu câu trả lời là gái, anh sẽ đến ôm em ngay luôn. Em thích cả trai lẫn gái, nhưng mà con gái đầu lòng thì tốt hơn anh. Em giống y chang anh, nhà anh cuồng gái lắm. Đâu, ôm ngay luôn đâu. Thôi để em ôm đại đi. Trời ơi, cởi bộ đồ đó ra. Ông bận bộ đồ đó, ông giấu cái body của ông ở trong em sao? Em muốn nhìn cái body của ai anh mà không? Biết được là vô sao mình nhìn sao cũng được anh. Này gì đây anh, gì đây? Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Wow, anh thấy chữ chồng tương lai nó bấm nha. Đứng kế bên đọc cho bạn gái. Không, em không bị không gỡ được. Dạ. Bò nó cũng biết mở thư nữa ha. Mở cho. Đứng sát bên bạn gái đọc, bạn gái viết cái gì cho bạn đó. Dạ. Gửi người sẽ nắm lấy tay em bước tiếp đoạn đường sắp tới. Chồng ơi, anh có biết em đã đợi bao lâu để được gọi lên hai tiếng này không? Em là một cô gái nhút nhát, em rất sợ người lạ, sợ có ai đó sẽ bước vào làm đảo lộn cuộc sống của em. Nhưng em cũng luôn mong chờ một người sẽ bước đến nắm tay em, dẫn ép em vào một cuộc sống mới thật nhiều hy vọng và hạnh phúc. Và cuối cùng anh cũng đã đến, chào anh chồng tương lai của em. Wow. Trời ơi. Cái cặp này hình như là đâu từ kiếp trước rồi á. Rồi, cảm nhận về nhau thế nào? Bạn gái thấy chàng trai thế nào? Nói luôn đi nào. Em hơi xúc động. Cứ nói đi em, hãy nói cảm nhận của mình không sao cả. Anh nắm tay em chờ đỡ luôn. Dạ, em chờ được nói lên những tiếng này cũng lâu lắm rồi. Nãy nghe những cái yêu cầu của anh về bạn gái hay là về vợ tương lai á, em thấy em sẽ cố gắng để... Anh hiểu rồi. Anh cũng hy vọng là hai đứa có thể cố gắng làm sao để gia đình hai bên vui, rồi mình có thể hy sinh cho nhau cuộc sống, cãi nhau này nọ. Nhưng mà khi anh nóng thì em nguội, khi em đánh đá thì anh sẽ thùy mị hơn. Anh hy vọng là mình sẽ chăng hòa được cái đó. Dạ. Em muốn anh luôn luôn nắm tay em như vậy, không bao giờ buông ra hết. Được, anh tin tưởng. Tuyệt vời. Về ghế luôn, không cần nói gì nữa cả. Chúng ta tiến hành bấm nút luôn. Ngày hôm nay thực sự là họ đã có duyên với nhau. Còn phận thì họ sẽ quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chưa đếm thì bạn nam đã bấm nút rồi. Mà sao em gấp vậy? Từ từ em phải đợi chị đếm chứ. Chị chưa đếm mà phải cướp nhanh chứ gì. Phải cướp nhanh. Người ta đợi đuổi. Này, nắm tay nhau đi nào. Hôn nhau đi. Thôi em, anh xin hôn vô má của em nha. Nắm tay bò nãy giờ có cảm xúc gì không em? Nó không có nhiệt độ gì hết. Không có nhiệt độ gì hết trơn. Đó. Đây là chiếc vé xem phim để các bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng các bạn chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và phần quà dành tặng cho hai bạn đó là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC, UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Cố gắng lên nha, cặp này là chúng tôi hy vọng lắm đó. Rồi. Rồi, nắm tay nhau và đi. Đưa bạn gái đi xem phim đi. Đi xem phim, đi tìm hiểu nhau. Tôi chưa có kiểm tra được cái body của cái ông này. Một anh chàng có thể nói nó sẽ làm bơi đi rất nhiều muộn phiền trong cuộc sống. Và hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đó bạn trai. Xin giới thiệu, em là Ngũ Văn Quyền, năm nay 32 tuổi, quê quán gốc Thanh Chương, Nghệ An. Và đã vào miền Nam lập nghiệp và sinh sống ổn định tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện nay thì đang làm nhân viên tư vấn và bán hàng bên
bất động sản của Hưng Phát. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy. Em sinh năm 1990, em cao 1m57, em nặng 51kg. Em đang công tác cho đoàn thanh niên thị trấn Gia Rai của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Em có xin đoàn thanh niên lên đây để tiếp tục cái công việc học của mình, kết hợp luôn cái việc là em là một cái giáo viên dạy kèm. Những cái ưu điểm, những khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì em là một người rất là mộc mạc, em sống rất là chân chất, thành thật, khá tình cảm. Mà em thì sinh ra ở một cái gia đình em hơi bị thiếu tình cảm của một người ba. Vì ba mẹ em chia tay nhau từ lúc em mới có 1 tuổi. Bây giờ mình rất là cần một người tình cảm của một người đàn ông để bù đắp lại, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Em cũng thích tự lập, mạnh mẽ, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Dạ, có tinh thần cầu tiến cao. Khuyết điểm của em không hát được. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, em có thể đọc được một đoạn thơ. Đâu đọc thử xem nào. Phụ tử tinh thấm công thầy nghề mẹ, nọ tiếng tắm chi nặng lời. Xin mẹ rầy bỏ quá khi đồng qua, chữ bánh khi bún sốt lòng tươi. Nên nâng giấc lấy người một khi đang còn ở trên trần dưỡng thế. Vâng, xin hết ạ. Em nói thì chị, em không thích thơ bạn ấy lấy từ một tác giả nào đó bạn ấy đọc, em muốn bạn ấy tự làm thơ cơ. Bên đây người ta yêu cầu khó lắm nha, mày muốn tự làm thơ đọc cho bạn gái nghe nha. Người ta không làm thơ được, người ta mượn một bài thơ tôi đọc, xem như đó là tinh thần của mình. Mượn thơ của người khác em có thể đọc rất là nhiều. Chinh Phụ Ngâm em đọc được, Truyền Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt, như vậy là bình thường lắm rồi. Bình thường lắm rồi, bình thường. Mình thì cũng chưa sáng tác được thơ đâu. Bố mình cũng có làm một vài bài, nhưng mà mình nhớ được câu nào thì mình xin phép mình đọc một bài thôi. Đọc đi em, cho bên kia biết em. Đọc đi. Rồi là cũng thơ của bố nữa, đâu phải thơ của mình. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em ạ. Đúng rồi, đúng. Vậy hả? Anh có gì hơn hẳn đọc thơ không? Anh thấy em cũng là một con người cứng rắn đấy, và có cái tính lập trường cao đấy. Nhưng em ơi, từ miền Trung anh mang một cái ba lô vào đây để anh lập nghiệp, anh có một cái cơ ngơi, một cái cuộc sống tương đối ổn định như ngày hôm nay là anh phải tự lập hết đấy. Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Trời, đúng rồi, chính trị ở đây nữa hả? Cứ tin tưởng vào anh. Đâu phải là đọc thơ mới là bản lĩnh đâu, đúng không? Vâng, em vào miền Nam 10 năm. Em vào được 3 năm là em làm được nhà ở Biên Hòa. Và hiện tại thì em mới mua thêm một lô đất nữa rồi. Tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện. Xin giới thiệu về tình trường. Mối tình mới nhất đây thì quen biết rồi tìm hiểu thì chỉ được 1 tháng. Cũng có đăng ký kết hôn. Gia đình đôi bên cũng tổ chức đám cưới nhưng chỉ được có 6 ngày thôi. Ủa là đám cưới mới 6 ngày hả em? Vâng. Cái vụ này căng nha. Sau 6 ngày cái chuyện gì xảy ra? Hồi đó thời điểm đó gọi là bà ngoại lên thì bà nhớ con gái. Rồi bà khóc thì nói muốn xin về nhà chơi một chút. Thấy vui vui đó là bàn với em ở ngày hôm sau chơi luôn. Thì em thấy vui thì em ở thôi. Nhưng mà ở ngày hôm sau tự nhiên sáng thấy bần đồ cũng được, cũng bảnh lắm. Thế tự nhiên nó gọi cho một bà chị ở làm gì bên công an tới, đó là hai chị em rủ nhau đi chơi, đó là lấy uy tín của bà chị nói với em rằng là mời em đi chơi nhé. Nghĩa là giống như vợ không có nói hỏi ý kiến em trước mà đưa em vô cái thế, chẳng lẽ nói mà không nói nên là giận là chia tay. Ý của em là muốn đi chơi ở đâu cũng được, mấy ngày cũng được, nhưng mà phải nói cho em biết trước chút để em biết lờ đi đâu em còn kiếm. Em cảm nhận như thế nào về một người đã từng ly hôn? Đối với em thì một người ly hôn cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng là cái cách sống của người đó đúng đắn, đàng hoàng, biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 1 mối tình. Em quen anh đó từ Facebook của bạn học của em. Có một lần em đi phỏng vấn việc, có một cái từ đó là từ training. Thì em mới nhắn tin em hỏi cái người bạn trai đó. Người bạn trai đó để 7-8 bữa gì đó. Xong cái em giận người bạn trai đó. Xong trong thời gian em giận, người bạn trai đó đem số em cho bạn của anh ta ở rất là xa. Bạn anh ta nhắn cho em là cha mẹ, anh em, bạn bè là như tay với chân. Còn vợ thì như áo mặc thay ra. Không lấy cô này thì lấy cô khác. Và từ cái câu đó mà em rất là ghét cái người đó. Có những cái chuyện nó bí mật, bữa nay bật mí chút cho biết thôi. Dạ. Còn tất cả mọi điều nó là quá khứ. Bạn thích người yêu thế nào? Em thích một cái người cao từ khoảng 1m73 đến 1m75. Là người cao thượng, tri thư đạt lý, trung thủy, trung tình, biết võ công, thích làm rẫy. Trời ơi. Trời ơi, đâu ra người đó em? Biết võ công, ta đâu có đi làm rẫy.
cái mẫu hình mẫu người chung lý tưởng nào? Đi Dương quá hay là Cao Tùng Dương cũng hơi căng ha. Nên con bên đây giống Dương quá có phải yếu cô không em? Dương quá cô. Còn bạn trai thì sao, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cảm thấy dễ nhìn là được à. Anh ơi em xấu lắm anh. Lần này khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Sớm thì khoảng 6 tháng, không thì 1 năm. Suy nghĩ kỹ nha, chứ đừng có 7 ngày là ly dị nha. Cái đó là không may một chút xíu thôi. Bởi vì quen quá vội vàng, có 1 tháng cưới nhau. Đúng rồi, phải tìm hiểu cho kỹ rất nhiều. Bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với chị Hòa. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thúy là em đã từng gọi là cô. À, em trai này nói chuyện thì thấy là hai em á, là có một cái chung là rất là hay phân tích lý lẽ. Với lại Thúy nói là cần một người đàn ông biết võ và làm rẫy. Thật ra là biết võ ở đây là biết che chở lúc mà người phụ nữ cần. Biết làm rẫy ở đây có nghĩa là lúc mà khó khăn cực cùng thì là vương khổ, có nghĩa là biết chịu khổ. Yeah. Thật ra là cái câu nói á, của nó rất là thâm thúy luôn. Không nhờ cô dịch mới ra chữ thôi, chữ chữ làm rẫy vỏ này đó. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cô, với chú, với các bạn đó. Tôi chào cô ạ. Xin chào ông Tư Quyền Linh và bà Mai Cát Tường và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay. Tôi là cô của Quyền. Tôi thấy bạn gái rất là cũng dễ thương. Tôi nghĩ là bạn là người cũng có trí tuệ. Nếu mà lo cuộc sống gia đình thì bạn đủ bản lĩnh. Thì tôi nghĩ cuộc sống thì không ai là chu toàn hết, thì hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Con cảm ơn cô. Nhưng mà cô chú cho Tường hỏi một câu thôi là về cái chuyện mà ly hôn là mình đã có giấy ly dị rồi xong xuôi hết chưa? Vâng, thì do gia đình tác động là phải như thế này, phải như thế kia. Thì cộng thêm cái thời điểm mà buồn về công việc, nó công ty công việc làm ăn đi xuống á, tính là an phận để lấy vợ rồi ở quê luôn. Yeah. Nhưng mà không ngờ là qua quá trình vừa tìm hiểu ngắn ngủi để ở với nhau một thời gian rất là ngắn như vậy thì đã phát hiện ra là không có hợp nhau. Còn bản chất của Quyền thì cũng rất là tốt. Cảm ơn cô. Rồi, bây giờ thì hãy mở cửa hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để trò chuyện. Mở rào. Em cảm ơn anh. Dạ em có cái này do em tự làm. Em rất là nhiều tài lẻ em tặng anh. Nó là một cái túi để anh bỏ điện thoại. Anh thì cũng là một con người hơi thẳng tính, nhưng mà nó thật thà lắm em ạ. Anh cũng là một con người hay dễ đồng cảm, sống nội tâm lắm. Em, cái quạt này là gì? Em học võ, em chuẩn bị cái bài múa quạt. Múa đi cho nó lạ nè, múa đi cưng. Trời ơi, tôi coi chưa có đã gì tôi mới có rẹt rẹt cái hết rồi. Thôi hát đi em. Em xin hát một câu trong cái bài cải lương Bánh Bông Lan. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi nó thì thà nên nghĩ làm sao thì nói ra làm gì. Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái, anh đem theo về xứ để anh dùng. Hết chưa em? Hết rồi. Dạ, hết rồi. Trời ơi. Nếu mà được tình duyên hai anh em mình đến, anh hứa với em anh sẽ sắm một cái dàn karaoke trên 30 triệu. Ghê ghê. Uy tín tôi chương trình. Nhưng mà anh ơi, em nói thiệt luôn, nếu giọng Nghệ An, giọng của Bác Hồ thì em có thể thấy dễ nghe, nhưng giọng của anh hơi khó nghe. Anh nói được giọng Nam Bộ? Có nói được chút xíu. Anh thử nói một câu Nam Bộ được không ạ? Giọng ta hay mà, mắc gì đâu bắt người ta đổi giọng. Nhưng mà anh về anh nói với má em mà anh nói cái giọng Nghệ An, cái xong má em cứ hả, mày nói chi, má em Quảng Nam nữa. Bây giờ mình không có bắt người ta phải làm những cái điều mà người ta khó làm được nữa. Bây giờ nói chuyện tình yêu đi ha. Em cũng chia sẻ luôn là em ăn chay trường. Bạn trai thích ăn gì em không quan tâm, nhưng mà em chỉ quan tâm một cái là anh có ăn thịt chó không? Không em. 8 năm nay không ăn. Vậy là hồi trước có ăn. Vậy là trước có ăn. Hồi trước nhỏ mình không có biết. Lỡ như mà
anh lấy với em về, lỡ mà em mắc bệnh gì đó em không sanh được thì anh tính làm sao? Câu này chắc đang thử anh một chút xíu quá. Em là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính, anh rất thích điều đó. Và có những cái chiều sâu anh sẽ cố gắng hiểu. Mong em hãy cho anh một cái cơ hội để được làm một người học võ và lâm vườn tốt. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ về tương lai của mình. Quyết định là của các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời em. Nào, bấm tay nhau đi. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantis với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Nhớ nha em gái, đừng có bắt người ta làm những cái điều mà người ta khó làm nha. Ây chà, cũng khá thú vị nhưng không vui, sao vui vui tôi mà. Nghĩ rằng là trong cuộc sống nó cần có những cái điều mà gọi là trái ngược nhau như vậy, đôi khi nó sẽ là một điều đáng nhớ. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có upline bạn mới hẹn hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi upline của bạn muốn hẹn hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cái đó ưu điểm hả? Em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi. Em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Ưu điểm của em là nhiệt tình, độc lập. Em không có hút thuốc, không nhậu nhạt. Em rất là sợ độ cao với lại sợ nước à. Thường thì em cũng thích bạn trai đó độc lập. Chưa có vợ lần nào nha. À. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố.
À, em không phải là dân xử lý số liệu nên không thể xử lý trái tim anh thích em. Em không phải là dân chứng khoán nhưng mà gặp anh tim em nó loại nhịp như biểu đồ chứng khoán vậy đó. Được không? Dạ được chị. Được à, cái này lãng mạn à, được à. Rồi bạn ấy đã đồng ý chấp nhận. À, chào em trai. Dạ em chào chị. Nãy giờ đang chờ lâu vậy, cảm xúc trong người như thế nào? Dạ em cảm thấy buồn chồn. Buồn chồn, hồi hộp. Dạ. Chờ một chút xíu nữa, 30 giây nữa bạn gái của em sẽ xuất hiện nha. Dạ chị. Rồi mời em. Tiến đây là cái ghế, bạn sẽ ngồi vào ghế. Rồi khi mà hai bạn đã vào vị trí rồi thì hai bạn có quyền được mở mặt nạ ra. Rồi chào em gái, chào hai bạn. Đối phương của mình đang ngồi bên cạnh rồi ha. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, chỉ có một cánh cửa trái tim thôi. Một lát nữa trái tim mình sẽ được mở ra. Nhưng trước tiên thì hai bạn hãy tự giới thiệu về nhau, nói lớn cho đối phương có thể nghe được nha. Mời em gái. Em chào chị, em chào mẹ. Em tên là Uyên. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em vị trí của em là phân tích số liệu á, ở ngân hàng Bạn Việt. Quê em thì ở Đồng Nai, hiện em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ. Rồi em trai giới thiệu đi. Dạ em chào chị. Mình chào bạn bên kia. Em tên là Kim Phú Dũng, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra Bà Rịa, lớn lên Sài Gòn, hiện giờ em đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em vui vẻ hòa đồng và em cũng biết hát chút chút. Rồi, muốn nghe hát không? Dạ có. Có. Rồi, xin mời bạn. Dạ em hát một đoạn này em tặng chị với bạn bên kia. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi anh sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Cảm nhận về giọng hát như thế nào? Dạ đó là ẩm cao hát hay. Ẩm siêu siêu rồi nha. Tôi thấy nét mặt này siêu siêu rồi nha. Từ từ bình tĩnh nha. Điểm yếu của em là gì? Dạ em thì thường cuối tuần á, em hay ngủ nướng, cũng hay mơ. Mơ gì? Mộng du gì? Mộng du là em nói chuyện một mình. Nói một chuyện một mình? Tại em nghe ba em kể. Rồi ngồi dậy nói xong nằm xuống lại. Dạ đó hồi nhỏ, bây giờ thì em ở công ty riêng của mình thì em chưa biết. Có nghĩa là giờ phải có người ngủ chung thì mới biết được là bạn ấy có còn bị bệnh mộng du hay không. Tôi sợ là sợ. Mời bạn gái, thế em ưu điểm khuyết điểm gì? Em nói về nhược điểm của em trước nha chị. Em cũng giống bạn nam kia là cuối tuần hay ngủ nướng. Em cũng bị tính cầu thả chị. Dạ còn ưu điểm của em thì nấu ăn thì cũng tạm ổn, với lại biết quan tâm với người xung quanh. Thường xuyên nói chuyện với bạn bè, với lại quan tâm đến gia đình. Tốt. Tình trường? Em chưa có mối tình nào hết chị. Chưa có mối tình nào hết. Hồi đi học đồ tới bây giờ luôn, đi làm luôn, không để ý ai, không ai để ý mình. Dạ có, nhưng mà em mới đi làm rồi có một năm đấy em bắt đầu quan tâm đến việc bây giờ đi ra đường thấy ai cũng có bồ, có đôi, có cặp hay buồn mà mình ha, tủi thân ha. Đau tim. Dạ. Hy vọng là hôm nay em sẽ đỡ, có thuốc trị bệnh đau tim cho em ha. Dạ cảm ơn chị. Rồi thế em trai, tình trường mình sao? Dạ em trải qua hai mối tình. Dạ mối tình gần đây nhất là gần ba năm chị. Ba năm, quen ba năm mà chia tay, lý do? Dạ tại vì do cô ấy phản bội em. Giống như là cô ấy quen một người khác mà không nói rõ ràng với em. Đợi khi em bắt gặp. Em bắt gặp luôn? Em bắt gặp, xong rồi mới biết được điều đó. Có nghĩa là bắt gặp thì cổ mới là thú nhận, chứ còn dạ, trước đó là cổ giấu em. Dạ đúng rồi. Thôi, nói chung người ta đã không có còn chung thủy không bên mình nữa thì mình cũng không giữ với người đó làm gì. Dạ. Không có tiếc nuối làm gì ha. Dạ. Vậy thì hy vọng ngày hôm nay hai bạn sẽ có thể là một nửa của nhau. Nãy giờ chia sẻ nhiều rồi, đau đau đi coi hình coi. Mình có thể đoán được đối phương không? Rồi, mời em. Đau có người hình cho ảnh đúng không? Rồi đoán đi em. Xin em hãy cho bạn trai ba gợi ý để bạn ấy có thể dễ dàng nhận ra mình. Khó khó một chút. Ba gợi ý. Ba gợi ý. Trong những tấm hình đó em là người trẻ nhất. Trẻ nhất. Em hay đứng ở bên ngoài. Hay đứng ở ngoài, nói vậy ta đoán trúng rồi sao? Hay đứng thôi, hay đứng hay... trong cái tấm mà chị. À rồi, hay đứng rồi. Yeah. Cái gì nữa? Nói chung là tấm nào cười cũng tươi hết á. Cười tươi. Rồi, em cho cô ấy gợi ý để tìm em nè. Em cao ráo. Cao ráo. Dạ, anh mặc lịch sự. Anh mặc lịch sự. Anh mặc lịch sự. Mỉm cười chị. Mỉm cười. Chết rồi. Trong tấm này anh nào cũng mặc lịch sự hết. Đó ráng đoán đi cưng. Vậy mới gọi là thần giao cách cảm. Em đoán được rồi chị. Đâu? Dạ. Em nghĩ là bên này. Bên này là một. Đâu, để tôi coi.
Hay quá, cầm đi em, một chút xíu mở cửa ra là em biết liền đúng hay không. Còn em chắc là anh này đâu, để coi biết. anh nào anh đây này. Dạ rồi bây giờ đoán xong rồi ha, giữ kết quả đó đi, một lát mở cửa ra coi mình bị phạt hay là mình được thưởng nha. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Mẫu người lý tưởng em nói về ngoại hình trước nha chị. Ngoại hình thì cao hơn, cao khoảng 1m68 trở lên. Tại em cao 1m60 rồi, nhiều khi em còn đi đôi guốc nữa. Rồi có đạo Thiên Chúa, tại vì em theo đạo Thiên Chúa. Em đạo gì? Em đạo Thiên Chúa. Quá tốt rồi, chúc mừng hai bạn. Tiếp về tuổi, em muốn một người lớn tuổi hơn em, tại vì em đối với người thân quen ấy thì hay nhõng nhẽo nên em muốn một người trưởng thành. Thì lớn em hơn 6 tuổi được chưa? Quá được rồi. Rồi gì nữa? Về tính cách thì anh đấy đừng có không gia trưởng, không cờ bạc với lại gái cũ. Còn rượu chè với lại hút thuốc thì có một điểm dừng. Ví dụ mình uống được 5 chai thì thôi mình uống 3 chai thôi, mình biết đường về nhà. Rồi em. Đối với em thì con gái lý tưởng của em biết quan tâm chia sẻ, hiền lành và lễ phép với người lớn. Ngoại hình, về ngoại hình. Về ngoại hình thì cao tầm 1m55 trở lên thì thường chị. Rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ là càm ràm chị. Càm ràm nó nhiều á, lèm bèm á. Dạ, nói một câu thì em hiểu rồi, hoặc là về nhà nói với em á, cứ đứng trước đám đông mà cứ nói đi lại từ một từ nữa. Rồi. Với lại giả dối. Giả dối. Dạ, không chân thật đó chị. Nói vậy em tự cảm nhận là em nghĩ là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái mong muốn của anh? Tại vì nhiều khi anh nói như vậy nhưng mà cảm xúc của anh khi nhìn em nó lại khác nhau. Em tự nhận xét của em thôi, chắc cỡ khoảng được 60% thôi. Vậy được rồi, có càm ràm không? Dạ không. Với lại ví dụ mà mình có việc gì với nhau ấy thì mình về nhà mình nói chứ không nên nói ngoài đường. Ok. Các bạn bây giờ nôn nóng lắm rồi, không có mất thời gian lâu nữa, tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy nhau qua cánh cửa trái tim này. 1 2 3. Hãy nhìn xem phỏng đoán của mình đúng hay sai. Anh đây, anh có món quà tặng cho em. Dạ, anh cảm ơn anh. Anh có thể đeo nó cho em không? Dạ, tùy anh thôi ạ. Wow. Được nóng không? Nó hơi lỏng. Không sao, mình sẽ về mình bóp nó vào lại. Ê, em không có muốn quà tặng anh, em tặng em một quyển sách ạ. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi, giờ mình thấy mình chọn đúng người không? Dạ, em chọn đúng rồi ạ. Bên đây chọn đúng đó. Em chọn sai. Em chọn sai. Em bị xin phạt lỗi. Bây giờ phạt cổ gì? Nhéo lỗ mũi, nhéo lỗ tai, búng má. Dạ thôi vậy nhéo má. Nhéo má, rồi. Xin phép anh nha, nhẹ nhàng thôi à. Trời ơi, cái gì nhéo, có thấy nhéo đâu. Dạ nhéo rồi. Nhéo mạnh vô đàng hoàng. Dạ thôi, đâu. Nựng, nãy chưa có đụng luôn á. Dạ. Nựng lại. Dạ rồi, nha, xin phép nha. Trời ơi, nhưng mà cứ bụi vô sợ ta đau rồi. Được rồi, ngồi xuống. Rồi bây giờ thì hai bạn sẽ có một ít phút trò chuyện với nhau về quan điểm tình yêu của mình. Dạ. Và bây giờ thì Cát Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn trưa. Dạ. Trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Món ăn mà ngày hôm nay các bạn được thưởng thức đó là món cơm trộn tại Aori Ramen với lòng đỏ trứng có hàm lượng vitamin rất là cao, được kết hợp, được chế biến với là cơm nóng nè và một chút thịt nữa, đem lại một mùi vị rất đặc biệt không thể nào cưỡng lại nổi của món cơm trộn. Chị Tường nhìn là Tường còn thấy thèm và đói bụng nữa. Tường cũng đi tìm cơm trộn để ăn đây. Bây giờ hai bạn hãy trộn lên cho trứng nó hòa vào với cơm nha, trộn thật đều và thưởng thức món ăn này. Và nhớ đừng quên trò chuyện tâm sự với nhau nha. Dạ. Rồi, mời hai bạn. Anh sao mà đoán được em hay vậy? Tại vì em nói với anh á là em cười rất tươi, em nói là em đứng bên ngoài bìa nên anh đoán chắc chắn hình này rồi. Em quan niệm về tình yêu như thế nào? Tình yêu đối với em thì phải chung thủy, với lại khi mà mình ở cạnh người yêu mình á, mình không cảm thấy bị áp lực, giống như kiểu là mình đang ở với một người thân của mình. Muốn chia sẻ, có cảm xúc thì mình muốn chia sẻ chứ mình không phải bị áp lực là ABCD XYZ gì đó. Anh thì cũng vậy, anh muốn được chân thật, cái gì mình nói rõ ra với nhau. Dạ, đúng rồi. Mình không giấu giếm gì hết. Dạ, tính của em là có cái gì thì nói thẳng với nhau, đừng có giấu giếm. Với lại em làm một cái hành động gì đó anh không thích thì anh không nên nói ngoài đường, đợi ra một chỗ nào mà chỉ có hai đứa thì nói thì ok hơn. Anh thích điều đó đó, chính anh đã nói điều đó mà. Dạ. Em mời em cứ. Dạ vâng. Ủa, anh làm cái gì ở Long Thành ạ? Anh làm bên bảo trì máy móc á. Anh làm việc rồi anh ở đấy luôn hả? Tại vì nhà anh thì Bà Rịa. Cuối tuần anh về anh thăm ba mẹ. Từ Long Thành chạy về đó chắc tầm 50 phút à. 50 phút hả? Thường ngày mình làm mệt thì mình ở đó cho khỏe. Dạ. Anh mời em nha. Dạ anh đi. Uhm,
tương lai anh có dự định anh lên Sài Gòn làm việc không anh? Trong tương lai thì anh suy nghĩ gì đó. Tại anh đang nghĩ là anh làm công ty Happy Vũ á. Công ty của chị gái của anh. Nên anh đang tập trung làm ở đó. Mình làm thì mình cố gắng mình đi lên từ từ. Chứ mình đâu có dậm chân tại chỗ. Dạ đúng rồi. Hình như anh nói anh ngon hả anh? Anh ngon thì đúng là ba mẹ và mọi người thì có nhiều người thưởng thức khác nhau. Thì nếu có dịp nào thì anh thử nấu cho em ăn, em cảm nhận như thế nào. Tại anh chưa biết được khẩu vị của em mà. Dạ. Cơm ngon không? Cơm dạ ngon chị. Mùi vị của cái món cơm trộn này như thế nào? Dạ thơm. Thơm. Anh có vị là đậm đà, nó xuống cổ họng cảm thấy nó đậm đà. Béo, béo trứng, béo béo ha, ngon ha. Trò chuyện nãy giờ cũng thoải mái, vui vẻ ra ha. Bây giờ mình chơi một trò chơi nhỏ nhỏ. Chị Tường có một số những yêu cầu ha. Bây giờ các bạn sẽ bốc thăm, nếu mà ai bốc trúng cái nào thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu trong đó. Dám chơi không? Có lợi cho các bạn thôi hà, không có lợi gì cho Tường đâu. Mời bạn gái trước nè. Đọc lớn lên yêu cầu của mình. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Em suy nghĩ coi làm cái gì lãng mạn cho anh ấy nè. Em nói một câu nha chị. Nói một câu. Dạ. Mà anh ấy phải thấy lãng mạn mới được nha. Đồng ý không? Cô dạ. Sẽ nói một câu lãng mạn gì đó với em. Nhìn thẳng vào mắt ảnh và nói sao cho nó lãng mạn. Em không phải là dân xử lý số liệu nên không thể xử lý trái tim anh thích em. Em không phải là dân chứng khoán nhưng mà gặp anh tim em nó loại nhịp như biểu đồ chứng khoán vậy đó. Hết rồi chị. Được không? Dạ được chị. Được á, cái này lãng mạn à, được à. Rồi bạn ấy đã đồng ý chấp nhận. Dạ. Mời em. Em lấy gặp đỏ. Em là tim mà cổ loạn nhịp rồi đó. Bạn sẽ làm gì khi người yêu nhõng nhẽo và làm nũng với bạn? Cổ là một cô nàng hay nhõng nhẽo. Thì khi bạn người yêu mình nhõng nhẽo thì em sẽ làm gì? Em nói với cổ đi cho cổ yên tâm coi nè. Em nhõng nhẽo à? Thôi vậy đi theo anh. Anh dẫn em đến chỗ này vui lắm. Là đi đâu? Nếu mà em đi xem phim, đi ra ngoài công viên. Rồi anh có nhiều trò, anh sẽ cho em thấy những điều vui vẻ hơn. Ủa nhưng mà anh với em ở xa nhau mà ta. Chỉ có cuối tuần gặp nhau thôi mà nhờ. Đúng rồi. Ví dụ nhưng... em giận thì trong ví dụ nhõng nhẽo ở trong giữa tuần thì phải làm sao? Thì chắc chắn anh cũng phải cố gắng chạy lên đó thôi. Đó, tôi làm chứng. Nhưng mà đừng nhõng nhẽo hoài nha. Ta còn đi làm kiếm tiền nữa. Nhõng nhẽo hoài chết người ta luôn á. Không, lâu lâu thôi chị. Tùy thời điểm nó chứ không phải lúc nào cũng lâu vậy lâu chị. Cái gió trở trời đúng không? Rồi được. Bây giờ hai bạn sẽ có một cơ hội nữa để nói cho đối phương nghe thật sự cảm xúc hiện tại của mình bây giờ như thế nào. Mình mong muốn điều gì? Mình giống như là tỏ tình hay là mình thể hiện cho cô ấy biết, cho chàng trai này biết để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Em hát một câu thôi. Tôi em. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chính là em. Dạ. Mời em. Hy vọng tương lai có thể cùng anh đi trên con đường. Thì con đường đó là chỉ có hai chúng ta đúng không? Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Một ít thời gian thôi như Tường nghĩ là cũng đủ để cho hai bạn cảm nhận về nhau. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta chấp nhận, tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn ha. Không phải bấm nút này chỉ để làm bạn. Bấm nút này là trở thành người yêu của nhau. Thật là nghiêm túc. Nếu chúng ta cảm thấy trái tim ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. Đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3. Rất nhanh nhẹn và rất là cùng một nhịp. Hai nửa trái tim đã đỏ đèn lên rồi. Mời em qua đứng gần bạn gái của mình. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm giác của bạn nữ bây giờ như thế nào? Tim đập loạn nhịp. Bạn trai? Dạ, rung động muốn ra ngoài. Chị Tường hy vọng là với cái nhịp cầu ngày hôm nay mà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản ăn trưa đã dành tặng cho hai bạn, thì đó là một cái bước đệm rất là vững chắc để cho hai bạn tìm hiểu nhau. Hy vọng rằng một ngày nào đó đúng như điều mong muốn của em là hai bạn sẽ cùng đi trên một con đường. Chúc mừng hai bạn nha.
Bây giờ thì chị Tường sẽ thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn để vé xem phim. Hai bạn có thể đến xem phim tại cụm rạp Citybox 212 Lý Chính Thắng với những bộ phim rất là hay. Ngoài ra các bạn còn được tặng một cái voucher giảm giá 30% khi đến ăn uống tại chuỗi nhà hàng Aori Ramen. Ở Aori Ramen là một cái không gian rất là lãng mạn để hai bạn có thể hẹn hò ăn uống với nhau, rồi có thể là nơi tụ tập bạn bè hoặc là dẫn gia đình mình đến để mà vui chơi ăn uống ở trong này. Rồi chúc mừng hai bạn. À, các Tường xin phép được tạm dừng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Phiên Bản Ăn Trưa tại đây. Và quý vị nhớ đón xem vào khung giờ rất là quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và mọi người ơi đừng có quên nhấn subscribe khi theo dõi nha quý vị nha. Cảm ơn và hẹn gặp.